Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Tập 32, chương 621, Hố chuẩn, quản sự điên cuồng tra danh sách cuối cùng là tại lật mấy bản danh sách về sau tìm được tàu vũ trì danh tự. Cái này rất cơ mờ nờ, thật là có A, à. kia thành quốc công chính là có chuẩn bị mà đến, chẳng qua có chuẩn bị mà đến lại như thế nào, hắn hiện tại liền hủy đi danh sách, sau đó đi đem cái này tàu vũ trì cho giết chết. Quản sự vừa định đem ghi chép tàu vũ trì tờ giấy kia kéo xuống đến, đã cảm thấy đầu bỗng nhiên một đau, người thẳng tắp ngã xuống đất, không còn tri giác tản mát trên bàn trên đất danh sách cũng toàn diện biến mất không thấy gì nữa. Công Vân tránh nhập không gian, sau đó lại vọt đến có sổ sách gian phòng bên trong. Nàng hiện tại dị năng tăng trưởng không ít, có thể tại cự ly ngắn bên trong mượn nhờ không gian xê dịch, ngược lại là tiết kiệm nàng trốn đông trốn tây phiền phức. Tôn Vân nhìn xem một bình hoa mảnh vỡ, đau lòng không thôi, dưới tình thế cấp bách tùy tiện từ không gian ném đồ vật nện người, không nghĩ tới vậy mà là cái đồ của bình hoa nàng giọt cái ông trời a à, không từ đại trường công chúa phủ bên trên vơ vét một chút nhi tiền tài đi trong nội tâm nàng đau xót liền được không công vân thăm dò quản sự hơi thở rất yếu ớt nhưng còn có một khẩu khí nàng mặc kệ muốn chết muốn sống xem thiên ý thế là liền tại trong gian phòng này lục tung lên thư cùng sổ sách cái gì toàn lấy đi trong hoàng cung đại trưởng công chúa đang cùng hoàng đế khóc lóc kể lễ, hoàng huynh thành quốc công quả thực quá mức hắn bỗng nhiên tới cửa nhục nhã ta ngài phải làm chủ cho ta đúng lúc tấn vương cũng ở nơi đây hắn thấy hoàng đế sắc mặt không dễ nhìn liền khuyên nhủ hoàng thượng không bằng phái người đi thật hỏi một chút thành quốc công đến cùng là chuyện gì xảy ra thần đệ coi là thành quốc công người này cương trực công chính hắn đối hoàng thượng trung thành tuyệt đối tuyệt đối sẽ không cố ý bất kính hoàng gia thần đệ coi là nơi này đầu tất nhiên là có hiểu lầm gì đó năm ca lời này của ngươi là có ý gì đại trưởng công chúa mất hứng nói, tấn vương giải thích nói, a nhị a, à, năm ca không có ý tứ gì khác, nhưng thành quốc công cả nhà trung liệt, huynh đệ của hắn nhi tử tổ phụ, trần thị một cửa trấn giữ bình thành nhiều năm, bao nhiêu binh sĩ chiến tử tại sa trường, hắn có công, chúng ta liền nên đối với hắn lễ ngộ một chút, cho hắn đủ nhiều kiên nhẫn, có chuyện gì đi dò tra rõ ràng, chớ có gọi trung thần thất vọng đau khổ. Đại trưởng công chúa tức điên, năm ca có ý tứ là, thành quốc công không thể thụ ủy khuất, ta cái này hoàng gia công chúa liền có thể tùy tiện bị ủy khuất. Tấn vương bất đắc dĩ nâng trán, hắn nói, cho nên nói phải thật tốt ra một tra, nhìn xem trong này có cái gì hiểu lầm, nếu có hiểu lầm giải khai chính là, ngươi cũng biết ngươi là hoàng gia công chúa, nếu là hoàng gia công chúa, làm bất cứ chuyện gì đều muốn trước hảo hảo nghĩ một nghĩ, lấy hoàng gia lợi ích, ích lợi quốc gia làm chủ. Đại trưởng công chúa dậm chân sông hoàng đế hô, bệ hạ, ngài nhìn năm ca, hắn cùi chỏ ra bên ngoài ngoặt, hoàng đế quát lớn nàng, ngươi năm ca không có nói sai. Ngươi bị ủy khuất, trẫm sẽ đền bù ngươi, nhưng là chuyện này còn phải trước ra, không phải ta nói ngươi, ngươi nuôi kia một viện tử nam nhân, nội tình đến cùng có sạch sẽ hay không? Đại trưởng công chúa nghe vậy nước mắt liền rơi ra, ủy khuất trắng môi đỏ, một phó không thể tin bộ dáng nhìn xem hoàng đế. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới hoàng đế sẽ như vậy đối nàng, là lỗi của ta, là ta không nên đến tìm Hoàng Huynh, ta hẳn là tùy theo thành quốc công đi lục soát đại trường công chúa phủ, nàng ngậm lấy nước mắt, lung lay sắp đổ bộ dáng nháy mắt liền để Hoàng đế mềm lòng lên, hắn thả mềm thanh âm dụ dỗ nói, ngươi năm ca có đạo lý, chúng ta cũng không phải cùi chỏ ra bên ngoài ngoặt, biết ngươi ủy khuất, quay đầu ngươi thích gì, đi trẫm khố phòng chọn, đừng khóc, quay đầu trẫm phái người đi thăm dò rõ ràng như trần tùng lâm lão thất phu kia là cố tình gây sự trẫm một định trị tội của hắn cho ngươi xuất khí có được hay không đa tạ hoàng huynh vẫn là hoàng huynh thương ta đại trưởng công chúa thấy tốt thì lấy đại trưởng công chúa rất biết nắm cùng hoàng đế chung đụng độ biết lúc nào nên yếu thế nàng nói xong cũng hung hăng trừng mắt tấn vương hoàng đế nhìn tấn vương kinh ngạc dáng vẻ liền muốn cười lúc này một tên tiểu thái giám cùng hoàng đế bên người đại thái giám thì thầm vài câu đại thái giám một kinh, vội vàng cùng hoàng đế bẩm báo, bệ hạ, thành quốc công tại đại trường công chúa phủ cổng học máu, t, đại trưởng công chúa kinh đến, nàng thốt ra, lão thất phu kia chết rồi, quách hoài liếc mắt đại trưởng công chúa, thản nhiên nói, ngất, hoàng đế vội nói, quách hoài, ngươi tự mình mang ngự y đi xem một chút lão quốc công, tấn vương đối hoàng đế chấp tay nói, hoàng huynh, thần đệ thay mặt ngài đi chạy một lội đi. Long Khánh Đế liên tục gật đầu tấn vương thời điểm ra đi quét mắt đại trưởng công chúa đại trưởng công chúa cả người đều không tốt lão già làm sao ngay tại nàng công chúa phủ cửa chính học máu hắn một nhất định là cố ý hoàng huynh đại trưởng công chúa nhìn xem sắc mặt tối đen hoàng đế yếu ớt hô âm thanh hoàng đế là thật sinh khí mặc kệ chuyện này là không phải hiểu lầm nhưng là đường đường quốc công từ công chúa phủ ra tới liền học máu chuyện này ảnh hưởng quá lớn quá ác liệt thân chu nhị trẫm bình thường đối ngươi quá tốt, quá nuông chiều ngươi, người tới, đi thật tốt ra một ra thành quốc công đến đại trường công chúa phủ đã nói lời gì, làm chuyện gì, đại trưởng công chúa còn nói lời gì, làm cái gì chuyện này, đại trưởng công chúa nghe vậy cả người đều không tốt, hoàng đế là thật sự nổi giận, Trần Tùng Lâm, lão già họm hẹm ngươi chờ. Bản công chúa nhất định phải ngươi đẹp mắt, dài công chúa phủ tôi tớ rất nhiều, nàng thấy thành quốc công cũng không phải bí ẩn gì sự tình, tự nhiên không có tránh đi người, cho nên phổ thông tôi tớ rất dễ dàng liền có thể nhả ra, tách ra đơn độc thẩm vấn, một hống một dọa liền đều nói, sau đó cẩm y vệ hoàng nguyên lúc ấy tràn cảnh, nguyên chấp nguyên vị, một một chút không có đổi, đại trưởng công chúa nói cái gì, thành quốc công nói cái gì, một cái chữ nhi không lọt, hoàng đế nhìn đại trưởng công chúa ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, thực sự là thành quốc công một lời nói xúc động hoàng đế đặc biệt là quốc khố căng thẳng thời điểm người thiếu nuôi mấy cái trai lơ đều có thể duy trì một hạ hoàng đế hoàng đế không khỏi nghĩ nhiều năm như vậy hắn cái này thân muội muội đối với hắn sẽ chỉ tìm lấy chưa từng vì hắn suy xét nửa phần hắn cũng có thể hiểu được thành quốc công cách làm thành quốc công cùng chu nhị không hề có quen biết gì hắn không có khả năng chuyên môn chạy đi tìm chu nhị phiền phức nói cách khác hắn đi tìm người, là thật sốt ruột mới có thể đi tìm. Người lúc đó nếu là có thể khách khí một điểm, sai người đi thăm dò một tra người có phải là tại ngươi trong phủ, cũng sẽ không xuất hiện dưới mắt tình trạng. Chu nhị, trẫm, trẫm thật sự là quá nuôn chiều ngươi, người tới, đem đại trưởng công chúa đưa về công chúa phủ, không có trẫm ý chỉ, không cho phép ra công chúa phủ một bước, nói xong, hoàng đế thật sâu nhìn nàng một mắt, liền phải tay áo bỏ đi đại trưởng công chúa sắc mặt trắng bệt, chân một mềm hơi kém liền ngã ngồi xuống dưới, còn tốt bên người có cái ghế, nàng nắm lấy chống đỡ một dưới, thái giám cung nữ lại đến giúp bận biệu. Nàng mới không có mất mặt, thành quốc công phủ, đại phu đến xem qua về sau, lão quốc công người ngay tại đại phu chỉ huy hạ đem người cho đặt lên xe ngựa, nhất về quốc công phủ, rất nhanh, tấn vương liền mang theo thái y tới cửa, bọn hắn tới cửa thời điểm, đại phu mới bắt xong thuốc, đang muốn đi nấu thuốc, thấy Thái y đến, hắn liền chờ một lát một lát, đi theo vào cùng Thái y giảng Thành Quốc công tình huống. Chương 622, giáng cấp, quốc công phu nhân cùng quốc công phủ một làm tiểu bối đứng tại một bên cạnh, các nữ quyến đều tại rơi lệ. Đại phu nói xong tình huống, Thái y cũng cho Thành Quốc công bắt mạch, nhìn hắn bựa lưỡi, con mắt chờ. Kiểm tra xong về sau, Thái y đối Tấn Vương nói, "Vương gia, Thành Quốc công Triệu chứng như vị này đại phu nói, khí cấp công tâm, đồng thời lại dẫn phát nội phủ vết thương cũ. Nói đến đây, thái y mắt nhìn quốc công phu nhân, quốc công phu nhân vội vàng dùng khăn bôi nước mắt, đối thái y nói, có lời gì ngài nói thẳng, lão sinh chịu được. Thái y thở dài, về sau không thể tái sinh khí, sợ ảnh hưởng số tuổi thọ. Thân thể cũng phải thật tốt điều dưỡng. Lời nói này phải liền phi thường viễn chuyển quốc công phu nhân cùng lão quốc công một chúng thiếp thất nước mắt trôi phải càng hung thái y ngươi cứ nói thuốc cần gì dược liệu đều từ trong cung ra nếu là cung trong không có liền đến bản vương vương phủ bên trong tìm nếu là vương phủ không có bản vương liền phái người đi các nơi cầu mua vô luận bao nhiêu tiền nhất định phải vì quốc công gia tìm tới thái y lĩnh mệnh hắn gọi đại phu ra ngoài trước nhìn đại phu kê đơn thuốc phương sau đó hơi tăng giảm dưới liền để người đi lấy thuốc trong phòng lão quốc công chưa tỉnh lại tấn vương liền trấn an quốc công phu nhân lần này là đại trưởng công chúa không đúng bản vương ở đây thay nàng hướng lão phu nhân bồi tội nói tấn vương liền hướng quốc công phu nhân hành lễ quốc công phu nhân vội vàng tránh ra không được a vương gia muốn nói qua sai là lão đầu tử nhà chúng ta sai hắn không nên một cái bắt chuyện đều không đánh liền lên đại trường công chúa phủ đi va chạm đại trưởng công chúa hắn có tội, tấn vương tháng khẩu khí, lão phu nhân ngài nói quá lời, quốc công gia không có sai, quốc công gia chỉ là vì tìm người, lại là ngày xưa bào trạch lưu tại trên đời duy một nhi tử, lão quốc công có tình có nghĩa, vì sai có chi, ngài yên tâm, bản vương chính là tập toàn bộ thái bệnh viện lực lượng, cũng phải đem quốc công gia chữa khỏi, chữa trị khỏi, quốc công phu nhân nói lời cảm tạ. Tấn vương từ thành quốc công phủ thượng cáo từ cùng thái y một lên đi trong cung cùng hoàng đế đáp lời hoàng đế nghe thái y nói khí cấp công tâm dẫn phát tạng phủ vết thương cũ trong lòng càng oán đại trưởng công chúa không hiểu chuyện để lão đầu nhi tìm xem người làm phiền nàng chuyện gì rồi vì công chúa mặt mũi uy nghi vậy mà sinh sôi đem một vị chinh chiến một sinh công thần tức học máu nàng vậy mà để lão quốc công lăng để người đuổi lão quốc công xuất phủ ai nhận được rồi đổi thành hắn là lão quốc công hắn cũng chịu không được mà lại nếu là lão quốc công cứ như vậy chết rồi không chết ở đối địch trên chiến trường lại bị nhà mình công chúa tức chết cả triều văn võ nghĩ như thế nào khắp thiên hạ bách tính nghĩ như thế nào hắn vị hoàng đế này nếu không giết đại trưởng công chúa bình dân phẫn chính là hôn quân hoàng đế dặn dò thái bệnh viện đem hết toàn lực vì thành quốc công trị liệu điều trị thân thể thái y lui ra về sau tấn vương đối hoàng đế nói hoàng huynh quốc công gia tìm người này chúng ta khả năng cũng phải giúp hắn tìm một tìm có lẽ tìm được tâm bệnh của hắn bỏ đi người có thế rất nhanh một điểm hoàng đế được vậy ngươi dẫn người đi đại trường công chúa phủ thật tốt tìm một tìm đừng mềm lòng tấn vương lĩnh mệnh vâng chỉ là ngày mai vạch tội a nhị quan viên nhất định rất nhiều hoàng huynh ngài nhìn hoàng đế hít sâu một khẩu khí thái y nói thành quốc công lần này hộc máu dẫn phát nội phủ vết thương cũ sẽ ảnh hưởng tuổi thọ cẩm y vệ trở về bẩm báo nói ra thành quốc công nhã máu là mới mẻ máu người nói cách khác thành quốc công học máu chuyện này là thật không phải hắn diễn dù sao lấy mới mẻ máu người cần thời gian mà máu người lấy xuống về sau thời gian dài sẽ ngưng kết thành quốc công không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn có thế vào tay công vân khoa học kỹ thuật hung ác việt hiểu rõ hoàng đế trầm ngâm hồi lâu nhân tiện nói không cần chờ triều thần vạch tội ngươi mang theo trẫm ý chỉ đi nàng phủ thượng, tước đại trưởng công chúa phong hào, biến thành quận. Huyện chủ, làm nàng trong vòng 10 ngày rời xa đại trường công chúa phủ, làm này quyết định, hoàng đế vẫn có chút đau lòng, dù sao đây là thân muội muội, nhưng hắn là hoàng đế, nhất định phải lấy ra thái độ đến, không phải cả triều văn võ thấy thế nào hắn, đặc biệt là võ tướng, nếu là võ tướng thất vọng đau khổ, trấn giữ biên cảnh việc lười biếng, hắn vị hoàng đế này làm không tốt có thế chơi xong, quan văn như thế nào nhảy nhót đều vô sự, bọn hắn chỉ có cán bút, không có cán đao tử, quan võ liền không một dạng, cưỡi ngựa sách đao liền có thể tạo phản, tấn vương nhíu mày, huyện chủ. Có thể hay không quá nghiêm khắc rồi. Nàng có thể hay không chịu không được, hoàng đế sinh khí, hắn vỗ bàn, đây đều là nàng tự tìm. Nàng nếu là không để lão quốc công lăng, không khiến người ta đem lão quốc công đuổi đi ra, lão quốc công có thế học máu, trẫm nhìn nàng chính là bị làm hư, chính là muốn dạy nàng thật tốt tỉnh thần, cũng tốt gọi cả triều văn võ ngậm miệng. tấn vương trầm mặt chỉ chốc lát, liền chắp tay đối hoàng đế nói, bệ hạ, thần đệ cái này dẫn người đi đại trường công chúa phủ. hoàng đế khoát tay áo, nói, tấn vương đi, chí ít có thế đúng a à nhị giữ gìn mười hai. Tào Vũ Trì chân dung tấn vương tại thành quốc công phủ thượng liền hỏi lão quốc công phu nhân muốn tới tay, hắn mang theo chân dung cùng thân tính đi vào đại trường công chúa phủ, nhìn thấy đại trưởng công chúa về sau lui trái phải, khóc đỏ hai mắt đại trưởng công chúa nhìn thấy hắn chính là một cái run rẩy, nơi nào có tại hoàng đế trước mặt điêu hoa tùy hứng, tấn vương, ngươi hiện biết sợ rồi. Sớm làm gì đi, đại trưởng công chúa khóc trồng nói, năm ca, năm ca ngươi muốn giúp giúp ta, ta biết sai, thế nhưng là ta không có cách nào khác, ta không thể để cho lão già họm hẹm dựa dẫm vào ta dẫn người đi. Nàng bổ nhào qua ôm lấy tấn vương đùi, ngửa mặt lên lệ rơi đầy mặt cầu khẩn nói, tấn vương không lưng đưa nàng dịu dắt đứng lên, ta nếu không giúp ngươi, liền sẽ không đến, nếu là bệ hạ phái người khác đến ra, bí mật của ngươi liền thủ không được, đem ngươi thân tính gọi tới, bệ hạ muốn tìm người này. Tấn vương đem chân dung đưa cho đại trưởng công chúa, đại trưởng công chúa mở ra một nhìn chính là thành quốc công muốn tìm người nàng sai người đi tìm quản gia nhưng mà đạt được tin tức lại là quản gia bị người đánh ngất xỉu phòng bên trong mất đi chút danh sách cùng sổ sách đại trưởng công chúa như bị sét đánh tấn vương bị tức cười ngươi như vậy để ta như thế nào giúp ngươi người tới đem phủ thượng tất cả trai lơ toàn bộ khống chế lại chờ bản vương đi thẩm vấn quản sự nhìn mắt đại trưởng công chúa đại trưởng công chúa phân phó nghe vương gia, tấn vương nhìn mắt đại trưởng công chúa, đem thánh chỉ ném vào trong ngực của nàng, từ giờ trở đi, ngươi không còn là đại trưởng công chúa, mà là huyện chủ, hoàng huynh mệnh ngươi trong vòng 10 ngày rời xa công chúa phủ, đại trưởng công chúa, cái gì, kết quả này nàng không chịu nhận, tấn vương nói, chính ngươi nhìn thánh chỉ, thành quốc công hộp máu dẫn phát nội phủ vết thương cũ, tại số tuổi thọ có chướng ngại. Chuyện này đã truyền ra, hoàng huynh nhất định phải bắt ngươi khai đau lắng lại triều thần lửa giận ngươi thật sự là ngươi phàm là đối với hắn lễ ngộ một điểm cũng không sai chỗ dù sao đại trưởng công chúa phủ đệ là ai nghĩ lục soát liền lục soát sao ngươi thực sự là thôi bây giờ nói những cái này cũng trễ nhìn ngươi một nhất định phải ghi nhớ lần này giáo huấn này mười ngày ngươi phải thật tốt nghĩ một nghĩ tòa này công chúa phủ có cái gì nhận không ra người địa phương nếu có sớm làm thu thập sạch sẽ, như quá nhiều, vậy liền một cây đuốc đốt, 100, không có chứng cứ, chương 623, dự định, chu nhị đau lòng e rằng lấy phục thêm, nàng công chúa phủ cứ như vậy hết rồi, nàng lại không là đại trưởng công chúa, tức vị hàng xuống dưới, không biết lúc nào khả năng một lần nữa trở lại trên người nàng, lúc này, chu nhị hận chết hoàng đế, vì cái gì hoàng đế muốn hy sinh nàng. Vì cái gì mỗi lần bị hy sinh đều là nàng, nhưng nàng lúc này trừ sinh khí chuyện gì đều làm không được đại quản gia lúc này hôn mê bất tỉnh người nào hạ thủ chính thành trở lên là mặt nàng thủ sổ sách cùng danh sách không gặp chu nhị hoảng hốt nhưng tấn vương an ủi nàng nói trái phải chạy không ra ngoài phủ để một trận đại hỏa cái gì đều có thể giải quyết chu nhị minh bạch tấn vương ý tứ đại trường công chúa phủ trừ nàng cái này đã từng trưởng công chúa người còn lại một cái không lưu bao quát tâm phúc của nàng bây giờ cũng chỉ có cái này biện pháp mặc kệ là đại trưởng công chúa vẫn là tấn vương đều không ngờ đến bọn hắn mưu đồ bí mật bị tôn vân nghe được thấy chu nhị tại mệnh lệnh thân tín đi thu thập khố phòng đem tài vật đóng gói chuẩn bị để tấn vương vận chuyển đến nàng ở kinh thành mặt khác mua trong trạch viện nói rõ chu nhị tạm thời còn có thể dùng tới những người này như vậy nàng liền còn có thời gian tìm cách để trận này đại hỏa đốt không dậy nàng phải sớm chuẩn bị nước nhưng mà để tôn vân không nghĩ tới chính là tấn vương đem tất cả trai lơ triệu tập lại cầm chân dung hỏi quản sự quản sự nhận ra tàu vũ trì là bị giam vào địa lao bên trong vài ngày trước đã chết rồi bị đưa ra đại trường công chúa phủ bị xử lý biết việc này về sau tấn vương lại mệnh lệnh thủ hạ của mình đem tất cả trai lơ toàn bộ giết chết một cái không lưu hai mươi cái soái tiểu tử cứ như vậy mất mạng cái này lẳng lơ thao tác kinh ngạc đến ngay người Tôn Vân, Tấn Vương cứ như vậy không kịp chờ đợi, đồng thời cũng làm cho nàng kiến thức đến hoàng quyền tàn khốc, người đương quyền căn bản cũng không coi nhân mạng là mệnh lệnh đã ban ra, bọn hắn vì giữ gìn hoàng tộc mặt mũi, giết ảnh hình người làm thịt gà một dạng, đồ sát A, đây là thỏa thỏa đồ sát, nếu là tại tận thế nhìn quen sinh tử, nhìn quen đồ sát Tôn Vân, lúc này cũng có chút lưng phát lạnh bởi vì nơi này mặc dù không phải hiện đại xã hội văn minh, nhưng không phải tận thế, nhưng kẻ thống trị tàn nhẫn, thật sự là mỗi giờ mỗi khắc đang cày mới nàng nhận biết hạn cuối. Cái này tấn vương, vì sao muốn thay chu nhị làm đến mức độ như thế, thật chẳng lẽ là huynh muội tình thâm, xem ra nàng phải sửa đổi một chút kế hoạch, đến cùng là chuẩn bị nước, vẫn là... Vẫn là sớm phóng hỏa, từ tấn vương không lưu tình chút nào giết trai lơ chuyện này cũng có thể thấy được, bọn hắn tại phóng hỏa trước đó một chắc chắn giết chết những người này sớm phóng hỏa đánh tấn vương cùng chu nhị một trở tay không kịp dạng này một đến bọn hắn liền đến không kịp giết càng nhiều người thừa loạn người trong phủ khả năng chạy đi một chút mà chạy ra đi những cái này thủy chung là chu nhị tai họa ngầm tôn vân nghĩ đến chờ tưởng thiệu đem sự tình làm xong nàng liền phóng hỏa thế là liền thừa dịp đại trưởng công chúa người thu dọn đồ đặt thời điểm điên cuồng thuận đồ vật Đại trưởng công chúa thu thập phải gấp, tự nhiên sẽ không cần cầu hạ nhân dựa theo sổ sách một dạng một dạng đúng, nàng một một chút cũng không sợ hạ nhân trung gian kiếm lời túi tiền riêng, dù sao những người này không có một cái sẽ sống lấy ra công chúa phủ, bọn hắn trộm lại nhiều, quay đầu cũng phải phun ra. Tôn Vân thuận đồ vật rất có kỹ xảo, nàng dị năng xuyên thấu mỗi một cái khóa lại cái rương, bao lấy trong rương đồ vật, sau đó vận chuyển đến không gian bên trong tưởng thiệu thu thập chỉnh tề không gian cái này lại trở nên hỗn loạn có nhiều chỗ căn bản là không cách nào đặt chân phụ trách chuyển cái trương tôi tớ đều cảm thấy kinh ngạc làm sao thật nhiều cái trương đều không có nặng như vậy đây nhưng cái trương là khóa lại bọn hắn cũng không nghĩ nhiều những cái này cái trương bỏ vào trên xe ngựa tấn vương người phụ trách đem cái trương vận chuyển đi chu nhị mặt khác tòa nhà ban đêm chu nhị thể xác tinh thần mệt mỏi trở lại phòng ngủ đuổi đi thị nữ thái giám nàng lúc này liên phát tính tình quản đồ vật khí lực đều không có, huyện chủ A, nàng chu nhị sống đến bây giờ vậy mà thành chuyện tiếu lâm, thành quốc công lão thất phu kia, nàng muốn giết hắn, chu nhị. Tưởng thiệu có phải là con của ta? Đang lúc nàng nghĩ đến như thế nào đi hãm hại thành quốc công, cốt gọi hắn cửa nát nhà tan, chém đầu cả nhà thời điểm, bỗng nhiên phòng bên trong vang lên đạo trầm thấp băng lãnh thanh âm, người tới. Nàng há mồm liền hô, hạ một giây lát, gấm màn bị một đem đao đẩy ra, một cái thân ảnh quen thuộc, để nàng khắc cốt minh tâm thân ảnh xâm nhập mi mắt của nàng, mộ dung kỳ. Nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, người trước mặt vậy mà là mộ dung kỳ, ngươi dám đến đại chu đô thành, ta chỉ cần một hô, ngươi liền sẽ bị bắt lại, ngươi cái này đại yến hoàng đế bị bắt, ngươi đoán xem con của ngươi nhóm có thể hay không cứu ngươi. Tại xác nhận trước mắt mình người thật là mộ dung kỳ về sau, chấn động vô cùng chu nhị lập tức xù lông, nội tâm hận ý lăn lộn, cừu hận hỏa diễm gần như đưa nàng thiêu, ngươi đoán, trẫm đã có thế lặng yên không một tiếng động chui vào ngươi cái này đại trường công chúa phủ, như vậy trẫm người có thể hay không đã chui vào hoàng cung, đến lúc đó mặc kệ trẫm sự tình thành công hay không, ngươi chu nhị, trốn không thoát một cái thông đồng với địch phản quốc tội danh, ngươi đoán xem, tuần nghiễn sẽ như thế nào đối ngươi, là trực tiếp giết vẫn là cởi sạch làm đi ngoài cửa thành lăng trì đại trưởng công chúa nghe vậy vốn là không dễ nhìn sắc mặt liền càng khó coi hơn cởi sạch lăng trì nàng chỉ là ngẫm lại liền không rét mà run hoàng huynh thật sẽ như vậy đối nàng sao thật đúng là nói không chừng hiện tại chính là vì một cái thần tử liền đem nàng từ đại trưởng công chúa biến thành không có phong hào huyện chủ phải biết đại trưởng công chúa phía dưới còn có công chúa công chúa phía dưới còn có quận chúa quận chúa phía dưới mới là huyện chủ, tương đương với liền biếm cấp 3. Nếu nàng thông đồng với địch phản quốc tội danh chứng thực, Hoàng Huynh được nhiều hận nàng. Chu Nhị nghĩ tới đây, không khỏi đánh cái run rẩy, Làm tử vong cách mình rất xa thời điểm, Chu Nhị cảm thấy chỉ cần có thể trả thù mộ dung kỳ, nàng không sợ chết. Nhưng mà, làm những cái này cách mình rất gần thời điểm, thậm chí dựa theo nàng nguyên kế hoạch chấp hành, nàng có thể sẽ đứng trước bị giằng vặt đến chết cục diện. Chu Nhị sợ hãi, nàng sợ hãi, mộ dung kỳ vậy mà bất tri bất giác trở nên lợi hại như vậy, thế mà im hơi lặng tiếng liền có thể chui vào đề phòng xâm nghiêm đại trường công chúa phủ, nàng phải thật tốt ngẫm lại, thù muốn báo, nhưng là mình phải hái ra tới. Chu Nhị, sự kiên nhẫn của trẫm có hạn. Trẫm hỏi ngươi cuối cùng một lượt, Tưởng Thiệu có phải là trẫm nhi tử? Hỏi cái này câu nói thời điểm, Tưởng Thiệu bỗng nhiên tới gần, Chu Nhị bị dọa nhảy mà tưởng thiệu cấp tốc cầm khăn che hạ chu nhị miệng mũi, chu nhị con mắt nháy mắt trở nên mê man. tưởng thiệu là ai? Tưởng thiệu hỏi, chu nhị, tưởng thiệu là ta cùng mộ dung kỳ nhi tử, tưởng thiệu, ngươi nguyên kế hoạch làm sao đối phó tưởng thiệu, chu nhị, ta đem tưởng thiệu ném ở bình thành nông thôn, cho người nhà họ tưởng một bút châu báu tiền tài, để bọn hắn nuôi lớn tưởng thiệu, cũng đem hắn đưa vào quân doanh. Ta lệnh người tùy thời nhìn chầm chầm tưởng thiệu, Thu ngu ngụy vũ khắp nơi nhằm vào tưởng thiệu, ta còn phái người nhìn chầm chầm hắn thê tử, khuyến khích nhạc phụ nhạc mẫu của hắn bán đi hắn một sông nhi nữ, ta liền hắn một sông nhi nữ chỗ đều tìm tốt, ai biết công vân tiện nhân kia bỗng nhiên thay đổi chủ ý, không bán, dựa theo kế hoạch của ta, hắn một sông nhi nữ bán vào kinh thành tầng lâu sở quán, tại hắn tuyệt vọng lúc sắp chết để ngụy vũ cứu hắn một mệnh, cho hắn cơ hội trèo lên trên, chương 624 không bị mong đợi Giáng sinh, tại hắn leo đến đỉnh phong thời điểm, bỗng nhiên tuyên bố thân thế của hắn, để hắn từ đỉnh phong rơi xuống đáy cốc, sau đó vụn trộn giúp hắn chạy trốn tới Yến quốc, đầy ngập phẫn nộ cùng oán hận tưởng thiệu tất tha không được mộ dung kỳ, ha ha ha, phụ tử tương tàn A, à, cũng không biết ai có thể càng hơn một trù, ta tốt chờ mong nhìn cái này xuất diễn, chờ hắn giết mộ dung kỳ, ta mới có thể để người nói cho hắn. Hắn một song nhi nữ bị dằn vặt đến chết, là bởi vì mẹ của hắn ra tay dẫn đến cái này một cách, để hắn cái này nghiệt chủng đau khổ một đời. Ta muốn để cái này nghiệt chủng biết, hắn căn bản cũng không bị chờ mong, hắn chính là bị phụ thân vứt bỏ, mẫu thân căm hận nghiệt chủng, hắn vẫn là cái giết cha ruột ác ma, tưởng thiệu nghe đến đó, nơi nào còn nhịn được. Dục ca nhi su nhi đời trước thảm trạng hiện lên ở trước mắt hắn, bọn hắn như vậy nhỏ, chết được thảm như vậy, hắn bỗng nhiên ra tay, cắt cao bóp lấy chu nhị cái cổ tưởng thiệu buông tay ngươi không thể giết nàng ngươi giết nàng chúng ta làm một cắt liền công thua thiệt một quỷ nàng làm nhiều việc ác cứ như vậy để nàng chết rồi quá tiện nghi nàng chúng ta muốn nàng một đời đều cầu sinh không thể muốn chết không được công vân ôm lấy tưởng thiệu tay một một chút một chút đi tách ra hắn kìm sắt một dạng ngón tay ký lực của hắn rất lớn đã bóp phải chu nhị le lưỡi liếc mắt nghe lời không muốn giết nàng Tôn Vân tách ra không ra tưởng thiệu ngón tay, thế là liền dứt khoát từ bỏ, cải thành nhón chân đi ôm cổ của hắn, một miệng một miệng hôn hắn. Không phải Tôn Vân thánh mẫu, Tôn Vân chỉ là không nghĩ để tưởng thiệu nhiễm phải thí mẫu nhân quả, không nghĩ để thí mẫu trở thành tưởng thiệu tâm ma. Có lẽ tưởng thiệu tâm lý tố chất cường ngạnh, nàng lo lắng sự tình vĩnh viễn không có khả năng phát sinh. P, Nhưng là Tôn Vân hay là không muốn có một nhẹ nhẹ ngoài ý muốn? Vẫn là câu nói kia chu nhị chết không yên lành nhưng một định không thể là tưởng thiệu giết người chu nhị làm ác quá nhiều nàng chỉ cần đưa nàng tội ác vạch trần ra tới chu nhị tự có quốc pháp xử trí nếu là hoàng đế muốn giữ gìn chu nhị cái này còn không có tiểu ngôn sao tiểu ngôn làm hoàng đế liền có thể y theo luật pháp đến cho chu nhị hình phạt đến lúc đó muốn để nàng chết như thế nào liền chết như thế nào thủ đoạn quan minh chính đại chính nghĩa lại vô tư ký tức quen thuộc quen thuộc môi mềm để tưởng thiệu dần dần từ bạo ngược trung bình phục xuống tới hắn buông lỏng tay tôn vân bận bịu đi kiểm tra chu nhị khá lắm không có khí nghi nàng vội vàng giúp nàng làm tim phổi khôi phục tốt xấu xem như cứu lại chu nhị khôi phục hô hấp nháy mắt tôn vân một bàn tay đưa nàng cho bổ choáng nặng đi chúng ta đi phóng hỏa tôn vân lôi kéo tưởng thiệu liền bắt đầu bốn hạ điểm lửa tỉnh táo lại tưởng thiệu nàng dâu ngươi vừa rồi cứu nàng là muốn cho nàng bị đau khổ thiêu chết. Tôn Vân, ta cảm thấy lăng trì hoặc là người trẻ có thể suy xét một hạ. Lửa lớn rừng rực bốc cháy lên, ngoài phòng truyền đến tiếng kêu sợ hãi, hỏa hoạn, người tới đây mau. Hỏa hoạn, điện hạ còn tại bên trong, rất nhanh, cửa phòng bị đá văng, có thái giám cung nữ sách lấy thùng nước vọt vào. Tôn Vân vội vàng mang theo tưởng thiệu tránh nhập không gian, đồng thời mượn nhờ không gian xuất hiện tại mặt khác một cái địa phương, sau đó tiếp tục phóng hỏa. Không bao lâu sau công phu, đại trường công chúa phủ bên trên liền bốn hạ đều là hừng hực ánh lửa. Sau đó Tôn Vân cùng tưởng thiệu đổi thân nhi thái giám y phục lẫn vào cứu hỏa đội năm bên trong, Tôn Vân hô to, cái gì? Ngươi nghe được Điện Hạ nói muốn phóng hỏa thiêu chết tất cả mọi người. Lại có thể giết người diệt khẩu, lại có thể giá họa cho thành quốc công, không thể nào, người kia cả, nếu không chúng ta chạy đi, cái này, cứu hỏa đội năm chần chờ trong bọn họ vừa vặn có giúp đại trưởng công chúa làm qua công việc bẩn thiểu nhi người làm thế nào thật tốt đại trường công chúa phủ tại sao lại bốn hạ bốc cháy cái này rõ ràng là phóng hỏa a à? nếu là không có chủ tử phân phó ai dám phóng hỏa tôn vân lại đổi mấy cái địa phương đi như thế trống trống xong nàng liền cùng tưởng thiệu chạy tới giải quyết hết thủ vệ thị vệ đem mấy cửa toàn bộ rộng mở thân sau đó tôn vân cùng tưởng thiệu đi ra ngoài nhìn thấy chạy đến người xem náo nhiệt, đối phương hỏi nàng chuyện gì xảy ra, Tôn Vân liền nói, thành quốc công vu hãm đại trưởng công chúa, đều bởi vì đại trưởng công chúa phát hiện hắn cấu kết Yến Hoàng, đúng, đại trưởng công chúa có chứng cứ chứng minh thân tính của hắn tưởng thiệu là Yến Hoàng con ruột, ăn dư quần chúng, cơ mờ nờ. Thật giả, Tôn Vân, khẳng định là thật a. À. Không phải thành quốc công vì sao bỗng nhiên muốn tới đại trường công chúa phủ đi lên náo. Hắn chính là tính toán kỹ, đám lửa này cũng là thành quốc công người thả, bọn hắn liền muốn giết đại trưởng công chúa Diệt khẩu. Ai nha, ta không nói với các ngươi, ta muốn đi nha môn viện binh. Tôn Vân kéo xong con bê liền chạy, rất nhanh nàng cùng Tưởng Thiệu liền mất tung ảnh. An Dư quần chúng lập tức đưa nàng tỏa ra đến. Năm thành binh mã ti, kinh Triệu phủ chờ nha môn người đến về sau, bọn hắn liền bảy miệng tám lưỡi đem Tôn Vân nói lời bẩm báo cho nha môn người nha môn người một nghe thành quốc công đốt đại trường công chúa phủ khi còn phải rồi thế là kinh triệu phủ liền phái người đi thành quốc công phủ thượng nhưng mà biết được thành quốc công bệnh nặng nằm trên giường bệnh vẫn là hoàng đế phái thái y đến cho nhìn đến quan viên liền hiểu đại trưởng công chúa đây là mình đốt mình đem nước bẩn dội đến thành quốc công trên thân nàng tốt bỏ trốn chịu tội a à, nhưng cái này dính đến hoàng gia công chúa sự tình Kinh triệu phủ quan viên quyết định đem nhìn thấy nghe thấy ghi chép lại đưa cho cấp trên, tuyệt đối không tự mình đi phán đoán chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thế là hắn trên sổ con viết, nào đó nào đó phủ thượng nào đó nào đó quản sự khai, nào đó nào đó phủ thượng nào đó nào đó công tử khai, thành quốc công phủ thượng lão phu nhân khai, kia là tương đương khách quan, đã chìm vào giấc ngủ tấn vương bị hạ nhân vội và đánh thức, nói đại trường công chúa phủ bên trên bốc cháy, lông mày của hắn nháy mắt nhăn lại chu nhị đến cùng chuyện gì xảy ra rõ ràng nói xong vài ngày sau lại phóng hỏa nàng đến cùng muốn làm gì người tới thay bản vương thay quần áo tấn vương không vui phân phó hắn vội vàng đuổi tới đại trường công chúa phủ hắn chạy đến thời điểm lửa đều còn tại đốt còn không có triệt để bị diệt mất nói một hỏi mới biết được trừ hoàng đế phái tới trông coi công chúa phủ thị vệ trong phủ thái giám cung nữ toàn chạy chỉ để lại chút ít bọn thị vệ cùng so tấn vương đi trước không được bao lâu năm thành binh mã ti người tại cứu hỏa, tấn vương cả người đều không tốt, nói xong đến lúc đó một phủ người đều không lưu, nói xong muốn giết người diệt khẩu, chu nhị nàng đến cùng đang làm cái gì, hiện tại người chạy, bí mật của nàng còn thủ được cái rắm, tấn vương nhớ tới nàng địa lao, cùng trong địa lao tràn cảnh, không khỏi mí mắt trực nhảy, cô muội muội này, hắn là không có bản lĩnh đưa nàng vớt lên bởi vì có năm thành binh mã ti người gia nhập tấn vương người cũng đi theo hỗ trợ thế lửa thời gian dần qua liền bị khống chế xuống dưới chu nhị cũng bị cứu ra lúc này có lão thái y bị kinh triệu phủ người từ trong chăn đẩy ra ngoài đỉnh lấy một đầu rối bời tóc ông lấy cái hòng thuốc lê lấy giày phi thường chật vật xuất hiện tại đại trường công chúa phủ chu nhị hôn mê thái y đi cho nàng bắt mạch về sau mở một phó an thần canh tấn vương hỏi hắn chu nhị như thế nào Thái y giống như thực nói, điện hạ nhận kinh hải, cũng không lo ngại, bởi vì lấy tấn vương tuyên chỉ cũng không có giống trống khua chiên đến, cho nên kinh thành người còn không biết đại trưởng công chúa bị gián chức. Chương 625, Ngũ ca cứu mạng, tấn vương trên mặt nhìn không ra biểu lộ, hắn hỏi Thái y, nàng hiện tại nhưng tỉnh rồi, Thái y lắc đầu, hắn nói, vương gia như muốn để điện hạ tỉnh lại. Lão Phu có thể không đi cho vì Điện Hạ đâm mấy châm. Tấn Vương, vậy liền đâm mấy châm đi kinh triệu phủ doãn có lời muốn hỏi nàng kinh triệu phủ doãn cảm động cùng tấn vương thở dài thật sự là hắn muốn hỏi chu nhị một chút vấn đề dù sao thời gian kéo phải càng dài phóng hỏa hung phạm càng là khó bắt vâng vương gia thái y lại tiến vào tẩm điện tấn vương chào hỏi kinh triệu phủ doãn đuổi theo thân có tấn vương dẫn đầu kinh triệu phủ doãn tự nhiên không có gì cố kỵ nơi này kỳ thật cũng là chu nhị tẩm điện chỉ là một chỗ không có thiêu đến quá hung khách phòng, lửa được cứu đến, bốn hạ vách tường đều là đen như mực. Thái y hai châm xuống dưới Chu Nhị liền tỉnh, cứu mạng. nàng tỉnh về sau lập tức kinh hô lên, nhìn thấy Tấn Vương về sau, Chu Nhị khóc hướng về thân thể hắn nhào, chính ca cứu mạng, lão già kia muốn giết ta. Tấn Vương tiếp tục bờ vai của nàng đưa nàng từ trên người chính mình giật xuống đến, thủ kình của hắn nghi rất lớn, bóp phải Chu Nhị rất đau cũng bởi vì đau đớn, để Chu Nhị tỉnh táo thêm một chút, nàng cấp tốc nhìn về phía bốn tuần, cũng không có mộ dung kỳ cái bóng, phản phất lúc trước gặp mặt chỉ là nàng một giấc mộng cảnh, nhưng Chu Nhị biết đó không phải là mộng, thật không phải là mộng, cái nào lão già muốn giết ngươi, công chúa phủ có người phóng hỏa, là người giết ngươi làm sao? Tấn Vương hỏi, đừng sợ, Kim Triệu Phủ Doãn ở đây, ngươi nói ra đến, hắn sẽ giúp ngươi tấn vương đem kinh triệu phủ doãn mấy chữ này cắn đến rất nặng phóng hỏa chu nhị quả thực không thể tin vào tai của mình nhưng mà chấp mũi quanh quẩn lấy một sợi mùi khét cùng bên ngoài truyền đến những cái kia động tĩnh để chu nhị rõ ràng nhận biết đến tại nàng ngất đi thời điểm có người châm lửa đốt nàng công chúa phủ nàng không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ lên mộ dung kỳ là mộ dung kỳ làm hắn thật đúng là một như thường lệ tàn nhẫn cái gì đều làm ra được hắn là đang cảnh cáo mình a, à, bị sợ hãi bao vây lấy chu nhị toàn thân rét run, nghĩ mà sợ cực, nàng rất là chậm một lát mới lắc đầu nói, ta không biết là có người muốn giết ta, là cái người áo đen che mặt, ta nhìn thấy tóc của hắn có chút trắng, may mắn không có nói là mộ dung kỳ, không phải. Chu nhị run lập tập, nàng khóc lên, cái này một ngày sự tình thật là nhiều lắm, nàng có chút không chịu nổi, mộ dung kỳ lão già kia đối nàng là thật hung ác cái này một khắc nàng mới phát hiện, nàng xa xa không có chính mình tưởng tượng như vậy kiên cường, tại biết mộ dung kỳ lực lượng chân chính về sau, chu nhị là sụp đổ. Kinh triệu phủ doãn lại hỏi, điện hạ gần đây có phải là đắc tội người nào? Chu nhị thốt ra, trừ thành quốc công, ta ai cũng không có đắc tội. Tấn vương mày nhíu lại phải càng sâu, hắn đối kinh triệu phủ doãn nói, không thể nào là thành quốc công, thành cunimis minh lỗi lạc, không có khả năng làm loại chuyện này. Kinh triệu phủ doãn vội nói, vương gia, hạ quan nhất định phải hỏi một hỏi, tấn vương không nói lời nào. Kinh triệu phủ doãn lại hỏi, công chúa nói có người muốn giết ngươi, người áo đen là thế nào động thủ, là dùng đao kiếm vẫn là cái gì khác. Đại trưởng công chúa nói, hắn bóp cổ của ta, đem ta bóp tỉnh, ta nhìn mắt, về sau ta liền không còn tri giác, thẳng đến vừa rồi mới tỉnh lại. Nói xong, chu nhị liền đem quần áo cổ áo kéo xuống, lộ ra trên cổ máu ứ động tới kinh triệu phủ doãn không cần khoa tay chỉ xem một mắt liền biết là nam nhân tay bấm ra tới dấu kinh triệu phủ doãn biết đây là đã hỏi không ra cái gì đến hắn nói vương gia hạ quan nghĩ đề ra nghi vấn một hạ trong phủ hạ nhân chu nhị người ngược lại là không có chạy hết có mấy cái tâm phúc vẫn là đi theo bên người nàng đại nhân xin hỏi phục vụ người đều trong phòng có tấn vương lên tiếng kinh triệu phủ doãn mới bắt đầu hỏi đơn giản chính là hỏi bọn hắn nhìn thấy cái gì bốc cháy thời điểm có cái gì dị thường nhìn không thấy được người nào hẳn là điện hạ tẩm cung trước hết nhất bốc cháy chúng ta đem điện hạ từ tẩm điện bên trong cứu ra địa phương khác mới bắt đầu bốc cháy địa phương khác cơ hồ là cùng một thời gian lên lửa chẳng qua trong nháy mắt toàn bộ công chúa phủ liền đốt lên không nhìn thấy người kỳ quái phản phất lửa chính là vô duyên vô cớ bốc cháy một thị nữ cùng thái giám nghe được chu nhị mồ hôi lạnh chảy ròng điều này nói rõ cái gì nói rõ mộ dung kỳ người tất cả đều là lặng yên không một tiếng động liền chui vào công chúa phủ không phải làm sao lại đồng thời thật nhiều địa phương bốc cháy mộ dung kỳ hắn đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ chỉ là đến hỏi tưởng thiệu thân phận hắn biết tưởng thiệu là thân phận sẽ làm thế nào nàng đâu nàng lại nên làm như thế nào mộ dung kỳ bỗng nhiên xuất hiện xáo trộn nàng kế hoạch nàng nên làm cái gì mộ dung kỳ ngươi vì sao, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác chỉ bắt lấy ta một người khi dễ, ngươi đáng chết, ngươi nên chém thành muôn mảnh. Kinh triệu phủ doãn thấy đã hỏi không ra cái gì đến, liền cùng chu nhị cùng tấn vương cáo từ, hắn từ chu nhị tẩm điện ra tới, nhìn qua bụi mù cuồn cuộn thiên không, trong lòng tự nhủ vụ án này khó giải quyết a. À. trong phòng, chu nhị thân tính nói cho nàng bốc cháy về sau, thật nhiều người đều chạy, chu nhị đã tê dại. Tấn Vương vẫy lui tất cả mọi người, không có người ngoài về sau, Tấn Vương trực tiếp cho Chu Nhị hai cái bạc tai, thành sự không có bại sự có dư, ngươi về sau tự giải quyết cho tốt đi, bản Vương sẽ không lại giúp ngươi. Chu Nhị bị Tấn Vương đánh thanh tỉnh, Tấn Vương giống số chính lạnh trời gió lạnh, có thể đem người đông thành băng cạn bả tử, nàng hoảng, liền vội vàng đứng lên xuống giường, từ phía sau lưng đem Tấn Vương ôm lấy, năm ca, năm ca ngươi không thể không quản ta. Cầu ngươi năm ca, ngươi muốn ta làm gì ta đều làm, van cầu ngươi đừng mặc kệ ta, ngươi nếu là mặc kệ ta, hoàng huynh hắn. Hắn nói không chừng sẽ giết ta, thân, ô ô ô. Van cầu ngươi năm ca. Tấn Vương nhắm mắt lại hít sâu một khẩu khí, hắn đẩy ra Chu Nhị tay, đưa nàng đẩy ngã trên mặt đất, Chu Nhị khóc đến lê hoa đái vũ, nàng cấp tốc xoay người leo đến Tấn Vương bên chân, ôm lấy chân của hắn, năm ca ngươi không phải hiểu rõ ta nhất sao, ngươi không thể không quản ta nha. Tấn vương cúi đầu nhìn xem chu nhị, hắn cả giận nói, ngươi để ta như thế nào giúp ngươi, ta lại có thể thế nào giúp ngươi, như thế lớn cục diện rối rắm, ai có bản lĩnh cho ngươi thu nhặt. Chu nhị đầu óc cấp tốc chuyển động, nàng nói, năm ca ngươi nghe ta nói, lần này ta là người bị hại, ta chỉ cần đem manh mối hướng thành quốc công phủ dẫn là được, là thành quốc công người đến báo thù ta. Năm ca, ngươi muốn giúp ta không phải hoàng huynh sẽ không tin tưởng thành quốc công là võ tướng không có hoàng đế không kiên kỵ võ tướng có lẽ có nói nhiều hoàng huynh trong lòng khẳng định sẽ nổi da gà tấn vương thán khẩu khí hắn đem chu nhị dìu dắt đứng lên ta thực sự là chu nhị lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa chu nhị liền vội vàng gật đầu năm ca ngươi yên tâm lại không có lần sau quay lại ta phủ thượng tài sản năm ca lưu một nữa hướng phủ của ta đưa một nửa nhi là được, chỉ cần cuộc phong ba này bình yên đi qua, ta lại cho năm ca một phần đại lễ. Tấn vương lạnh lùng thốt, chu nhị, ngươi hẳn là rõ ràng, bản vương giúp ngươi cũng không phải là vì tiền. Chu nhị cười làm lành nói, ta biết, nhưng năm ca không quan tâm, ta không thể không hiểu chuyện nhi. Tấn vương đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hắn chào hỏi chu nhị, tới ngồi, chúng ta tổng cộng tổng cộng tiếp xuống nên làm cái gì? chương 626, không cách nào thu thập, ngày thứ hai hoàng đế vào triều sớm, không nghĩ tới trừ vạch tội chu nhị, còn có thật nhiều người vạch tội bệnh nặng thành quốc công, kinh triệu phủ doãn cũng vung cái bom ra tới, hoàng đế thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải, hắn thứ nhất phản ứng chính là mình kia không bớt lo muội tử vì vãn hồi danh dự, mình đốt chính mình, giảng đạo lý. Hắn là không tin ai có thể có bản lĩnh tại đại trường công chúa phủ bên trên phóng hỏa, hoàng đế trong lòng rất là không thoải mái, trên triều đình võ tướng cùng các ngự sử làm cho túi bụi, nói thành quốc công bệnh nặng tại giường, đây là ngự y đi xem qua, hắn làm sao có thể chạy tới đại trường công chúa phủ làm ác, các ngự sử nói, thành quốc công thủ hạ cũng không phải không có người, bọn hắn có lẽ là vì thành quốc công báo thù, có lẽ là thành quốc công đã sớm an bài tốt, tóm lại, thần khẩn cầu bệ hạ hạ lệnh ba ti tra rõ, thân, bệ hạ đại trưởng công chúa vũ nhục có công huân quý đem nhân khí phải học máu bệnh nặng còn mời bệ hạ nghiêm trị cho có công huân quý một cái thuyết pháp bệ hạ tấn vương ra khỏi hàng bệ hạ hôm qua đã để thần đi đại trường công chúa phủ bên trên tuyên chỉ đại trưởng công chúa đối công huân chi thần xuất hiện kiêu ngạo đã bị bệ hạ xuống làm huyện chủ lấy đó trừng phạt chư vị đối với chuyện này nhưng còn có ý kiến chuyện này đại trưởng công chúa có sai nhưng thành quốc công cũng có bất thường chỗ hắn chào hỏi đều không đánh liền trực tiếp tới cửa yếu nhân đại trưởng công chúa sinh khí không phối hợp cũng là chuyện hợp tình hợp lý nhưng nàng mắng chửi người không đúng bản vương cho rằng bệ hạ đối đại trưởng công chúa trừng phạt có chút qua nhưng bệ hạ nói thành quốc công quân công trác tuyệt không thể để cho bực này có công lão thần thất vọng đau khổ cho nên mới như vậy nghiêm trị đám người một nghe tấn vương lời nói nhao nhao không người nói Bệ hạ thánh minh, Tấn Vương lại nói, về phần nói đại trường công chúa phủ có thích khách giết người cũng hỏa hoạn một án, hoàn toàn chính xác hẳn là ba ti ra rõ, Bản Vương cho rằng, Thành Quốc Công sẽ không lấy như thế ti tiện thủ đoạn tới đối phó huyện chủ, huyện chủ lại thế nào không phải, cũng là thành viên hoàng thất, Thành Quốc Công nếu là dám làm như vậy, chính là xem thường hoàng quyền, xem thường bệ hạ, bọn hắn một nhà mấy đời người dùng mệnh đổi lại công huân liền sẽ bị hủy bởi một sáng. Thành quốc công sẽ không như vậy ngốc, như đổi thành chư vị, chư vị sẽ vì một khẩu khí làm như vậy a? À. Quân chính là quân, thần chính là thần, quân lễ ngộ thần tử, nhưng thần tử không thể bởi vì quân chủ nhân thiện mà khi quân. Ngụ ý, Chu nhị là hoàng đế muội muội, là quân, nàng liền lại có sai, cũng không phải thần tử có thể tùy tiện khi nhục đối phó. Những lời này, nhìn như tại vì Thành quốc công giải vây, kỳ thật gõ ý tứ hết sức rõ ràng hoàng đế rất là hài lòng hắn cái này năm để rất có tài trí xử sự cũng là dọc nước không lọt khắp nơi đều tại bảo vệ cho hắn vị hoàng đế này chu nhị là thân muội muội của hắn có mấy lời hắn vị hoàng đế này khó mà nói nhưng là tấn vương nói lại hết sức phù hợp cứ dựa theo tấn vương nói lo liệu hình bộ đại lý tự kinh triệu phủ liên hợp ra rõ án này trẫm cho các ngươi thời gian 10 ngày 10 ngày sau trẫm phải biết kết quả vâng ba vị đại thần ra khỏi hàng đáp ứng, tan triều về sau, tấn vương đi tìm hoàng đế, tiến thư phòng liền quỳ xuống thỉnh tội, hoàng đế bận biệu để hắn lên, ngươi đây là làm cái gì? Mau dậy đi nói chuyện, tấn vương nói, hoàng huynh, ngày trước hết nghe thần đệ nói xong, vụ án này là thật kỳ quặc, hôm qua vi thần đi A nhị trong phủ ra, thành quốc công muốn tìm người hoàn toàn chính xác tại A nhị trong phủ, nhưng là đã chết rồi, mà lại mà lại là bị ngược sát mà chết. Biết chuyện này theo hầu có rất nhiều, vi thần sợ bọn họ để lộ bí mật, liền hạ lệnh đem bọn hắn toàn giết. Lúc đầu cùng A Nhị nói xong, chờ thêm mấy ngày liền đến một trận đại hỏa đến cái hủy thi diệt tích, không nghĩ tới hôm qua trong đêm công chúa phủ liền bị người phóng hỏa, mà A Nhị cũng thiếu chút nhi bị ám sát. Hoàng huynh, A Nhị phủ thượng sổ sách, danh sách chờ cũng không thấy bóng dáng, hẳn là nàng người trong phủ trộn đi mà hôm qua trận kia đại hỏa không ít người từ công chúa phủ chạy trốn bệ hạ a nhị những năm này làm chút chuyện sai những chuyện này tại chúng ta trong mắt cũng không có cái gì nhưng truyền đi liền không một dạng bệ hạ a nhị không lạc quan lưu lại nói xong hắn hướng hoàng đế dập đầu vi thần muốn thừa cơ thu xếp a nhị giả chết thoát đi kinh thành cho chuyện này vẽ lên một cái dấu chấm tròn cũng có thế bảo trụ hoàng gia mặt mũi bệ hạ vi thần tự tiện chủ trương còn mời bệ hạ trách phạt hoàng đế thắng khẩu khí hắn đem tấn vương dìu dắt đứng lên ngươi không có làm sai một miệng một cái bệ hạ là không nghĩ nhận ta cái này hoàng huynh rồi sao ngươi a à, chẳng qua là vì mặt mũi của hoàng gia suy nghĩ gì sai có chi là chu nhị quá không bớt lo tấn vương đứng lên hoàng đế nắm hắn tay hai huynh để đi giường la hán ngồi quách hoài cho hai người dân trà về sau liền lui ra hoàng đế nói ngươi cảm thấy công chúa phủ sự tình là ai làm tấn vương có thể là bị tra tấn qua sau đó chạy trốn theo hầu thần đệ không cho rằng là thành quốc công phủ thượng người p hoàng đế gật gật đầu hắn lại hỏi khi giả chết sự tình an bài như thế nào phải biết chính là chu nhị chết nàng làm qua sự tình nên tuôn ra đến như thường sẽ tuôn ra đến mặt mũi của hoàng gia cũng sẽ quét rác tấn vương nói cho nên thần đệ mới có thể chủ trương ba ti nghiêm tra a nhị quá ẩu tả nàng phủ thượng lại chạy ra không ít người, ba ti một chắc chắn ra ra rất nhiều thứ tới, quân tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, đến lúc đó Hoàng Huynh chỉ cần tuyên chỉ ban chết A à Nhị, dạng này dân chúng đều sẽ biết Hoàng Huynh là cái đại công vô tư người, là cái sẽ không bao che thân muội muội người, đối Hoàng Huynh tất nhiên sẽ càng thêm sùng kính, A à Nhị là người hoàng gia, phạm tội chết tự nhiên không có khả năng đẩy ra ngọ môn chém đầu. Đến lúc đó thần đệ tự mình đi tuyên chỉ đưa rượu độc, sau đó lại từ đó làm tay chân, thần không biết quỷ không hay mà đem người đổi đi. Đương nhiên, nếu là ba ti cái gì đều không tra được tốt nhất, hoàng đế nghĩ nghĩ, Tấn Vương chủ ý thật sự chính là không sai, hắn như thế một làm, liền đem một chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Sau chuyện này, triều thần đều sẽ cảm giác phải hắn là cái tốt hoàng đế, vì giữ gìn công huân chi thần, vì giữ gìn luật pháp của đại chu, thiếp diện vô tư. Ngay cả mình thân muội muội cũng không làm việc thiên tư trái pháp luật, trên sử sách cũng sẽ trùng điệp ghi lại một bút, hắn là đại chu trung hưng chi quân, thu phục cương thổ, quân pháp bất vị thân. Hắn nếu không phải minh quân hiền quân, ai phối? Hắn chắc chắn là lưu danh thiên cổ hoàng đế, về phần đối muội muội ấy nấy, không có, đây đều là chu nhị mình làm, hắn người huynh trưởng này đã đủ cưng chiều nàng, kết quả nàng đâu? Chính là đến trình độ này hắn người huynh trưởng này còn muốn lấy lưu nàng một mệnh, Chu nhị hoàn toàn không biết vì sự tình gì lại biến thành dạng này, nếu như nàng biết là mình mấy lần ba phiên nhằm vào tưởng thiệu mới đưa đến nàng một dạ chi ở giữa mất đi tất cả, cũng không biết nàng sẽ hối hận hay không, có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không, nhưng cái này cùng tôn vân một một chút quan hệ đều không có, nàng một mực làm nàng liền tốt, thân. Nàng cùng tưởng thiệu thừa dịp trời còn chưa sáng lẻn về trạch viện của mình, trực tiếp tiến không gian rửa mặt thay quần áo, trở ra đi ngủ, tưởng thiệu ngủ không được, ông chặt Tôn Vân nói chuyện, chương 627, quách trà xanh thượng tuyến, hắn túc túc thì thầm, một câu nói lật qua lật lại nói, nhưng Tôn Vân một một chút đều không chê tưởng thiệu dông dài, chu nhị nói lời cùng tưởng thiệu đời trước chỗ gặp phải sự tình trùng điệp, đời trước tưởng thiệu cũng không ngu ngốc, người ta hữu tâm tính vô tâm, từ hắn vẫn là hài nhi thời điểm liền nhìn chầm chầm hắn, để hắn như thế nào tránh thoát tấm kia từ hài nhi lúc liền đối với hắn mở ra lưới lớn đời này tưởng thiệu sống lại mà mình biến số này cũng tới bọn hắn khả năng một từng bước tránh đi cái lưới kia cũng cẩn thận thăm dò một điểm điểm đào được chu nhị trên thân liền chu nhị nói những lời kia tưởng thiệu kết hợp đời trước trải qua không điên thật coi như hắn tâm lý tố chất cường ngạnh hắn là người có máu có thịt người chờ tưởng thiệu không nói tôn vân liền nói kỳ thật chu nhị loại người này, vì tư lợi còn xuẩn không tự biết, chẳng qua cũng cảm tạ nàng xuẩn, không phải làm sao lại có ngươi, nếu như nàng thông minh một điểm, ngươi liền sẽ không xuất sinh, ngươi không sinh ra, ta làm sao có thể gặp được ngươi, tưởng thiệu, ngươi chính là ta mong đợi người. Cảm tạ ngươi có thể sống qua những cái kia đắng chát thời gian, đợi đến ta tới, nói xong, nàng hôn một chút tưởng thiệu cái cầm vỏ bọc, nam nhân đưa nàng ôm phải càng thêm gấp cái này một đêm bọn hắn ôm nhau ngủ nam nhân khó được không nhúc nhíp nàng ngược lại là ngủ được an ổn cực một cách bí ẩn đều đã giải khai bởi vì tôn vân một câu ngươi chính là ta mong đợi người tâm kết của hắn cũng giải khai đúng vậy a à, không bị phụ mẫu chờ mong lại như thế nào hắn bị vân nương chờ mong a à, cũng bị bọn nhỏ chờ mong hắn kỳ thật so rất nhiều rất nhiều người đều hạnh phúc tất cả cực khổ dùng để đổi phần này hạnh phúc hắn cảm thấy đáng giá đời trước sự tình đã thành mây khói, hắn sống lại, hắn gặp hắn vân nương, bởi vậy sửa dục ca nhi cùng su nhi vận mệnh. Hắn còn có cái gì không thỏa mãn đây này, tưởng thiệu thỏa mãn, chu nhị thế giới sụp đổ, trắng đêm chưa ngủ, cả người tiều tụy không ít, mà nhấc lên cái này sóng sóng gió tôn vân cùng tưởng thiệu thì ngủ được tạc hương, một thẳng đến mặt trời lên cao ba can mới rời giường. Liên quan tới Chu Nhị đến tiếp sau sự tình liền giao cho Hoắc Bắc Ngôn, tưởng thiệu đã nói rõ xe ngựa muốn duy trì hoắc bắt ngôn, vậy thì phải cho hắn thêm nhiệm vụ, để hắn nhiều hơn tay một một số chuyện, có thế nhanh chóng hơn trưởng thành. Công Vân đem sơ bộ lời đồn thả ra, hoắc bắt ngôn liền tiếp nhận phụ trách châm ngòi thổi gió. Kết quả là, đại trường công chúa phủ bên trên cháy về sau đầu một ngày, khắp kinh thành quán trà đều tại lưu truyền, ai, các ngươi có nghe nói hay không? Đại trường công chúa phủ bên trên lửa là thành quốc công thả, không thể nào, thành quốc công không phải bị đại trưởng công chúa tức giận đến học máu sao nghe nói còn làm trận choáng hắn thế nào phóng hỏa Ngươi ngốc a à, bọn hắn những cái này huân quý thủ hạ có chính là người không cần đến mình tự mình động thủ đồ cái gì a à? ha ha các ngươi đây cũng không biết đi thành quốc công cùng định tây hầu tưởng thiệu là một băng định tây hầu là trung dũng hầu một tay cầm nhổ đi lên đại trưởng công chúa biết định tây hầu một cái bí mật bí mật này đủ để cho định tây hầu toàn tộc đều diệt cho nên thành quốc công ruột gan rối bời cố ý đi đại trường công chúa phủ gây chuyện dùng lại ra một ra khổ nhục kế sau đó hỏa thiêu đại trường công chúa phủ ý đồ giết người diệt khẩu mau nói bí mật gì ngươi cũng đừng treo chúng ta khẩu vị các ngươi đừng nóng vội a à, chờ ta uống một ngụm trà ta nói với các ngươi a à, bí mật này chính là chính là định tây hầu tưởng thiệu là yến hoàng thân nhi tử năm đó yến hoàng tại bình thành tìm cái nông gia nữ sinh sinh xong về sau ném cho một hộ tưởng họ nông gia nuôi chờ tưởng thiệu lớn lên liền mang đến trong quân đợi thêm tưởng thiệu trong quân đội làm sĩ quan yến hoàng liền đem người nhà họ tưởng toàn giết diệt khẩu các ngươi ngẫm lại đại chu nhiều như vậy lão tướng đều bắt không được yến sĩ sơn cùng năm tòa thành trì làm sao hắn một đi lên liền cầm xuống rồi rõ ràng là yến hoàng nhường a cốt gọi định tây hầu tây thiện nghệ trưởng trọng binh đợi đến lúc thời cơ chín mùi trong bọn họ ứng bên ngoài hợp có thể đem đại chu đều cầm xuống yến sĩ sơn cùng năm phủ chính là con mồi mà thôi y thế nào càng nói càng dọa người đâu không thể nào không thể nào xong con b nếu là yến hoàng thật cầm xuống đại chu vậy chúng ta nhưng thảm nghe nói yến hoàng muốn ăn thịt người thịt nghe nói yến quân cũng là thích ăn thịt người đại trưởng công chúa thật quan a thành quốc công cùng định tây hầu loại này thông đồng với địch bán nước người liền nên thiên đao vạn quả mấy lời đồn đại nhảm nhí này tự nhiên là truyền đến hoàng đế cùng có quyền lợi nghe tiếng mà tấu ngự sử trong tai ngự sử điên cuồng vạch tội thành quốc công cùng định tây hầu đa nghi hoàng đế tự nhiên lại để cho cẩm y vệ đi thăm dò nhưng hắn hiện tại không tin cẩm y vệ đầu lĩnh bởi vì hoắc bắt ngôn cho chứng cứ bên trong cẩm y vệ đầu lĩnh cũng là có tội hoàng đế còn để hắn đi thăm dò sự tình chỉ là ổn định hắn mà thôi phái ra cẩm y vệ hoàng đế còn mặt khác phái ra ám vệ đi thăm dò ám vệ điều tra ra tình báo là lời đồn là đại trường công chúa phủ bên trên người truyền tới mấy cái phủ đệ hạ nhân cùng công tử đều có thể làm chứng mặt khác thuộc hạ bắt đến mấy cái từ đại trường công chúa phủ bên trong trốn tới hạ nhân theo bọn hắn bàn giao màn đêm buông xuống lửa là đại trưởng công chúa mình thả đại trưởng công chúa muốn giết người diệt khẩu thuận tiện vu oan giá họa cho thành quốc công. Cẩm y vệ tình báo sau một bước đưa đến hoàng đế trong tay, tình báo nội dung so ám vệ điều tra ra thiếu nữa, thiếu trốn đi bọn hạ nhân khẩu cung, hoàng đế mặt nháy mắt đen như đáy nồi, ngu xuẩn. Ám vệ lui ra về sau, hoàng đế hung tợn nện cái chén, quách hoài vội vàng đi thu thập, chờ hắn ngồi dậy, hoàng đế liền hướng về phía hắn trống, ngươi nói một chút, ngươi nói một chút, chu nhị trong đầu trang là cái gì? Mộ dung kỳ cái kia cẩu vật hận chết Trần Tùng Lâm cùng tưởng thiệu, trẫm nếu là tin vào lời đồn giết hai người này, mộ dung kỳ kia lão cẩu có phải là liền nên trong cung uống rượu chúc mừng, chế dễu trẫm hoa mắt ù tai vô năng, trẫm tự tay giết hai viên mảnh tướng, mộ dung kỳ có phải là liền sẽ xu binh nam hạ, quyển thổ mà đến, thật sự là ngu xuẩn, quách hoài đem bả vụn quét đến một bên cạnh, liền đi cho hoàng đế đập lưng thuận khí, cũng may bệ hạ ngài anh minh căn bản cũng không tin loại này lời đồn loại này lời đồn một nghe liền khó mà cân nhắc được thành quốc công trong nhà mấy đời người vì trấn giữ đại chu biên quan chết ở trên chiến trường vô số người thành quốc công chỉ cần là đầu óc không hỏng rơi liền không khả năng cấu kết yến quốc có thù a hắn dám cấu kết yến quốc tương lai chết xuống dưới sẽ bị lão trần gia tổ tông nhóm đánh hồn phi phách tán hoàng đế kỳ thật ta vừa mới bắt đầu là tin tìm người đi thăm dò cũng là vì tìm chứng cứ, cũng không thể bởi vì lời đồn mà giết công thần, khụ khụ khụ, thấy hoàng đế sắc mặt tốt chút, quách hoài nhân tiện nói, bệ hạ, trưởng công chúa điện hạ, nàng hiện tại là huyện chủ. Hoàng đế tức giận nhắc nhở quách hoài, quách hoài cho mình một cái miệng, cười làm lành nói, lão nô đáng chết. Huyện chủ, huyện chủ nàng có thế có cái gì ý đồ xấu đâu, nàng chẳng qua là bị bệ hạ sủng ái lớn lên, có chút nhỏ điêu hoa, có chút tiểu nhâm tính, sợ là nhớ Trần Quốc công thù, tiện thể mang hộ bên trên định Tây Hầu, này mới khiến hạ nhân tin đồn nói. Nàng khẳng định không nghĩ tới hai người này như thật bị oan uổng chết rồi, mộ dung kỳ cái kia đồ chó sẽ cao hứng, nàng tất nhiên là tức ngất đầu, không phải hơi nghĩ một nghĩ, cũng sẽ không làm loại này có thể lệnh thân người đau nhất kẻ thù sung sướng sự tình, dù sao huyện chủ ghi hận quốc công gia, giận chó đánh mèo định Tây Hầu nhưng sẽ không theo bệ hạ không qua được, nàng chẳng lẽ còn có thế sinh bệ hạ khí. Chương 628, luận đại thái giám tầm quan trọng, đối với Quách Hoài đến nói, tưởng Thiệu bây giờ chính là túi tiền của hắn, đại trưởng công chúa muốn làm thành quốc công hắn mặc kệ, nhưng là muốn làm tưởng Thiệu vậy không được a. À? Đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu, lại nói, tưởng Thiệu còn tại giúp hoàng đế kiếm tiền a, à? hoàng đế bị lời đồn ảnh hưởng đạt được một lúc, chờ hắn kịp phản ứng có thế khinh xuất tha thứ tin đồn nói người nhất định phải không thể a à. nhà bọn hắn hoàng đế nhìn thấy tiền kia con mắt đều là lục cho nên quách hoài tại hoàng đế trước mặt lớn mật trà xanh thanh không hố chu nhị hố ai mắt thấy chu nhị liền phải không may hắn nhất định phải yên tâm lớn mật hố đất a à. cho nên a à. tôn vân đối thái giám sách lược là đúng mặc kệ cái này thái giám là người tốt người xấu ngươi phải lung lạc hắn cho ngươi tạo thuận lợi Ngươi cũng không biết lúc nào người ta có thể giúp ngươi một đêm. Thái giám tình trạng là thái giám sự tình, nàng không xấu là được a. À. Đây là xã hội phong kiến, cũng không dám mù già mồm. Quách Hoài như thế ngầm đâm đâm trà xanh phiên. Hoàng đế quả nhiên sống lại Chu Nhị ký, tâm hắn nói đúng a. À. Chu Nhị có thể hay không bởi vì trẫm cho nàng hạ xuống quận chúa, liền trẫm cũng ghi hận bên trên a. À. Nàng chính là lại xuẩn cũng không có khả năng không biết mộ dung kỳ cái kia cẩu vật hận không thể tưởng thiệu cùng thành quốc công chết đi. Nàng kiếm chuyện hãm hại thành quốc công hoàng đế có thể hiểu được, liền tám gậy tre đánh không được tưởng thiệu cũng hãm hại, giận chó đánh mèo, hai chữ là không thể nào nói nổi. Trừ phi nàng là nghĩ liền trẫm một lên trả thù, cái này chu nhị, trẫm thực sự là Thật sự là quá nuông chiều nàng, tình huynh muội tại cái này một giây lát bị hoàng đế lửa giận đốt sạch sẽ không có hoàng đế có thể khoan nhượng dạng này cản trở muội muội nếu không phải hoàng đế quên không được kia một đoạn huynh muội bọn họ sống nương tựa lẫn nhau thời gian lúc này hoàng đế giết chu nhị tâm đều có lúc này đã đem đến huyện chủ phủ chu nhị còn tại khóc vận mệnh đối với mình bất công còn tại quái hoàng đế nhẫn tâm khiến hoàng vô tình hoàn toàn không biết nàng tại hoàng đế trong lòng địa vị một rơi ngàn trượng lúc này nàng là thật quan uổng nhưng thì tính sao đâu nói ra ai mà tin a à? quận chúa phủ bị quan binh vây quanh một cái con mũi cũng bay không đi ra tâm phúc của nàng đều bị tấn vương người cho mang đi xử lý bây giờ bên người nàng một cái phải dùng người đều không có cho nên bên ngoài tin tức nàng một một chút cũng không biết mấy ngày về sau ba ti điều tra kết quả ra tới chu nhị nhiều năm như vậy khi nam phách nữ cướp đoạt ruộng tốt chờ sự tình làm nhiều chứng cứ phạm tội thật dày một chồng đại trường công chúa phủ lửa là chính nàng thả lời đồn là nàng truyền dài công chúa phủ bên trên còn tìm đến không ít trai lơ thi thể, là bị nàng hạ lệnh giết chóc diệt khẩu, một cọc cọc một kiện kiện nhìn thấy mà giật mình, trên triều đình các đại nhân thổn thức không thôi, nếu là đổi thành những người khác phạm phải như thế tội lớn ngập trời, dựa theo chương trình là muốn đem người tới trên đại điện để hắn nhận tội đồng ý, sau đó lại bắt giam, là giết là rót thịt từ hình bộ báo cáo, hoàng đế định đoạt, nhưng chu nhị là hoàng đế thân muội muội là người hoàng gia, liền không thích hợp bộ này chương trình không ai dám tại hoàng đế trước mặt sách nói để chu nhị thăng đường chờ phán xét dù sao chứng cứ đều trình lên hoàng đế xin ngài chỉ điểm hoàng đế nhìn xem những chứng cớ này liền để tấn vương mang theo chứng cứ cùng rượu độc đi huyện chủ phủ ngươi cầm chứng cứ đi cùng nàng đối chất nhau nếu nàng nhận tội liền ban thưởng rượu độc nếu nàng ngu xuẩn mất khôn chứng cứ bày ở trước mặt đều không nhận tội vậy liền biếm thành thứ dân từ kinh triệu phủ bắt giam lại đi thẩm vấn, cúi đầu chúng thần trong lòng sợ hãi tháng phục, hoàng đế bệ hạ đây là muốn quân pháp bất vị thân A, vâng. Vi thần lĩnh mệnh. Tấn vương ra tới chấp tay thở dài, hoàng đế thở dài, trẫm giàu có thiên hạ, nhưng chính là ngồi tại trên long ỷ cũng là mỗi ngày nơm nớp lo sợ, sợ mình không có làm tốt, để thiên hạ rung chuyển, để tổ tông cơ nghiệp bất ổn, thành quốc công vì trẫm trấn giữa biên quan, mấy đời người rất nhiều hai lang vì che chở đại chu mà chiến tử xa trường trẫm tin hắn trung tâm trẫm không thể để cho đại chu anh hùng đại chu trung thần chảy máu lại rơi lệ định tây hầu tuổi trẻ tài cao vì đại chu lập xuống bất thế chi công trẫm như thế nào ân thưởng hắn đều không quá đáng nhưng trẫm thân muội muội lại bởi vì hận thành quốc công để hắn mất mặt chẳng những hướng thành quốc công trên thân dội nước bẩn còn giận chó đánh mèo bị thành quốc công đề bạc lên định tây hầu trẫm trẫm không thể bởi vì lỗi lầm của nàng mà để công thần thất vọng đau khổ trẫm hôm nay cử động lần này đau lòng không thôi nhưng lại đau lòng trẫm cũng sẽ không cô phụ công thần phụ lòng tổ tông đánh xuống giang sơn cơ nghiệp quân tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội hoàng tộc phạm pháp trẫm tuyệt không nhân nhượng đệ đệ nói đúng a à, nguyên nhân quan trọng thế đạo lợi chuyện không tốt bưng phải xem ngươi làm sao lợi dụng lợi dụng được chuyện xấu nhi liền có thể biến thành công việc tốt may mắn hắn không thể sinh dục không có dòng giỏi không phải hoàng đế thật đúng là không dám yên tâm đi dùng thông minh như vậy đệ đệ hoàng đế lời nói này tình cảm phong phú âm vang hữu lực đem trên triều đình đám đại thần cảm động diễn phải nhanh khóc mọi người nhao nhao quỳ xuống đất miệng hô bệ hạ thánh minh bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đại chu giang sơn thiên thu muôn đời vĩnh thế truyền thừa hiện có minh quân đại chu đem càng ngày càng thịnh vượng bệ hạ chính là đại chu chi phúc, hoàng đế hài lòng, tuần vui này bên trong, tất cả mọi người là bên thắng, trừ chu nhị, khắp kinh thành người đều không ai sẽ nghĩ tới, đã từng không thể một thế đại trưởng công chúa đổ phải nhanh như vậy, thật thật nghi là, mắt thấy nàng lên cao lầu, mắt thấy nàng yến tân khách. Mắt thấy nàng cao lầu sập, Tấn Vương tại huyện chủ bên ngoài phủ tuyên chỉ, dân chúng nhao nhao vỗ tay khen hay, xưng hoàng đế thánh minh, liền nói là yến quốc người âm mưu thành quốc công nếu là gian tế, đã sớm làm phản, làm sao có thể đợi đến hôm nay. Đại trưởng công chúa nói không chừng chính là bị yến quốc người thu mua, nàng yêu thích nam sắc, làm không tốt mặt nàng thủ bên trong liền có yến quốc gian tế. Vĩnh viễn không nên xem thường tiểu lão dân chúng não động, tại trong đầu của bọn hắn, mấy lần liền toát ra vô số phiên bản cố sự, cũng cấp tốt tại trên phố truyền đến ra, giảng đạo lý, Tôn Vân cùng tưởng thiệu bao quát trần quốc công cùng hoắc bắt ngôn bọn người không ngờ tới bọn hắn như thế một làm ầm ĩ đúng là cái này đi hướng, nằm ở trên giường thành quốc công một mặt ngây ngốc, ta cứ như vậy diễn dưới, liền đem đại trưởng công chúa cho diễn chết rồi, hoắc bắt ngôn, ta liền nho nhỏ đổ thêm dầu vào lửa hạ, chẳng qua cái này đầy đủ thể hiện hoàng đế tự tư lạnh nhạt, hoắc bắt ngôn không khỏi nhớ tới mẫu hậu cùng ngoại tổ phụ một nhà, lúc kia hoàng đế giết lên bọn hắn đến cũng rất lưu loát tôn vân đối quốc công gia nói ra chuyện này hoàng đế khẳng định phải mang thái y đến xem ngài lý do an toàn ta cho ngài đâm mấy châm để ngài nhìn mặt dù tỉnh nhưng rất bộ dáng yếu ớt thành quốc công vội vàng gật đầu tôn vân cho hắn đâm mấy châm liền cùng mang theo hoắc bắt ngôn bọn người chạy tới huyện chủ phủ lân cận xem náo nhiệt đi các nàng tìm cái quán trà ngồi xuống nghe tám quẻ nhìn thấy nàng giống như nghe được say sương ngon lành dáng vẻ kỳ thực đem dị năng thò vào huyện chủ phủ đi xem hiện trường trực tiếp không phải ta ta không có năm ca ngươi phải tin tưởng ta chu nhị làm sao cũng không nghĩ ra mình chờ đến chính là một chén rượu độc nàng sợ nàng không muốn chết đang khi nói chuyện nàng đổ nhào tấn vương mang tới rượu độc khóc cầu khẩn tấn vương năm ca ngươi nói cho ta cái này một cách đều không phải thật khẳng định là lầm đúng hay không hoàng huynh hắn làm sao có thể giết ta, hắn sao có thể giết ta, chương 629, giả chết thoát thân, p, tấn vương ôm lấy nổi điên chu nhị, hắn đem đầu của nàng ấn đến trên vai của mình, sau đó ghé vào bên tai nàng nói, ngươi cẩn thận nghe ta nói, chờ xuống ngươi đóng vai thành bên cạnh ta thái giám, ta mang ngươi đi, ta sẽ tìm một cái cùng ngươi thân cao không sai biệt lắm cung nữ thay thế ngươi, thả một cây đuốc thiêu hủy về sau, không có ai biết chết không phải ngươi ngươi không nên trách hoàng huynh hoàng huynh cũng là bất đắc dĩ hắn là hoàng đế nhưng hắn cũng không thể muốn làm gì thì làm cả triều văn võ đều nhìn đâu chu nhị sao có thể không hận hoàng đế phải vì người ngoài đến giết nàng a hắn rõ ràng nói qua nói qua sẽ một đời đối nàng tốt để nàng làm vô ưu vô lự công chúa nói nàng muốn hay không phò mã đều có thể nói hắn tuần nghiễn muội muội muốn tìm mấy cái trai lơ tìm mấy cái trai lơ nói bây giờ liền vì Trần Tùng Lâm lão thất phu này, hắn liền phải mệnh của nàng, nghe lời, có biết hay không, giữ lại núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Chờ mấy ngày nữa sự tình bình tĩnh trở lại, tất cả mọi người quên lãng chuyện này, ta lại nghĩ biện pháp tìm ra phía sau mà người giúp ngươi rửa sạch quan khuất, thu xếp ngươi vụng trộn cùng Hoàng Huynh gặp nhau, hiện tại ngươi phải nghe lời, không nên nháo, đừng liền ta cũng liền mệt mỏi. Đến lúc đó chúng ta chính là khó huynh khó muội lại không có ai tới cứu ngươi, cứu ta. Tấn Vương một lời nói, cuối cùng là để Chu Nhị bình tĩnh lại. Từng, ta nghe năm ca. Tấn Vương lúc này mới buông nàng ra, để thái giám mang nàng đi thay quần áo. Sau đó sai người tìm cái cung nữ tiến đến, cưỡng chế cho cung nữ huy độc thuốc, chờ cung nữ chết rồi, liền cho nàng thay đổi Chu Nhị quần áo. Chu Nhị thay đổi thái giám phục ra tới, quả nhiên thấy trên mặt đất nằm một cổ cung nữ thi thể, trong lòng nàng đối tấn vương cảm kích không thôi tấn vương sai người hướng cung nữ trên thân dội lên dầu thắp gian phòng bốn tuần cũng dội lên dầu thắp lại điểm cây đuốc đối ngoại liền nói cái này lửa là huyện chủ mình thả vâng vương gia hắn quay đầu căn dặn chu nhị ngươi học bộ dáng của bọn hắn đi theo bên cạnh ta không người cúi đầu phải giống như một tên thái giám chu nhị vội vàng nói vâng vương gia tấn vương hài lòng gật đầu mang theo chu nhị liền đi nhìn toàn bộ hành trình tôn vân, kim thiền thoát xác A, à, vậy liền tạm thời mặc kệ nàng, nhìn nàng một cái còn có thế làm cái gì yêu, cái này tấn vương. Thật đúng là huynh muội tình thâm A, à, loại này treo đầu dê bán thịt chó sự tình đều nguyện ý vì chu nhị làm, phải biết đây chính là tội khi quân, huyện chủ phủ bốc cháy. Huyện chủ phủ khói đen cuồn cuộn trên đường cái người đều hướng bên kia nhi chạy tới, quán trà nhi bên trong người cũng đi theo đi ra ngoài xem náo nhiệt. Công vân bọn người không có nhúc nhích, Hoắc Bách Ngôn cảm thán một câu: chu nhị nhà làm sao luôn luôn yêu bốc cháy a? À? Công vân cười hỏi: Ngươi cảm thấy vì sao muốn bốc cháy? Hoắc Bách Ngôn thốt ra: Hủy thi diệt tích. Lương lão tiên sinh đồng ý gật đầu. Tiểu ngôn là thật thông minh. Công vân lại hỏi: Tại sao phải hủy thi diệt tích? Hoắc Bách Ngôn trầm tư: Đúng a, à, tại sao phải hủy thi diệt tích? Ban chết một cái huyện chủ cũng không phải nhận không ra người, trừ phi. Hoắc Bắc Ngôn bỗng nhiên nghĩ đến trọng điểm, trừ phi là muốn treo đầu dê bán thịt chó thay mận đổi đào, ta lập tức phái người đi thăm dò. Công Vân đưa tay cho Hoắc bắt Ngôn điểm tán, thông minh, không nên đánh cỏ kinh rắn, nhìn chằm chằm chính là. Công Vân cảm thấy Chu Nhị còn sống chuyện này vẫn có thể lợi dụng một chút, nàng cảm thấy lợi dụng được làm không tốt có thể giúp đỡ Tiểu Ngôn bận biệu. Bây giờ lời đồn Phong Ba lắng lại, nếu như ngày nào tái xuất lời đồn tương tự liền không có người tin tưởng dù là tưởng thiệu thật là yến hoàng nghi tử ai nha mấy ngày nay trôi qua thật đúng là kích động tưởng thiệu ở kinh thành làm phiên thu xếp liền muốn rời khỏi tôn vân cũng phải đi nàng cùng tưởng thiệu một lên về bình thành hoắc bắt ngôn mặt dù không nở nhưng cũng biết hôm nay phân biệt vì chính là tương lai tốt hơn gặp lại cái này một về hắn không nhăn nhó cho mỗi người đều viết thư cho mỗi người đều chuẩn bị lễ vật nhờ tôn vân cho mang về bình thành ách cho xu nhi trọn vẹn hai đại cái rương người khác đều chỉ có một cái nho nhỏ đầu gỗ hộp ai nha xu nhi quả nhiên làm người khác ưa thích ở đâu đều là tiểu bảo bối tôn vân mỹ tư tư nghĩ cùng tưởng thiệu một lên đạp lên đường về tôn vân luôn cảm giác mình quên mất thứ gì chẳng qua nàng lòng chỉ muốn về quên liền quên không có gì lớn không được thanh hà vương ngươi quên thanh hà phủ bờ thanh hà vương rồi sao ta chờ ngươi cứu mạng A Hôn, ba ngày tưởng thiệu đánh xe, ban đêm liền cùng Tôn Vân một lên về không ở giữa, ăn cơm tắm rửa sau đó dạng này như thế như thế dạng này, không biết xấu hổ không biết thẹn, Tôn Vân triệt để thả bản thân, dù sao làm sao hô đều không ai nghe thấy, hai người chơi phải nhân hoa, rất nhiều tràng cảnh liền tị hỏa đồ bên trong đều không có. Dù sao tưởng thiệu không có ở tị hỏa đồ bên trong nhìn thấy qua, thuần kiểm tra thông minh tài trí của hắn, mình suy nghĩ ra được tư thế, gọi là một cái sóng nha. Tôn Vân mỗi lần có chút chịu không nổi thời điểm, hắn liền lộ ra một phó ủy khuất biểu lộ, cẩn thận từng ly từng tí năng nỉ. Tôn Vân nhớ hắn kia đáng thương đời trước, nháy mắt liền mềm lòng, tung lấy hắn làm bừa làm càng rỡ, để nàng từ trên xuống dưới một một lát bay trên trời, một sẽ hướng bên dưới vách núi rơi, nhịp tim liền không có một cái lúc bình thường, nhưng là có một nói một, thật sản khoái nha làm cho nàng đều có chút tham, không được, lại tiếp tục như thế liền phải thận hư, Tôn Vân quyết định về nhà liền thừa dịp nam nhân lên núi công phu thật tốt bồi bổ thận, Bình Thành, bởi vì giao thông quan hệ, Kinh Thành rất nhiều tin tức truyền đến Bình Thành ít nhất phải nửa tháng sau, Đông Nhị Gia còn không biết núi dựa của hắn cũng không phải là đại trưởng công chúa, cũng không biết đại trưởng công chúa đã suy sụp, hắn tại Bình Thành gọi là một cái xuân phong đắc ý A, à. hắn đánh lấy đại trưởng công chúa cờ hiệu lại lần nữa đem sinh ý làm được vui vẻ sung sướng sau đó cường thế hướng đủ lão tướng quân bọn người tạo áp lực đủ lão tướng quân có chút lo lắng cũng cho thành quốc công đi tin nhưng hắn vẫn là nghe tưởng thiệu đứng vững áp lực bởi vì tưởng thiệu nói quân nhu sinh ý vì sao muốn giao cho người khác để người khác kiếm tiền không bằng chính bọn hắn kiếm tiền tưởng thiệu nói chờ một chút chờ hắn tìm núi dựa lớn đến lúc đó bọn hắn lại mở làm Nhất thiết phải để ra chiến trường chảy máu lại chảy mồ hôi người có thể kiếm đến tiền, đủ lão tướng quân khó chơi, chỉ nói chuyện này phải tưởng thiệu trở về khả năng định đoạt, tìm hắn vô dụng, cho đông nhị gia tức giận đến không được, hắn nói dọa, tốt, khi tiểu nhân liền đợi thêm mấy ngày này, chỉ là tiểu nhân chờ đến, không biết đại trưởng công chúa chờ hay không chờ phải, nói xong hắn liền phải tay áo bỏ đi, đủ lão tướng quân lên sát tâm, cái quái gì, một cái thương nhân hắn tính là thứ gì vậy mà tại lão tử trước mặt đùa nghịch lên uy phong mấy vị khác lão tướng quân đều rất buồn có người liền khuyên nhủ không phải trước cho bọn hắn một một chút sinh ý trước ổn định bọn hắn đại trưởng công chúa thế nhưng là bệ hạ thích nhất muội muội rất được thánh sủng như gây nàng không vui vẻ tại trước mặt bệ hạ nói chúng ta lão ca nhi mấy cái vài câu nói xấu lão ca nhi mấy cái nhưng chịu không được đúng vậy a à, nên đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân a à. Cái này họ đông một nhìn chính là cái tiểu nhân, chúng ta vẫn là lỏng một miệng đi, đủ lão tướng quân không đồng ý, trời sập xuống vóc cao đỉnh lấy, chỉ huy sứ đại nhân không lên tiếng, lão phu cũng không dám đi quá giới hạn, nói xong cũng đi, nương A, à, hắn cũng chột dạ A, à. chương 630, thu sau châu chấu, ban đêm, đông nhị gia tại hắn mở cửu lâu túy hương lâu bên trong thiết yến, khoảng đại đô chỉ huy sứ ti mấy vị tướng quân trong bữa tiệc có hai vị lão tướng quân ba vị tương đối trẻ tuổi sĩ quan bọn hắn đều là trông coi quân nhu cái này một khối có phụ trách quần áo với giày có phụ trách binh khí có phụ trách lương thảo có phụ trách chiến bã gia súc không thấy đủ lão tướng quân bóng hình người tiếp khách có trì tri phủ lương công công bọn người trụ qua ba tuần trên bàn liền nói lên đủ lão tướng quân không cho mặt mũi sự tình trần lão tướng quân nói Chuyện này thật đúng là không trách đủ lão tướng quân, lão tướng quân không còn biện pháp nào, Định Tây hầu độc tài đại quyền, chuyện gì đều muốn chọc vào chính hắn trong tay. Đông lão bản trong nhà cùng hắn lại có cừu oán, hắn nhưng là thả lời nói, xin ý cho ai cũng không thể cho ngươi. Đúng vậy a, à. chúng ta hôm nay cùng đủ lão tướng quân đề nghị, tại Định Tây hầu mang binh trở về trước đó trước cho ngươi một một chút xin ý, thế nhưng là đủ lão tướng quân không dám a, à. Định Tây hầu là thượng quan lại là trước mặt bệ hạ hồng nhân lương công công dắt việc được tiếng nói nói trước mặt bệ hạ hồng nhân thật sự là cười chết người hắn là hồng nhân đây chúng ta đại trưởng công chúa lại là cái gì chúng ta công chúa điện hạ mới là bệ hạ trước mắt thực sự hồng nhân nhi chư vị đừng không tin tội ác chúng ta công chúa điện hạ định tây hầu tai họa lân cận ở trước mắt đông lão bản chúng ta không nóng nảy quay đầu nóng nảy hẳn là định tây hầu ngươi liền đợi đến hắn tới cửa đến cho ngươi bồi tội cầu ngươi thả hắn một ngựa đi chỉ là một cái đám dân quê đi lên hầu tước tại chúng ta công chúa điện hạ trước mặt tính cái rắm thật là phách lối a à. mấy vị tướng quân ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi thái giám này nói đến đại chu giang sơn đều giống như là đại trưởng công chúa một dạng đông nhị gia nghe vậy trên mặt cũng là một mặt mỉa mai tưởng thiệu hắn là cho mặt không muốn mặt tiểu hài tử gia gia mâu thuẫn hắn không phải hướng lớn kéo không buông tha, hừ, bây giờ ta còn thực sự không muốn cùng hắn hợp tác, lớn không được đổi một cái đô chỉ huy sứ, hoắc, khẩu khí thật lớn, cũng không sợ đau đầu lưỡi, lúc đầu ta cùng lương công công thương lượng là nâng đỡ đủ lão tướng quân thượng vị, thế nhưng là vị này lão tướng quân một một chút quyết đoán đều không có, bị tưởng thiệu nắm đến xếp sao, quên đi thôi, bình thành có công huân tướng quân lại không chỉ hắn một vị, ta nhìn. Trần Lão Tướng Quân cùng Tào Lão Tướng Quân cũng có cơ hội. Hai vị Lão Tướng Quân đối mặt một mắt, lập tức ngầm hiểu, đồng thời cầm lấy cái chén đi kính Đông Nhị Gia, một phiên lấy lòng, Đông Nhị Gia quả thực đều muốn bay tới bầu trời. Lương Công Công cười hiếp mắt nhìn xem, rất nhanh, mấy người này lại bắt đầu thay nhau kính Lương Công Công. Sau khi cơm nước no nê, Đông Nhị Gia lại thu xếp mấy cái thanh lâu kỹ nữ đến bồi mấy cái trong quân sĩ quan. Lương Công Công, Đông Nhị Gia, về sau có gì cần chúng ta làm kim cốt cán mở miệng, ta chờ tất nghĩa bất dung từ. Lương công công cười, hắn bưng chén lên sâu kính nói, ai nha, đại trưởng công chúa chính là lại có năng lực, vậy cũng không thể ăn không răng trắng nói cái gì là cái gì, mấy vị, hiểu không? Uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt các tướng quân nhao nhao lắc đầu, lương công công nghẹn lại, đông nhị gia trong lòng mắng câu, một giúp đại lão thô, hắn nói, ý là, các ngươi đều là trong quân người, hắn phải biết tưởng thiệu tay cầm nếu là bắt được hắn tay cầm đem hắn lấy xuống cũng rất dễ dàng không có đem chui hắn không cá cược không chơi gái không cắt xén quân lương không tham tài không đoạt công trần lão tướng quân cao mày nói đông nhị gia gấp hắn không có các ngươi liền không thể cho hắn làm một chút ra tới các tướng quân nghe rõ trần lão tướng quân cười kéo qua đông nhị gia bả vai nói thẳng đã đông lão bản đã mở nói vậy chúng ta cũng không thể che giấu. Ngươi muốn chúng ta vô oan hãm hại, có thể, tan vật muốn ngươi bỏ ra, không thể chúng ta cái gì vậy đều làm xong, nguy hiểm chúng ta gánh, ngươi làm vung tay trưởng quỷ, phải biết lấy xuống tưởng thiệu, đô chỉ huy sứ vị trí này trên triều đình các đại lão đều nhìn chầm chầm đâu, cũng không một định đại trưởng công chúa nói là người đó là ai, chúng ta có thế đến ăn bữa cơm này, tự nhiên là muốn cùng đại trưởng công chúa quy hàng nhưng chúng ta quy hàng chính là đại trưởng công chúa, không phải ngươi đông lão bản, đông nhị gia sắc mặt một cương, mấy vị tướng quân nhao nhao gật đầu, bọn hắn quay đầu hỏi lương công công, lương công công, ngài nói có đúng hay không đạo lý này, lương công công có thế nói thế nào, chỉ có thể gật đầu nói phải, dù sao đông nhị gia cũng là oan đại đầu, bán ai không phải bán đâu, đông lão bản, chuyện này liền xem ngươi. Lương Công Công nói, có thể để cho tưởng thiệu cửa nát nhà tan, đại trưởng công chúa liền có thể để ngươi gia quan tấn tước, từ đây thay đổi địa vị, lại không là thương hộ. Đông nhị gia nghe được nhiệt huyết sôi trào, lập tức đáp ứng, hắn thương đội cũng tại hướng Yến quốc đi, từ Yến quốc nơi đó thu mua hai người, làm chút đồ vật đến giá họa tưởng thiệu quả thực không nên quá dễ dàng, sự tình cứ như vậy định xuống dưới. Tất cả mọi người tán về sau, trên đường trở về, trì tri phủ nhắc nhở đông nhị gia, ngươi thật muốn làm như vậy, ngươi phải biết, ngươi một sáng làm như vậy, liền lại không quay đầu con đường, lương công công là lấy ngươi làm đau, chuyện này thành, không một nhất định là ngươi công lao, ngươi không gặp được đại trưởng công chúa, chuyện gì đều là lương công công định đoạt, công lao này, chính hắn sẽ không nắm ở trên người mình, nếu là thất bại, chính là ngươi một người sai lầm, người ta đem ngươi cây đao này ném đi chính là, đại trưởng công chúa một câu nói, hắn là ai, ta không biết, Ngươi có thế như thế nào? Đông nhị gia căn bản là nghe không vào trì tri phủ. Hắn cảm thấy mình dựa vào đại trưởng công chúa ngọn núi lớn này, trì tri phủ liền đến nói ủ rũ. Thật sự là mất hứng. Hắn ngữ khí chanh chua nói, muội phu, làm ăn chính là như vậy, nhất định phải trước trả giá. Tất cả sinh ý đều có phong hiểm. Ngươi ca ta là ai a? À? Dựa vào cái gì còn không có thể hiện ra giá trị? Đại trưởng công chúa liền phải dùng ta. Lương công công đoạt công lao ta không còn biện pháp nào, nhưng chỉ cần ta dùng tốt, sớm tối vứt bỏ lương công công, trực diện đại trưởng công chúa. Ngươi cảm thấy ta cái này làm đau tốn công mà không có kết quả, nếu là thất bại, tất vạn kiếp bất phục. Thế nhưng là muội phu, ta làm sao có thể thất bại? Đại trưởng công chúa cũng không có khả năng để ta thất bại. Ngươi cũng nhìn thấy, những cái kia lão tướng quân nhóm người nào phục khí tưởng thiệu, nếu đổi lại là ngươi ngươi cũng không phục a, à. thân. Bằng cái gì a? À? Bằng cái gì để một cái đám dân quê ra đời người trẻ tuổi đè ép bọn hắn? Bọn hắn làm bao nhiêu năm binh, đánh bao nhiêu năm cầm? Muội phu, ta nghe lời ngươi chua đi tức, ngươi có phải hay không sợ ta từ đây giật lên đến? Ngươi lại không cách nào đối ta khoa tay múa chân. Ngươi yên tâm, trong lòng ngươi chứng mắt ta cái này làm nhị cửu ca, ta chính là vì muội muội ta, tương lai phát đạt cũng không thể không đề bạc ngươi. Muội phu, trong triều có người tốt làm quan a. À? chính là vì ngươi hoạn lộ, ngươi cũng phải duy trì ta, không thể kéo ta lui lại, trì tri phủ, thật sự là không biết tốt xấu, thương nhân chính là thương nhân, ánh mắt thiển cận, vừa mới bắt đầu hắn vẫn là thật cao hứng, có thể dựa vào đại trưởng công chúa, thế nhưng là hưng phấn về sau lại tỉnh táo lại, hắn luôn cảm thấy chỗ nào bất thường. Đêm nay trên yến tiệc lương công công bỗng nhiên lên câu chuyện tử, hai anh em vợ một đầu liền đâm đi vào, trì tri phủ đã cảm thấy không đúng chương 631, kỳ quái, định Tây Hầu đúng như bọn hắn nói như vậy dễ giải quyết a à, hắn nhìn chưa hẳn, một cái tuổi còn trẻ liền có thể phong hầu người có thế đơn giản rồi, trì tri phủ luôn cảm thấy rất hoảng hốt, chủ yếu đông gia hai huynh muội đều là một cái đức hạnh, lại ngu xuẩn lại cuồng vọng, đông nhị gia về đến nhà về sau, tức giận đến lệnh vòng nhi đồ vật, những cái kia vũ phu chướng mắt hắn, liền muội phu cũng chướng mắt hắn, hắn phát thệ, tương lai một nhất định phải đem những người này đều dẫm tại dưới chân, không xem qua trước mắt cần gấp nhất chính là đem chứng cứ phạm tội cho lấy ra. Lương Công Công tìm tới đào tính, nâng cốc tịch sự tình nói một lượt, hắn nói, sự tình đã đến tình trạng này, ngươi nhìn muốn hay không trước cùng vương gia thấu cái khí, bên này nhi an bài tốt, vương gia đầu kia cũng phải động thủ mới là, không sử dụng trên triều đình quan hệ, như thế nào đem tưởng thiệu đánh chết, đào tính trầm ngâm phiên mới nói, sự tình còn không có hoàn thành, chờ hoàn thành thông báo tiếp vương gia không muộn, không phải lại nói ra ngoài chúng ta lại lo liệu không được, vương gia trách tội xuống chúng ta không phải khổ sở uổng phí mắng a, à. nhưng nếu như làm tốt lại đi khoe thành tích, kia tất nhiên là đại công một kiện." Lương Công công gật đầu nói phải, hy vọng Đông Hai không phải cá chày gỗ, có thể mau chóng đem chuyện này làm tốt. "Đào Tín, chúng ta có thể trong bóng tối giúp một nắm tay." Lương Công công rất tán thành quyết định như vậy lần này bọn hắn nhất định phải để vương gia lau mắt mà nhìn cái gì là nghiệp vụ năng lực cái này chính là thanh sơn thư viện bởi vì tôn vân cùng tưởng thiệu đề nghị thanh sơn thư viện khuếch trương thu không ít học sinh có bằng bản lĩnh thi được đến liền giao phí tài trợ tiến đến lúc đầu lão tiên sinh là lo lắng giao tiền tiến đến hội học sinh làm hư thanh sơn thư viện lúc đầu học sinh tôn vân một câu nói để lão tiên sinh hiểu ra tôn vân nói chẳng qua là để bọn hắn mau chóng thích ứng phía ngoài xã hội mà thôi đúng a à, học sinh của hắn sớm muộn muốn đi lên quan trường trên quan trường người vàng thau lẫn lộn nếu là hắn đem học sinh bảo hộ quá tốt tương lai bọn hắn mới vào quan trường sợ là muốn bị hiện thực hung tợn dạy làm người p sau đó tôn vân còn dạy hắn thế nào chế định đưa tiền tiêu chuẩn dĩ nhiên không phải ai đưa tiền đều thu vẫn là muốn trải qua cuộc thi qua tuyến mới thu chẳng qua tuyến không thu sau đó phí tài trợ cũng phải phân đẳng cấp, ví dụ như Thanh Sơn Thư viện chỉ lấy nhập học cuộc thi giáp đẳng học sinh, như vậy ất đẳng giao 200 lượng một năm học phí tài trợ, bính đẳng giao 500 lượng một năm phí tài trợ. Hàng năm ngủ kiểm tra nếu là những học sinh này thành tích rơi vào đinh đẳng, vậy liền đào thải ra khỏi Thanh Sơn Thư viện, nếu như thăng nhập giáp đẳng, vậy liền dựa theo bình thường buộc tu thu, thu đi lên tiền làm gì vậy? Một, Thông báo tuyển dụng chất lượng tốt tiên sinh cải thiện tiên sinh thu nhập, nhất thiết phải để thanh sơn thư viện tiên sinh thu nhập trở thành tất cả thư viện tiên sinh chỗ ao ước số lượng. 2. Kiến thiết thanh sơn thư viện, hàng năm từ số tiền này bên trong giữ lại một bộ phận làm kiến thiết quỹ ngân sách, chờ tiền nhiều, liền mua cái đỉnh núi viết thư viện. 3. Thiết trí học bổng, giáp ức bính đinh 4 chờ học bổng, để đám học sinh biết, nhà nghèo không quan hệ, thành tích tốt liền có thể kiếm tiền. 4. Giúp học tập, Nguyên một bộ phận tiền cho trong quân thư viện, bởi vì cái này thư viện là miễn học phí buộc tu, mục đích ở chỗ càng nhiều người có thể học được thô thiển văn hóa tri thức. Năm, Tôn Vân cho núi xanh tiên sinh tính bút trướng, Thanh Sơn thư viện bên ngoài đã có danh tiếng, cho nên chỉ cần có thể mở cái miệng này tử, sinh nguyên là không lo, quan bình thành. Thanh Sơn Thư Viện liền có thể thu chí ít 20 cái giá cao sinh, nói, 20 cái chính là mấy ngàn lượng bạc ít lợi, sau đó, bình thành chung quanh phủ thành đến mấy chục hàng trăm người, như vậy một năm khoảng này phí tổn chí ít tại hai vạn lượng trở lên. Lão tiên sinh đang giáo dục giới rất có danh vọng, viết mấy phong thư, tùy tiện lại câu dựng 10 cái lão sư, trong quân lại chọn lựa mấy cái hảo thủ chuyên môn dạy bảo thanh sơn thư viện học sinh võ nghệ cùng kỵ xạ, dùng tôn vân nói, người tốt mới, cần đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện. Lúc ấy thương lan tiên sinh đã cảm thấy Tôn tiên sinh thật tốt thích hợp làm giáo dục A, à. dùng nhà có tiền bạc, đi kiến thiết thư viện, đi nuôi những cái kia có thế học, chịu học, tại học vấn một đồ trên có thiên phú học sinh, cái này tầm mắt A. À. Thương Lan tiên sinh lúc này liền nghĩ nhường hiền, để Tôn Vân tới làm thư viện viện trưởng, Tôn Vân không đồng ý, nhưng Thương Lan tiên sinh tồn phần tâm tư này, quyết định về sau lại khuyên nhủ, ai nha, nói lên Tôn tiên sinh, Tôn tiên sinh đã đi thật lâu làm sao vẫn chưa trở lại a à? thương lan tiên sinh thực tên tưởng niệm sư muội thân thể thật nhiều tôn tiên sinh đối bọn hắn vợ chồng thật là ân cùng tái tạo a à? mà lại tôn tiên sinh thật là phi thường sẽ chỉ bảo hài tử nhà nàng hai tiểu cô nương một cái nhí nha nhí nhảnh thông minh lanh lợi một cái thiện lương ôn nhu khéo hiểu lòng người đồng thời đều phi thường hiểu lễ phép tôn tiên sinh nữ nhi tưởng xu tuổi còn nhỏ liền đã sau bên ngoài những cái kia vân du bốn phương lan trung mạnh sẽ xem mạch, sẽ lưng gắt sắc thuốc ca, dược kinh, chờ y gia điển tịch. Nàng cho thư viện các học sinh bắt mạch, khai căng, các học sinh cầm phương thuốc của nàng đi tìm quân y viện đại phu, đại phu mở ra phương tử cùng Xu Nhi mở phương tử không sai biệt lắm, thật nhiều lợi hại. Xu Nhi, ta kỳ thật hạ độc lợi hại hơn, xem bệnh chỉ có thể nhìn bệnh nhẹ, lâm chu tiểu cô nương này, tại sư trên sách đặc biệt có thiên phú, thương lan tiên sinh đều lên lòng yêu tài, chỉ cần có rảnh, liền đi chỉ điểm Lâm Chu 12, tiểu nha đầu cho hắn không ít kinh hỉ, kinh hỉ đến hắn nghĩ thu làm đệ tử, đáng tiếc, hầu phủ bọn nhỏ không bái sư cha, hắn cùng Phạm Tiên Sinh cảm thán, Phạm Tiên Sinh khó được hướng hắn liếc mắt, nói nàng liền có tâm tư như vậy, chẳng những có tâm tư như vậy, còn muốn thu Lâm Chu vì con gái nuôi, liền sợ hầu phủ không nguyện ý, kéo xa, Thanh Sơn thư viện thiết kế thêm hy vọng ban, ý là ban này bên trên học sinh chỉ cần là nguyện ý học vẫn là có hy vọng thi đậu tú tài cử nhân thiết kế thêm hy vọng ban về sau trong thư viện học sinh tạo thành bộ phận liền trở nên phức tạp trong khoảng thời gian ngắn chuỗi giai cấp liền ra tới học vấn tốt nghèo nàng học sinh xem thường dùng tiền tiến đến dùng tiền tiến đến xem thường một đám nghèo kiếp hủ lậu đương nhiên cũng không phải tuyệt đối cũng có trong nhà gia giáo vốn là tốt giàu hai thay mặt quý hai thay mặt trong nhà tận tâm chỉ bảo để bọn hắn giao hảo học vấn tốt đồng môn, có thể không lộ ra dấu vết giúp đỡ trợ giúp 12, chờ người ta thi đậu tiến sĩ, đối với trong nhà đến nói, đây chính là một phần hương hỏa tình. Sau đó, trọng điểm là, giao hảo định Tây Hầu Thế Tử, cho nên Dục Ca Nhi mặc dù cùng bọn hắn không phải một cái bang, nhưng gần đây thật cảm nhận được bang này rất nhiều người nhiệt tình, hắn kỳ thật cũng là tiểu hài tử, lại ổn trọng lão thành hắn cũng là hài tử là hài tử liền có muốn chơi thời điểm, tăng thêm tôn vân cổ vũ hắn kết giao bằng hữu, lúc ở trong thôn, hắn tại tư thuộc bên trong liền có bạn chơi, hiện tại đến Bình Thành, có chút bạn chơi không cùng lấy đến, cùng một khách bỏ đồng môn niên kỹ lại so hắn lớn hơn nhiều, lúc rảnh rỗi bọn hắn nói chuyện trời đất nội dung phần lớn là dục ca nhi cái tuổi này không có hứng thú. Cho nên dục ca nhi vẫn là giao đến mấy cái có thể nói tới bên trên lời nói cùng tuổi bằng hữu. Chỉ là mấy ngày nay thường xuyên vây bên người hắn người bỗng nhiên thấy hắn liền tránh, có mấy cái hài tử nhìn hắn vẫn là một phó bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Mặt khác một giúp hài tử nhìn hắn chính là một phó cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, dục ca nhi rất là kỳ quái, hắn làm sao rồi, chương 632, bọn hắn chẳng những trốn tránh hắn, còn tại hắn đi qua về sau đối với hắn chỉ rõ, dục ca nhi bỗng nhiên quay đầu, đám người này liền lập tức nói khác, giả vờ như vừa rồi cái gì cũng không làm ra bộ dáng, diễn kỹ quá vụng về, đám người này có chuyện gì, dục ca nhi mặc dù có thế cùng bọn hắn đánh thành một phiến, nhưng cùng bọn hắn lại không phải một người như vậy, hắn là ai dạy bảo, vũ thiên cùng lương lão tiên sinh, cộng thêm tôn vân cái này không đi đường thường nương, dục ca nhi coi như chuyện gì đều không có phát sinh, hắn phân phó một phiên mình gã sai vặt, để gã sai vặt đi trong quân tìm lưu cầm. Đợi đến nghỉ thời điểm, Hắn theo thường lệ đi tìm Thương Lan tiên sinh, Thương Lan tiên sinh con mắt không mù, tăng thêm bản thân hắn liền 10 phần chú ý dục ca, tự nhiên biết dục ca nhi bỗng nhiên bị nhầm vào sự tình. Lão tiên sinh 10 phần đau lòng dục ca, tại cho dục ca nhi kể xong khóa về sau, hắn liền hỏi tới chuyện này, dục ca nhi không có phủ nhận. Thương Lan tiên sinh liền nói, bọn hắn vừa tiến Thanh Sơn Thư Viện không lâu, không bằng lão phu đem bọn hắn cho buộc tu đều trả lại, đem bọn hắn đuổi ra Thư Viện dục ca nhi nhìn về phía thương lan tiên sinh mặt lộ vẻ nghi hoặc hắn chắp tay tiên sinh đây là tại khảo nghiệm tưởng dục a thương lan tiên sinh bị hắn ngay thẳng chọc cười đứa nhỏ này tâm tư thật là nhạy cảm thương lan tiên sinh hỏi nếu là khảo nghiệm ngươi làm như thế nào như lão phu chính là như vậy nghĩ ngươi lại nên làm như thế nào dục ca mới nói nếu là khảo nghiệm dục tất cùng tiên sinh nói giờ phút này trong lòng ý tưởng chân thật chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta hữu nghị cùng tiểu đồng bọn là không thể cưỡng cầu nhân sinh giống như một đầu quanh co khúc khuỷu con đường chúng ta mỗi người ở trên con đường này đi tới đều sẽ gặp gỡ cùng đường người thế nhưng là ít có người có thế cùng đường đến điểm cuối cùng như là nhân sinh chập trùng lên xuống một dạng một trên đường không ngừng có gặp nhau gặp lại cũng không ngừng có người rời đi mỗi người đi một ngã từ đây thiên nhai lộ xa không còn gặp nhau dục nếu là mỗi lần mỗi người đi một ngã cũng không thể lạnh nhạt chỗ chi vậy đời này tử không bằng ở thâm trạch lại không cùng người lui tới có người đi tới đi tới liền tán nương cùng hắn hừ hừ qua một bài hát giao bên trong ca từ dục ca nhi cảm thấy rất có đạo lý liền ghi nhớ trân quý ta dục tất trân quý chi tương phản dục cũng sẽ ngang nhau đối đãi thương lan tiên sinh nghe vậy thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải đứa bé này thật là quá thông thấu, lúc này mới 8 tuổi, liền đem cuộc đời thấy như thế thấu triệt, nói cho cùng, vẫn là phụ mẫu cùng lúc trước lão sư dạy bảo thật tốt, khó trách khó trách, không pháp sư vì tưởng dục có thế chuyên môn chạy một lội, đối với hắn một bỗng nhiên thử, như tiên sinh là thật nghĩ như vậy, liền mất mở trường bản tâm, đây đối với cái khác học sinh không công bằng, thậm chí còn khả năng để thanh sơn thư viện lâm vào nguy cơ, nhưng là dục thích như thế trắng trợn thiên vị nói đến đây dục ca nhi trịnh trọng cúi đầu tưởng dục đa tạ tiên sinh thiên vị chi tình dạy bảo ý tứ đứa nhỏ này tốt bao nhiêu a à? một một chút đều không dối trá một trái tim chân thành đến muốn mạng trên đời này ai không thích bị thiên vị nhưng là đại đa số người đều sẽ nói chút trái lương tâm để che giấu mình vì tư lợi đem mình ngụy trang thành đạo đức vệ sĩ không thương lan lão đầu nhi biến thành người khác vọt tới trước mặt ngươi nói thích tiên sinh trắng trợn thiên vị, ngươi liền phải khoe chữ tử mắng chửi người Á. Thương Lan tiên sinh bởi vì dục ca nhi một câu thích bị tiên sinh trắng trợn thiên vị mà cảm động. Hắn sờ lấy râu mép của mình cười hỏi, vậy ngươi muốn thế nào xử trí? Dục ca mới nói, trên đời này không có xảy ra bất ngờ tốt, đồng dạng, cũng không có bỗng nhiên mà đến lãnh đạm bài xích, dục sẽ vụng trộn đi thăm dò xem bọn hắn đến cùng vì sao bỗng nhiên xa lánh tại ta, biết nguyên nhân về sau, lại đến suy nghĩ về sau đem như thế nào vì đó, như dục có sai liền nhận lầm cũng đổi chi, như dục không sai. Quân tử thận độc, không lớn phòng tối. Ti lấy từ mục, ngậm chương nhân trinh, đại trượng phu đứng ở giữa thiên địa, làm ngửa mặt lên trời hạo nhiên chính khí, đi quan minh lỗi lạc sự tình, khắc kỷ, thận độc, thủ tâm, minh tính, xuất xứ, quốc học điển tịch, dục làm tốt chính mình là được, tốt tốt tốt. Lần này Thương Lan Tiên Sinh càng hài lòng, đồng thời, Thương Lan Tiên Sinh cũng làm cái quyết định, từ đó về sau, lại không thu nhập thất đệ tử, không có chiêu. Đằng trước có một cái dục ca nhi tiêu chuẩn cao so với, Châu Ngọc phía trước, đằng sau. Hắn thực sự là không cách nào coi trọng A, à, đứa nhỏ này mới bao nhiêu lớn, mới 8 tuổi, không đến 9 tuổi vậy mà như vậy thông thấu linh tuệ, thật sự là thiên hạ khó được chi hài đồng thiên tài vậy. Từ thương lan thư phòng của tiên sinh ra ngoài, dục ca nhi liền đi phạm tiên sinh chỗ tiếp lâm chu, chờ tôi tớ bẩm báo về sau, dục ca nhi liền đi vào cùng phạm tiên sinh hành lễ, mang theo lâm chu cáo từ. Hắn tiếp nhận lâm chu túi sách, công vân để tôi tớ làm, đưa cho mình gã sai vặt. Lâm Chu tiểu nha hoàng hợp hương liền hướng về phía dục ca nhi gã sai vặt tô một nói lời cảm tạ. Tô một nhếch miệng cười, thế tử nói, ba lô loại chuyện này không thể để cho nữ hài tử làm, ta khí lực lớn đây, hợp hương đi theo cười, hai cái hạ nhân đi ở phía sau, dục ca nhi cùng lâm chu đi ở phía trước, hai người thảo luận một ngày học nội dung, lâm chu rất hưng phấn, đang kể nàng hôm nay học được đồ vật lúc, cả người đều đang phát sáng, phạm tiên sinh hôm nay dạy ta viết vịnh thu thơ, còn bố trí việc học, để ngày mai đưa trước một thủ vịnh thu năm nói luật thơ. Dục Ca Nhi ôn hòa cười hỏi, kia tiểu chu tỷ tỷ có mặt mày rồi sao? Lâm Chu lắc đầu, còn không có đâu. Tiên sinh nói vạn vật đều có thể nhập thơ, sẽ phải quan sát, quan sát người bên cạnh sự tình phong cảnh chờ một chút, làm thơ không thể cứng rắn góp, trọng yếu chính là biểu lộ cảm xúc, có tình cảm, lại đến bộ vận luật chờ phép tắt, không thể trước hết để cho phép tắt trói buộc, nếu như cứng rắn làm lời nói, nàng ba thủ năm thủ đô làm được nhưng làm được như vậy thơ liền rất cứng nhắc, không có linh khí. Vậy chúng ta một một lát tiếp xu nhi ngay tại bên ngoài ăn cơm, cơm nước xong xuôi chúng ta đi tìm trần thuốc, nhìn hắn có rảnh hay không mang chúng ta lên thành lâu nhìn xem, nhìn xem tường thành bên ngoài điều hiu, nói không chừng ngươi liền có cảm giác, nói, dục ca nhi thuận miệng ngâm câu tiền triều thi nhân câu thơ, đóng giữ trống đoạn người đi, bên cạnh thu một nhạn âm thanh. Đỗ phủ, đêm trăng ức xá đệ, tốt. Lâm Chu con mắt một sáng, cũng đi theo ngâm câu trứ danh thi nhân thơ, tắc hạ thu đến phong cảnh dị, hành dương nhạn đi không lưu ý, phạm trọng im, ngư dân nạo thu tứ, dục ca nhi, hỗn loạn bên cạnh sầu nghe không hết, thật cao thu nguyệt chiếu trường thành. Vương Sương Linh, tòng quân đi bảy thủ, Lâm Chu, sừng âm thanh đầy trời sắc thu bên trong, nhét bên trên yến so ngưng đêm tử. Lý Hạ, nhạn môn thái thú đi, hai người nhìn nhau một cười, sau đó lại ngươi một câu ta một câu đọc thuộc lòng lên ngày mùa thu trại vùng biên thơ ca đến, bọn hắn du du nhàn nhàn đi tới, dưới trời chiều, gió thu rung rẩy, lá rụng tại trong gió thu đánh lấy xoáy, dục ca nhi cùng lâm chu tiếng cười cũng tại trong gió thu đánh lấy xoáy, thế tử, thế tử cứu mạng, bỗng nhiên, một đạo gấp rút kinh hoảng thanh âm đánh vỡ mỹ hảo không khí, hai đứa bé thuận âm thanh nhi nhìn lại, liền gặp hai cái giao giá cao tiếng thư viện học sinh hốt hoảng chạy tới dục ca bên trên trước một bước ngăn tại lâm chu phía trước, miễn cười nhìn xem bối rối chạy tới hai người, chờ bọn hắn chạy lũng lại hỏi, từ đình diệp, gần phúc sinh, các ngươi đây là làm sao rồi, hai người này, chính là thuộc về cái kia hai thay mặt ba thay mặt tiểu đoàn thể bên trong người, cũng là tiếng thư viện thời điểm nghỉ trăm phương ngàn kế hướng hắn lấy lòng. Sau đó hai ngày này bỗng nhiên xa lánh hắn người, chương 633, luôn luôn có người không tin tà, thế tử, Ngài mau đi xem một chút đi, lưu cô nương tại đánh tầng đồng ý bọn hắn, tầng đồng ý bọn hắn sắp bị đánh chết, Dục Ca Nhi kinh ngạc nói, tại sao có thể như vậy? Cầm Nhi tỷ tỷ rất hiền lành, nàng xưa nay sẽ không không giảng đạo lý, mà lại, nếu là Cầm Nhi tỷ tỷ vô duyên vô cớ đánh người, vậy các ngươi hẳn là đi quan phủ báo án mới là, tới tìm ta có làm được cái gì, ta cũng không phải huyện lệnh đại nhân, không cách nào thay các ngươi làm chủ từ đình diệp cùng gần phúc sinh nghe vậy sắc mặt chính là một cương, trước mắt tưởng dục như thường ngày một dạng cười đến rất là ôn nhuận, nhưng lại để bọn hắn có loại rùng mình cảm giác, hai người một thời gian không biết nên nói cái gì cho phải, dục ca nhi cùng lâm chu muốn đi, bọn hắn bận bịu đuổi theo ngăn đón, năng nỉ dục ca nhi, thế tử vang cầu ngài, hiện tại đi báo án cũng không kịp a à, chính là ra roi thúc ngựa đi trong thành, một đến một về phải hơn nửa canh giờ đâu huống hồ bọn hắn cũng sẽ không cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa một đến một về nói ít phải một cái đã lâu thần, đi không được nha môn, nơi này khoảng cách quân doanh cũng gần, các ngươi có thể đi tìm trong quân doanh sĩ quan, từ đình diệp vẽ mặt đưa đám nói, tìm, thế nhưng là không tìm được, người ta thủ vệ một nghe là lưu cầm đánh người, lập tức liền đi bẩm báo trưởng quan, trưởng quan liền phái người đi, nhưng cũng không phải là giúp bọn hắn ngăn cản lưu cầm, chỉ là nhìn chằm chằm chỉ sợ là nhìn chầm chầm lưu cầm biệt lập thắt đem người cho đánh chết. Dục ca nhi nhún nhún vai, xin lỗi, tha thứ ta muốn giúp mà chẳng giúp được, cầm nhi tỷ tỷ là hạng người gì trong quân đều biết, nàng người này nhận lý lẽ cứng nhắc, không đạt mục đích thề không bỏ qua, chính là cha mẹ ta đến, nàng cũng không một định nghe khuyên. Thấy dục ca nhi mặc dù đang cười, rất là buồn cười lạnh, mà lại nói rõ một phó mặt kệ dáng vẻ, hai người mặt nháy mắt liền trắng rồi gừng phúc sinh nắm lấy từ đình diệp cánh tay nói, chúng ta đi tìm tiên sinh đi, dục ca nhi lạnh lùng hỏi, các ngươi muốn cầm tiên sinh tới dọa ta, ta là đường đường định Tây Hầu Thế Tử, tiên sinh sẽ chỉ vì ta đem các ngươi đuổi ra thanh sơn thư viện, sẽ không vì các ngươi mà trách phạt ta, huống hồ, ta gì sai có chi, chính các ngươi gây họa, vì sao muốn để cho ta tới gánh chịu trách nhiệm, thân, nơi này là thanh sơn thư viện, không phải là các ngươi trước kia đọc tư thuộc hoặc là sách khác viện, nơi này tiên sinh, cũng không phải là thấy tiền sáng mắt, đừng tưởng rằng các ngươi một năm giao mấy cái buộc tu thì ngon, đem các ngươi đuổi ra thư viện, thư viện tổn thất bản thế tử không cần tìm cha mẹ liền có thể bổ khuyết, dục ca nhi nói xong kéo lâm chu liền đi, lâm chu một đầu sương mù, rõ ràng lúc trước dục ca nhi cùng bọn hắn chung đụng được rất tốt, làm sao bỗng nhiên liền, a à dục, bọn hắn khi dễ ngươi rồi. Lâm Chu vô ý thức chính là cái phản ứng này. Dục Ca Nhi lắc đầu, không có, chính là đột nhiên cảm giác được không có ý gì. Lâm Chu cười nói, vậy liền không để ý bọn hắn. Tiên sinh cũng đã nói, bằng hữu tại tinh không tại nhiều, mà lại bọn hắn nhiều lắm là xem như bạn chơi, muốn cùng chung chí hướng người mới có thể xưng là bằng hữu. Đúng. Dục Ca Nhi cùng Lâm Chu nhìn nhau một cười. Ở phía sau nhìn từ Đình Diệp cùng Gừng Phúc sinh lập tức lửa từ tâm đến gần phúc sinh trực tiếp chỉ vào bóng lưng của hai người quát, tưởng dục, ngươi đắc ý cái gì, nhà các ngươi đắc tội đại trưởng công chúa, cha ngươi quan chức cùng tước vị không chừng liền phải không gánh nổi, có ngươi khóc thời điểm, ngươi bây giờ không giúp đỡ, đến lúc kia, ngươi cầu đến trước mặt chúng ta, chúng ta cũng sẽ không phản ứng ngươi, một cái khác từ đình diệp cản đều ngăn không được, dục ca nhi dừng bước, quay người lạnh lùng nhìn về phía hai người các ngươi làm sao biết cha ta quan chức cùng cước vị sắp khó giữ được triều đình chẳng lẽ là nhà các ngươi sao? dục ca nhi khí thế quá lạnh dọa đến gần phúc sinh liên tiếp lui về phía sau lúc trước một bỗng nhiên trống khí thế nháy mắt không có từ đình diệp nâng tráng gần phúc sinh cái này chày gỗ làm sao liền ồn ào ra tới rồi lúc này bởi vì bọn hắn ầm ỉ dẫn tới không ít thanh sơn thư viện học sinh mọi người chậm rãi súng lại tới đều nghe thấy gần phúc sinh vài câu trống gừng phúc sinh nghĩ chống chế đều chống chế không tệ hiểu lầm đều là hiểu lầm từ đình diệp vội vàng hòa giải đồng thời hung hăng trừng mắt gừng phúc sinh dục ca nhi cười nói có phải là hiểu lầm trong lòng các ngươi so ta rõ ràng nguyên lai các ngươi hai ngày này bỗng nhiên trốn tránh ta chính là nguyên nhân này phụ thân của ta là triều đình phong định tây hầu dung không được các ngươi vũ nhục tô một ngươi đi trong quân nói một âm thanh để trong quân phái người đi tri phủ nha môn báo hồ sơ, đại chu đã có luật pháp, như vậy một cách đều dựa theo luật pháp đến lo liệu. Từ đình diệp vội vàng khuyên nhủ, "Thế tử, đều là một cái thư viện học sinh, ngài có thể hay không đại nhân có lượng lớn đừng như thế chăm chỉ đây. Dù sao nếu là Kinh động quan phủ, cũng sẽ cho Thanh Sơn thư viện hổ thẹn. Chúng ta là Thanh Sơn thư viện học sinh, chúng ta có mâu thuẫn gì, không nên đóng cửa lại đến giải quyết a." À. Hắn như thế một nói đám người cũng cảm thấy dục ca nhi quá hùng hổ dọa người, hắn học vấn tuy tốt, nhưng không có dung người chi lượng, không có quân tử phong thái, đều là một cái thư viện, hắn không che đậy miệng đắc tội thế tử, để hắn nhận cái sai, cần gì phải đem người xoay đưa đi nha môn, đúng thế, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đúng, đều là một cái thư viện học sinh, làm gì huyên náo như vậy cương. Dục ca nhi chờ bọn hắn nói xong, liền chấp tay nói, tưởng dục thỉnh giáo một hạ chư vị sư huynh, nó một, Thanh Sơn thư viện có phải là ngoài vòng pháp luật chi địa, nếu là hôm nay có đồng môn tại thư viện hành hung đã thương người, chư vị sư huynh có phải là cũng cho rằng chỉ là đồng môn ở giữa nhỏ hiểu lầm, không dễ nháo đến nha môn đi. Nó hai, quốc chi luật pháp có phải là hay không bài trí, tại trời xa triều đình địa phương, chúng ta liền có thể xem luật pháp vì không có gì. Nó ba, nếu là luật pháp vô dụng, khi quốc gia chế định luật pháp thì có ích lợi gì thận tử nói có pháp mà đi tư gọi là phạm pháp thận tử chiến quốc thận đến cái ống nói lấy pháp trị quốc thì cử động mà thôi là cố hữu chuẩn mực quy chế người không khả xảo lấy lừa dối ngụy có quyền hoành danh xưng người không thể lừa gạt lấy nặng nhẹ có tìm trượng số lượng người không thể kém lấy dài ngắn nay chủ thả pháp lấy dự tiến có thế thì thần cách trên xuống so tuần vậy, lấy đảng nâng quan, thì dân vụ giao mà không cầu dùng vậy. Cái ống minh pháp, các sư huynh có thể làm tưởng dục giải thích một phiên giải thích A, à, mở miệng khuyên bảo người, tạm ngừng, tiên hiền đều dời ra ngoài, lời này ai mẹ nó dám tiếp A, à, một từng cái há to miệng, toàn tâm biết, dục ca nhi tiếp tục nói, thư viện là học tri thức địa phương, các sư huynh chắc hẳn đã tham gia qua khoa khảo, chính là không có tham gia qua cũng hẳn là biết, khoa khảo là muốn thi đại chu luật pháp, nhỏ, cho nên, các sư huynh vì sao chỉ trích tưởng dục, là tưởng dục đối huân tước bất kính, vẫn là đối bệ hạ bất kính, tưởng dục liền không rõ, miệng ra ác ngôn người cũng không phải tưởng dục, bất kính huân tước xúc phạm luật pháp người cũng không phải tưởng dục, vì sao các sư huynh nhao nhao đem đầu mâu nhắm ngay tưởng dục, chẳng lẽ các sư huynh cho rằng, Đại chu luật pháp bất công, hoặc là đối tưởng dục có ý kiến khác, nếu là có còn mời các sư huynh nói rõ, thương thiên phía dưới, đại địa phía trên, đại chu quốc thổ bên trong, luật pháp cũng có thể ước thúc, đại chu, cũng không có cách nào bên ngoài chi địa. Thanh Sơn Thư viện đám học sinh đều bị dục ca nhi đổi phải nói không ra lời nói đến, lúc này từ đình dịp mắt sắc trông thấy bị các tiên sinh vây quanh thương lan tiên sinh đến, con mắt một sáng, dắt gần phút sinh tay liền chạy đi cùng thương lan tiên sinh tố cáo, Sơn trưởng cứu mạng, định Tây Hầu phủ người tại ẩu đã thư viện học sinh, ngậm miệng không đề cập tới gừng phúc sinh nói năng lỗ mãn sự tình, xã hội phong kiến đẳng cấp xâm nghiêm, bình dân nhìn thấy quý nhân không quỳ xuống đều sẽ bị hình phạt, chớ nói chi là nói quý nhân nói xấu, đối quý nhân bất kính, dục ca nhi đã phi thường thiện lương, không có tại chỗ để người vả miệng, gừng phúc sinh, ngươi còn không bằng để người phiến miệng ta tử đâu, chương 634, Sơn trưởng bất công nhi sơn trưởng một chắc chắn vì bọn họ làm chủ bọn hắn giao buộc tu nhiều mà lại thương lan tiên sinh danh khí quá lớn đều biết hắn người này trong mắt vò không được hạt cát hắn người này nhất là có nhìn hay không thân phận học sinh từ đình diệp cùng gừng phúc sinh nhìn thấy thương lan tiên sinh liền giống như là nhìn thấy hy vọng ánh mắt cực nóng thật nhiều liền đợi đến thương lan tiên sinh quát lớn tưởng dục sau đó chờ đánh người sự tình sơn trưởng phải lớn sự tình thu nhỏ lưu tại thư viện phạm vi bên trong giải quyết, khi gần phút sinh miệng bầu sự tình, cũng liền có thế lưu tại trong thư viện giải quyết. Sơn trưởng cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, một dạng sự tình, hai bộ xử lý tiêu chuẩn đi, vây xem đám học sinh lúc này mới biết được, nguyên lai like còn có dạng này một chuyện, định Tây Hầu Phủ người đã thương người, thế là có tinh thần trọng nghĩa bạo rạp sư huynh lên tiếng nói, tưởng dục, ngươi không phải luôn mồm chuẩn mực trí thượng, làm sao đến ngươi nơi này liền biến thành tung nô hành hung. Đúng đấy, tưởng dục, làm người cũng không thể dạng này, trọng tại kiềm chế bản thân, nghiêm tại luật người. Ngươi luôn mồm thánh nhân nói, làm sao đến chính ngươi nơi này, liền ý thế hiếp người. Các tiên sinh đều nhìn tưởng dục, chờ hắn giải thích, nhưng mà, thương lan tiên sinh lại tay một vung, định tay hầu vợ chồng trị gia nghiêm cẩn, tuyệt không có khả năng xuất hiện dung túng tôi tớ hành hung sự tình phát sinh, trong này một nhất định là có hiểu lầm gì đó. Đám người từ đình diệp gần phúc sinh đã nói xong cương trực công chính trong mắt dung không được hạt cắt đâu, các tiên sinh cũng nhao nhao nhìn về phía Thương Lang tiên sinh, bọn hắn sơn trưởng đầu một về không hỏi xanh đỏ đen trắng liền thiên vị một người, nhỏ, không nên a, à. sơn trưởng không phải là người như thế a, à. cái này vẫn chưa xong đâu, Thương Lang tiên sinh đi đến Dục Ca Nhi trước mặt, đối Dục Ca mới nói, tưởng dục ngươi chớ có sợ hãi, cha mẹ ngươi không ở trong nhà vạn sự có ta cái này tiên sinh giúp ngươi 12, tưởng dục thích trắng trợn thiên vị, hắn liền cho tưởng dục trắng trợn thiên vị, dục ca nhi cảm kích đối thương lan tiên sinh hành lễ, sau đó liền bình tĩnh nhìn về phía rõ ràng mắt trợn tròn chúng nhân nói, chư vị sư huynh, các ngươi sự tình đều không có làm rõ ràng, liền cho ta chụp mũ không thích hợp, lại là quân tử phong thái, như về sau các ngươi vì một phương phụ mẫu quan thời điểm, cũng là như vậy không nhìn chứng cứ không hiểu rõ chân tướng sự thật liền võ đoán có kết luận, không biết có bao nhiêu quan án sẽ sinh ra. Hắn lời này một ra, mấy vị lên tiếng học sinh lại bị nghẹn lại, hoàn toàn chính xác. Bọn hắn nghe miệng liền hạ đến kết luận, hoàn toàn chính xác không ổn, thế nhưng là hai vị này niên đệ ngay trước sơn trưởng mặt nhi nhất định không dám nói bậy tám nói, có người muốn dùng cái này phản bác. Nhưng dục ca nhi lại mở miệng, hắn nói, từ đình diệp, gần phúc sinh, các ngươi tìm tới ta nói đánh người sự tình về sau ta có phải là để các ngươi đi nha môn báo án vô luận là ai chỉ cần xem kỷ luật như không đều hẳn là nhận luật pháp chế tài thân chẳng qua các ngươi có thừa nhận hay không cũng bó tay trái phải ta đã sai người đi tri phủ nha môn báo án ai đúng ai sai tự có nha môn đến phán quyết nên chúng ta định tây hầu phủ phụ trách tưởng dục định không trốn tránh thật sao không lời nào để nói người ta tưởng dục đều phái người đi nha môn, động tác này đều làm ra tới, bọn hắn vừa rồi đối tưởng dục chất vấn cùng trách cứ hoàn toàn chính xác không nên. Từ đình diệp cùng gừng phúc sinh hai người kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cái khác mấy cái chất vấn dục ca nhi học sinh cũng là mặt đau không ngớt, những cái kia chất vấn giống như bàn tay, một hạ hạ phiến đến chính bọn hắn trên mặt. Thương Lan tiên sinh hỏi từ đình diệp cùng gừng phúc sinh hai người, tưởng dục nói thế nhưng là lời nói thật, không phải, vâng. Các tiên sinh gặp bọn họ như vậy, trong mắt nhau nhau lộ ra thần sắc thất vọng. Thương Lan tiên sinh nói, làm người cần gấp nhất chính là thành thật, đã các ngươi hai người là một lên, trong đó một người tất nhiên nói dối, vậy liền một lên phạt đi. Liền nói láo chuyện này, phạt các ngươi quét dọn tịnh phòng một tháng, không thể giả tay người khác, như bị lão phu biết có người giúp các ngươi làm việc, hoặc là các ngươi làm việc nhi không chăm chú, vậy các ngươi cũng không cần tại thanh sơn thư viện đợi từ đình diệp cùng gừng phúc sinh nghe lời này quả thực mặt như màu đất, quét dọn một tháng tịnh phòng, không được bị thúi chết a à, đóng lấy, thương lang tiên sinh lại nhìn về phía lên tiếng hát đệm mấy vị lớn tuổi học sinh, thở dài nói, tưởng dục nói rất đúng, học vấn có được hay không không có nghĩa là một người thông minh hay không, không có nghĩa là một người phẩm tính có được hay không, sự tình không chính mắt thấy nghe thấy, mà ước đoán nó có hay không, có thể ư. Không thể. Lão phu hy vọng các ngươi có thế ghi nhớ hôm nay chi giáo huấn. Về sau nếu có hạnh làm quan, ngàn vạn lần đừng có vào trước là chủ. Bảo sao hay vậy? Ngài không phải cũng một dạng a? Cũng không có mắt thấy nghe thấy, bằng cái gì liền kết luận định Tây hầu phủ người đánh người một định liền có hiểu lầm rồi. Dựa vào cái gì liền kết luận định Tây hầu phủ không có dung túng nô bộc hành hung. Rõ ràng như vậy tiêu chuẩn kép sao? Nói, nhã rảnh về nhã rảnh mấy vị học sinh xấu hổ cúi đầu chắp tay, học sinh ghi nhớ sơn trưởng dạy bảo, dù sao người ta tưởng dục người đều đi nha môn báo án, nói rõ người ta tưởng dục nội tâm bằng phẳng. Thương Lan tiên sinh nói, các ngươi cũng phạt quét dọn một tháng tịnh phòng, cùng bọn hắn một lên, mình thương lượng làm sao chia công, nếu là không sạch sẽ, liền một lên gánh chịu trách nhiệm, mấy vị học sinh vội vàng không người đáp ứng. Sau đó cùng nhau cùng dục ca mới nói xin lỗi. Dục Ca Nhi cũng chắp tay đáp lễ, các sư huynh chỉ là nghĩ giữ gìn thư viện đồng môn không nhận khi dễ, dục mười phần kính để các sư huynh giữ gìn đồng môn chi tâm. A nha, tiểu sư đệ như thế một nói, bọn hắn liền càng xấu hổ. Tốt, các ngươi nói định Tây Hầu phủ người tại ẩu đã thư viện học sinh, ở nơi nào ẩu đã? Dẫn đường đi, tất cả mọi người đi theo nhìn xem. Thương Lan tiên sinh đối từ Đình Diệp cùng Gừng Phúc Sinh nói, từ Đình Diệp cùng Gừng Phúc Sinh mắt trợn tròn, sơn trưởng ngươi làm sao không ngăn cản tưởng dục đi nha môn báo án A, à. bất kể nói thế nào, nhà bọn hắn bây giờ còn chưa đổ đâu, vẫn là hầu phủ đâu, gừng phúc sinh nói những lời kia các bạn cùng học đều nghe thấy, gừng phúc sinh nắm chặt đi, tất nhiên là sẽ đem bọn hắn những người này nói riêng một chút cho bàn giao ra tới, bọn hắn cái này trong đoàn thể nhỏ, liền không có không chế dễ tưởng dục, không có không chờ nhìn tưởng dục trò cười người. Từ đình diệp vội vàng thẩn cầu thương lan tiên sinh, sơn trưởng, mặc kệ là đánh người vẫn là khác, đều là thư viện nội bộ sự tình, đệ tử khẩn cầu sơn trưởng tại thư viện nội bộ giải quyết là được, thật nháo đến nha môn đi, chúng ta thanh sơn thư viện thanh danh cùng định Tây Hầu Phủ thanh danh liền không gánh nổi, thương lan tiên sinh, thanh danh là vật ngoài thân, người chỉ cần hành xử có nguyên tắc, thì sợ gì người bên ngoài ngôn ngữ, thân chính không sợ ảnh nghiêng, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, ở thông suốt. Xong con B từ đình diệp chỉ có thể kiên trì đối dục ca mới nói thế tử thật xin lỗi chúng ta không nên đối với ngài bất kính nói xong hắn giật giật gừng phúc sinh tay áo gừng phúc sinh bất đắc dĩ xin lỗi thế tử ta sai còn mời ngài đại nhân có đại lượng tha thứ ta đi ta về sau cũng không dám lại nói lung tung thương lan tiên sinh một nghe liền cho mày hắn hỏi ở đây học sinh các ngươi đến nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra đám học sinh không dám giấu giếm liền 151 thập tướng bọn hắn nghe được nói ra, thương lan tiên sinh lập tức liền đen mặt, hắn đối gần phúc sinh nói, từ giờ trở đi, ngươi cũng không phải là thanh sơn thư viện học sinh, để người nhà của ngươi đến, ngươi giáo buộc viết thư viện sẽ một cái tiền đồng không ít trả lại cho ngươi, bất công nhi, chính là như thế trắng trợn bất công nhi, chương 635, nhưng thương lan tiên sinh bất công nhi còn lệch phải người khác không lời nói dù sao người ta tưởng dục nói chuyện hành động thật là một một chút mau bệnh đều tìm không ra đến, ngươi nhục mạ người ta, người ta muốn đi nha môn tố cáo, ngươi nói người ta không niệm đồng môn tình nghĩa, nói người ta không để ý thư viện thanh danh, lúc này ngươi la hét nói người ta người trong nhà ẩu đã học sinh, người ta cũng là báo nha môn, một phó chỉ cần là người nhà của ta sai, ta liền nhận nợ thái độ, ai có thể lấy ra sai đến từ đình diệp cùng gừng phúc sinh chỉ có thể mang đám người đi tìm những cái kia bị đánh học sinh lưu cầm vẫn còn trước mặt nàng nằm vật xuống chồng người đều là thanh sơn thư viện học sinh tất cả đều là đưa tiền tiến đến ban phổ thông học sinh lưu cầm thanh sơn thư viện đều biết đích thật là hầu phủ người cái này hổ nha đầu bình thường đần độn vui tươi hớn hở bọn hắn cũng biết nàng mỗi ngày ngâm mình ở trong quân cùng các binh sĩ đánh nhau nhưng chưa hề gặp nàng đánh qua học sinh lưu cầm đứng bên người một cái trên mặt mang nước mắt tiểu nha đầu cô nương này đám người cũng đều nhận biết là tưởng dục long phượng thai muội muội tiểu cô nương tội nghiệp một nhìn thấy dục ca nhi liền tiến lên ngao ngao khóc chỉ vào trên mặt đất kêu trên đám người tố cáo ca ca bọn hắn khi dễ người bị khai trừ gần phút sinh vốn chính là một bụng lửa cái này tưởng dục nhất định phải cùng hắn không qua được lại để người đi báo án nhà hắn có tiền hắn tin tưởng trong nhà có thể sử dụng tiền giúp hắn giải quyết, thế nhưng là quay đầu cha hắn phải đánh chết hắn. Còn có, hắn mất mặt a. À. Thế là, lên cơn giận dữ gần phút sinh dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, hắn chỉ vào trên mặt đất kêu trên các bạn cùng học nói, người sáng suốt một nhìn liền biết là ai bị bắt nạt, cô nương ngươi thật sự coi chính mình khóc hai tiếng nhi mọi người liền tin tưởng ngươi rồi. Đám người nhìn một chút Lưu Cầm, nhìn một chút đầy đất kêu trên học sinh vô ý thức cảm thấy thật gừng phúc sinh nói đúng các tiên sinh cũng cho rằng như vậy nhưng là có tưởng dục lúc trước một lời nói lúc này không ai lên tiếng hát đệm bọn hắn còn không có hiểu rõ xong tiền căn hậu quả đâu thân đám người nhìn về phía thương lan tiên sinh chờ thương lan tiên sinh nói câu công đạo hoặc là đi hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra thương lan tiên sinh quả nhiên đi hướng xu nhi từ trong ngực móc ra khăn đưa cho nàng lão phu khăn là sạch sẽ chưa dùng qua tưởng cô nương lau lau nước mắt đi, đừng khóc, sơn trưởng cho ngươi làm chủ, đám người, đã nói xong không thể vào trước là chủ đâu. Tiên sinh ngài cái này thái độ chính là đã nhận định là bị đánh học sinh khi dễ tiểu cô nương A, à. tiểu cô nương nước mắt quả nhiên sau một giúp ăn chơi thiếu gia đau đến qua A à gọi có hiệu quả, không có người kháng nghị, cho giá cao tiếng thư viện đám học sinh cũng không dám kháng nghị, mà thư viện chính trực các sư huynh bị dục ca nhi giáo dục mấy phen về sau, Lúc này cùng cư miệng Hồ Lô một dạng không dám lên tiếng, sợ há mồm nói ra lời gì đến, lại bị tưởng dục trích dẫn kinh điển một bỗng nhiên phun, sư đệ thật đáng sợ, trân quý sinh mệnh, trời xa sư đệ, gần phúc sinh không nghĩ tới vậy mà không có người giúp hắn nói chuyện, chẳng lẽ bọn hắn mắt mù sao, không nhìn thấy ai đứng ai nằm a, à? còn có Thanh Sơn thư viện sơn trưởng, thanh danh của hắn là giả a, lão đầu này bất công tử đều khắc vào trên mặt cái gì rắm thúi không sợ quyền quý, thanh cao chính trực, còn không phải đang ra sức quỳ, liếm, quyền quý, hừ, chờ định Tây Hầu suy sụp, nhìn hắn cái này sơn trưởng sắc mặt lại là cái gì bộ dáng, lúc này phụ thuộc định Tây Hầu, đến lúc đó liên lụy đến hắn, liên lụy đến thanh sơn thư viện liền thật là được không bù mất, có lão đầu tử hối hận thời điểm, gừng phúc sinh nghĩ như thế nào không có người để ý. Lưu cầm lúc này tấn 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 chạy tới, hầm hừ oán trách thương lan tiên sinh lão tiên sinh các ngươi đây là chiêu cái gì học sinh thật là không chống đánh thương lan tiên sinh cười hít mắt nói lưu cô nương nói đúng lắm quay đầu mỗi ngày gia tăng nửa canh giờ võ nghệ chương trình học đám người đồng loạt nhìn về phía thương lan tiên sinh đây là thương lan tiên sinh a chẳng lẽ bị cái gì tinh quái quỷ thần phụ thể rồi cô nương này như thế muốn ăn đòn hắn cũng không tức giận không tức giận không nói còn muốn gia tăng mọi người võ nghệ giờ dạy học các học sinh thật trên mặt kinh ngạc cùng không hiểu thương lan tiên sinh tự nhiên không có xem nhẹ hắn nói lưu cô nương nói rất đúng thể chất của các ngươi đích thật là có chút yếu các ngươi đọc sách mặc kệ là vì nghiên cứu học vấn vẫn là vì xuất sĩ lại hoặc là vì khác mặc kệ là vì cái gì mặc kệ tương lai các ngươi muốn làm chuyện gì có một cái cường kiện thể phách rất là trọng yếu các ngươi đều biết phu nhân của ta phạm thị tại viết thư nhưng thân thể của nàng rất kém cỏi đã từng ta cùng nàng đều rất lo lắng, sách còn không có xây xong, nàng người lại chịu không được. Một người sống 70 tuổi có thể làm sự tình, cùng chỉ sống 23-10 tuổi làm sự tình là không một dạng. Lại có, khoa cử một đồ 10 phần vất vả, tương lai các ngươi muốn vào kinh đi thi, đường xá xa xôi, nếu là thân thể không tốt, như thế nào nhận được đi đường mệt mỏi, nếu là thân thể không tốt, lại như thế nào có thể chịu qua được cuộc thi, phải biết hàng năm thi hội đều sẽ chết mấy cái chết rồi nhiều năm như vậy sách chẳng phải bạch đọc đồng thời đi thi trên đường như gặp được đạo tặc làm sao bây giờ tay trói gà không chặt cùng mình người mang võ nghệ cái nào muốn bảo hiểm một chút thậm chí ngươi coi như võ nghệ không tốt nhưng thân thể chống đánh có phải là cũng có thể tránh thoát một cước, lại có tuy cầu học vấn không thể đóng cửa làm xe tốt nhất còn phải ra ngoài đi một chút đi du học thân thể không tốt có thể làm kéo nhiều như vậy, chính là tại che giấu hắn thiên vị, cùng vì một một lát nha môn người tới làm nền. Lão tiên sinh tâm nhãn tử đã triệt để bị dục ca nhi mang lệch ra, lại đã lệch ra phải không biên giới nhi. Thương Lan tiên sinh lưu loát một lời nói, lập tức bỏ đi đám học sinh trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Sơn trưởng nói đúng, sơn trưởng suy nghĩ quá chu toàn. Có tiên sinh nói, các ngươi thật là hạnh phúc, nhớ ngày đó lão phu tham gia thi huyện thời điểm liền bị cướp, lúc ấy chân bị đánh gãy may mắn về sau chân tiếp hảo về sau không có què không phải lão phu liền vô duyên khoa cử nhưng cho dù là dạng này vẫn như cũ chậm trễ ba năm thời gian lão phu trẻ tuổi cầu học thời điểm thư viện nơi nào có võ nghệ tiên sinh cũng chính là nhà có tiền khả năng mời được võ sư người bình thường hài tử đi thi chỉ có thể dựa vào vận khí chúng ta thư viện võ nghệ tiên sinh là định tây hầu vợ chồng cho mời chúng ta thư viện học sinh sinh bệnh đi quân doanh y quán xem bệnh xem bệnh phí cũng là toàn miễn chính là lấy thuốc giá tiền cũng rất thấp đây là định tây hầu phu nhân cho mọi người tranh thủ định tây hầu vợ chồng đối thanh sơn thư viện có ân đối thư viện học sinh cũng là có ân đám học sinh đặc biệt là bần hàng đám học sinh một nghỉ thật đúng là dạng này khó trách tiên sinh muốn thiên vị tiểu cô nương bởi vì thư viện thiếu người ta định tây hầu vợ chồng đại nhân tình a mà lại tiểu cô nương đáng yêu như thế khóc đến như vậy đáng thương cho dù ai nhìn đều sẽ mềm lòng a à, bọn hắn sơn trưởng hống một hống không có mau bệnh a à, mọi người nghĩ rõ ràng đã cảm thấy từ đình diệp cùng gừng phúc sinh khó xử định tây hầu thế tử nói loại kia lời khó nghe thật là đáng ghét đám người này là người nhà có tiền đám này sinh bệnh không lo xem bệnh không biết võ nghệ trong nhà sẽ cho mời hộ vệ nhưng bọn hắn đâu cơ hồ là từng cái nhà nghèo toàn bộ nhờ sơn trưởng thu lưu, trước kia Thanh Sơn thư viện là sơn trưởng một người nuôi, bây giờ xuống núi, có người giúp đỡ một đêm sơn trưởng, đồng thời còn giúp đỡ bọn hắn, bọn hắn sao có thể không cảm ơn, đặc biệt là lúc trước hát đệm qua mấy cái học sinh, bị tiên sinh chỉ ra trợn nhìn cái này một điểm, xấu hổ đến hận không thể lập tức cho dục ca nhi chịu đòn nhận tội, một giúp bị đánh răng rơi đầy đất 23 đại môn, các ngươi dạng này thật được chứ? Người bị hại bày ở trước mắt các ngươi A, à, lòng của các ngươi liền bị sơn trưởng tập thể mang lệch rồi. Chương 636, Tạo áp lực, khi biết tưởng dục vậy mà mình phái người đi báo quan về sau, nằm trên mặt đất kêu trên những người kia chịu đựng đau trao đổi hạ ánh mắt, tưởng dục tốt xuẩn A. À, hắn vậy mà đi báo án, loại chuyện này nói rõ giải quyết riêng A, à. bọn hắn bị đánh không có những người khác ở đây, đến lúc đó nói thế nào còn không phải bọn hắn định đoạt, đám người này không ngốc chính là vì mình, cũng sẽ một gây nên đẩy ra phía ngoài trút trách nhiệm đảm nhiệm. Su Nhi treo nước mắt hạt châu, vô luận thương lan tiên sinh làm sao hống, nàng cũng không nhiều lời, chỉ ủy khuất ba ba rơi kim hạt đậu. Thấy nha, liền nằm trên mặt đất những cái kia học sinh đều cảm thấy là bọn hắn khi dễ người, hoàn toàn quên tiểu cô nương này bốn hạ không người lúc là cỡ nào ác độc. Phi, không muốn mặt, tại nha môn người tới trước đó, dục ca nhi cũng không nhiều lời cái gì nên nói hắn đã nói, không nghĩ lại một lần nữa, chẳng qua dục ca nhi phái người đi nhất chút cái ghế đến cho thư viện các tiên sinh ngồi, cử động lần này lại để cho không ít học sinh xấu hổ, các lão tiên sinh lớn tuổi, lâu đứng rất mệt mỏi nha. Người nói các ngươi, học vấn so ra kém người ta tưởng dục, thân thế so ra kém người ta tưởng dục, liền làm người đều so ra kém người ta tưởng dục, ngó ngó người ta linh tính sức lực, bọn hắn làm sao liền nghĩ không đến đâu các tiên sinh cũng là cảm thấy như vậy, trong lòng nhao nhao cảm thán. khó trách sơn trưởng nghĩ thu tưởng dục làm đệ tử thân truyền, những ngày này tiếp xúc xuống tới, bọn hắn cũng muốn a. À. đợi đến trì tri phủ mang theo người mênh mông cùng cuộn đến, dục ca nhi mới đưa gừng phúc sinh sự tình còn nói lượt, gừng phúc sinh ngôn từ ở đây các sư huynh đều là hôn lỗ tai nghe được, trì tri phủ thật sự là không rõ, những thương nhân này làm sao cứ như vậy cuồng vọng. Một cái hắn hai anh em vợ một cái chính là trước mắt gừng phúc sinh, gừng phúc sinh cha hắn là nhận biết, sắc vách phủ thành một tên đại thương nhân, thế tử yên tâm, bản quan một định theo luật nghiêm trị, dục ca nhi lắc đầu, gừng phúc sinh còn tưởng rằng dục ca nhi muốn thả hắn một ngựa, nhưng mà không chờ hắn nụ cười bò lên trên gương mặt, liền nghe tưởng dục nói, trì đại nhân, ta báo án mục đích cũng không phải là nghiêm trị gừng phúc sinh. Mà là muốn biết gần phúc sinh là từ chỗ nào biết được chúng ta hầu phủ liền phải xong đời tin tức vì sao thánh chỉ không sai chưa tới, triều đình văn thư chưa tới, công báo chưa tới, tin tức này liền bị hắn biết, gừng phúc sinh trong nhà chẳng lẽ là nước khác xếp vào đến mật thám, cùng kinh thành một ít quan viên có chút cấu kết, cho nên có thế sớm biết chúng ta đại chu bãi miễn, trị tội hầu tước chuyện lớn như vậy, trì tri phủ phía sau mồ hôi lạnh ra tới, cảm giác này hắn tại văn hội thời điểm liền trải qua lượt, lúc này lại tới, đám này xong đời đồ chơi chẳng lẽ chưa từng nghe qua định Tây Hầu Thế Tử Phong Bình sao, gây ai không tốt, diệt hết chọc hắn, liền xem như định Tây Hầu bị phá đổ, ngươi không thể đi bỏ đá xuống giếng sao, ngươi tại người ta còn tại nhảy nhót thời điểm nhảy ra, như thế đầu sắc cha ngươi có biết không, ờ, cha hắn khẳng định cũng đầu sắc, bằng không thì cũng nuôi không ra như thế xuẩn nhi tử tới, ngươi nói bậy tám nói, nhà chúng ta mới không phải mật thám đâu gừng phúc sinh không nghĩ tới tưởng dục như vậy tàn nhẫn, đi lên liền cho hắn trừ mật thám mũ. Lưu cầm chỉ vào nổi giận gừng phúc sinh hỏi Su Nhi, hắn có phải hay không là liền gọi đầu óc xấu hổ người biến chọi gà. Su Nhi gật đầu, nước mắt Nhi theo nàng đầu lắc lư rơi xuống, đúng, thẹn quá hóa giận, đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó đều không có đình chỉ, che miệng nhún vai. Lưu cầm thấy mọi người nhún vai, liền cười lên ha hả, Su Nhi ngươi nhìn, bọn hắn giống như con cóc, đám người, lúc này đến phiên thương lan tiên sinh bọn người cười, nước mắt đều bật cười, béo nha đầu hẳn là cảm thấy bọn hắn nhúng vai dáng vẻ giống như là cóc bong bóng, nhưng bọn hắn cảm thấy đây là chó ngáp phải rồi, không phải là không phân, bị ba ba đánh mặt, cũng không tựa như con cóc, con cóc, nói mò, ta muốn cáo ngươi phỉ bán. Ta lại không có không phải là không phân, đợi mọi người cười đủ rồi, dục ca nhi cũng không có phản ứng gần phúc sinh hắn đối trì tri phủ chắp tay mười phần nghiêm túc nghiêm túc nói trì đại nhân dục chỉ là hoài nghi về phần bọn hắn có phải là mật thám hoặc là có biết hay không mật thám cái này làm phiền đại nhân thật tốt ra một ra đại nhân ngài là đằng sau đến bình thành không có trải qua bình thành chiến hỏa không biết mật thám có bao nhiêu đáng ghét bọn hắn điều tra bình thành các loại tin tức bán cho yến nhân dẫn đến yến nhân một nhiều lần thuận lợi xuôi nam cướp bóc để bình thành bách tính tử thương vô số ngay tại ba năm trước trong quân mật thám còn ý đồ mở cửa thành ra thả yến quân vào thành nếu không phải thành quốc công đem cái kia mật thám bắt tới yến quân vào thành hậu quả khó mà lường được nói không chừng yến quân sẽ một đường nhắm thẳng vào kinh thành tưởng dục là võ tướng nghi tử đối mật thám căm thù đến tận xương tủy cũng mẫn cảm chút nhưng là dục cho rằng loại sự tình này vẫn là cẩn thận vi thượng nhiều kiểm số nhi so thiếu kiểm số nhi tốt trì đại nhân ngài nói có đúng hay không tưởng thiệu kéo tới chiến tranh bên trên bình thành bản địa đám học sinh đều cảm thấy như bản thân giống vậy đồng thời bị kéo vào sợ hãi không chịu nổi trong hồi ức bình thành bách tính khổ chiến tranh lâu vậy nói đến yến quốc đầu hàng năm thành trả lại bình thành cũng vừa thái bình hai năm mà thôi thế tử nói đúng tra một hạ mà thôi thế tử chỉ là hoài nghi cũng không phải cho ngươi định tội, trừ phi là chính ngươi chột dạ, không phải làm sao lại thẹn quá hóa giận, thân chính không sợ bóng nghiêng, nhà các ngươi nếu không phải mật thám, không ai có thể oan uổng ngươi, đám học sinh nhao nhao mở miệng phụ họa, giúp đỡ dục ca nhi của trách gừng phúc sinh, gừng phúc sinh hối hận, hối hận mình không che đậy miệng, hắn cũng còn sợ hãi, lôi kéo qua từ đình diệp liền nói, ta là nghe hắn nói, từ đình diệp ánh mắt của mọi người đều xoát xoát nhìn về phía từ đình diệp, từ đình diệp bóc chết tại gừng phúc sinh tâm đều có, hắn rõ ràng dặn dò qua gừng phúc sinh, không cho phép nói cho người khác biết, gừng phúc sinh đáp ứng thật tốt, kết quả không nhưng khi lấy người ta tưởng dục mặt nhi rống lên, hiện tại quay đầu liền bán hắn, không phải liền là bán đồng đội sao, hắn cũng biết, đại nhân, ta cũng là nghe đồng môn nói. Từ đình diệp vội vàng chạy đến bị đánh đám người kia bên người, từ giữa đầu kéo ra một người đến đại nhân ta là nghe vương bạn lương nói ông bụng vương bạn lương nhảy dựng lên liền mắng tốt ngươi cái từ đình huy ngươi không phải đáp ứng ta ai cũng không nói a à. từ đình huy đại nghĩa lẫm nhiên nói phủ tôn đại nhân ở đây có khả năng liên lụy đến mật thám ta làm sao có thể giấu giếm ngươi như vậy buồn bực xấu hổ chẳng lẽ nhà ngươi là mật thám vương bạn lương nghẹn lại nhà hắn tất nhiên không thể là mật thám a à thế là không chút nghĩ ngợi liền đem nhà trên khai ra đến, cứ như vậy có một cái cắn một cái, cắn xuyên, cuối cùng dừng lại tại tàu đông sáng trên thân, tàu đông sáng toàn thân đau đến liệt. Lúc này lại gặp tinh thần công kích, hắn một xem liền dọa sợ, qua một âm thanh khóc lên, ta là nghe ta cha nói, cha ta đi cùng đông nhị gia uống rượu uống say về nhà nói, nói đông nhị gia nói. Đại trưởng công chúa rất thù hận định Tây Hầu không nghe lời, cản hắn tài lộ muốn để định Tây Hầu mất chức ném tước vị bỏ mệnh, ở thông suốt, trì tri phủ mắt trợn tròn, chuyển vòng như vậy mà quấn trở lại hắn nhị cửu ca trên người, cái này không bớt lo đồ chơi, hiện tại làm thế nào, thương lan tiên sinh bọn người đồng loạt nhìn về phía hắn, thương lan tiên sinh càng là kéo dài thanh âm, ý tứ sâu xa nói, trì tri phủ, vụ án này, lão phu sẽ nhìn chầm chầm ngài làm. Nếu là ngài có chỗ khó, lão phu không ngại cho kinh thành mấy cái lão hữu viết viết thư, chương 637, trọng lượng cấp chứng nhân, thương lan tiên sinh nói như vậy, trì tri phủ chính là nghĩ làm việc thiên tư cũng không được, trì tri phủ vội vàng nói, tiên sinh yên tâm, bản quan một định theo lễ công bằng làm án này, người tới, trước hết để cho bọn hắn tại khẩu cung bên trên ký tên đồng ý, lại đem gừng phúc sinh cùng tàu đông sáng mang về phủ nha, chậm đã. Dục ca nhi đứng dậy, hắn lại lần nữa hướng trì tri phủ chấp tay, tri phủ đại nhân, từ đình diệp cùng gừng phúc sinh nói lưu cầm vô duyên vô cớ đánh bọn hắn đồng môn. Thanh Sơn thư viện học sinh không thể vô duyên vô cớ thụ khi dễ, dù là khi dễ bọn hắn người là hầu phủ cũng không được, còn mời tri phủ đại nhân thẩm vấn một phiên, vì bọn họ làm chủ. Lưu cầm nghe dục ca nhi nói xong cũng ồn ào, a à dục, ta không có vô duyên vô cớ ẩu đã bọn hắn ta là nghe thấy bọn hắn nói hầu gia cùng ngươi còn có xu nhi nói xấu cho nên mới động thủ bọn hắn không khỏi đánh ta đều không chút dùng sức khí bọn hắn liền nằm trên mặt đất xu nhi ngăn đón ta không để ta tiếp tục đánh không phải ta khẳng định đánh cho bọn hắn răng rơi sạch ánh sáng lưu cầm nói như vậy lại thành công đem tất cả làm cười cô nương này cũng quá khờ đi nàng nói như vậy liền trực tiếp thừa nhận nàng đánh người a trì tri phủ hỏi bị đòn đám người đám người cùng nhau lắc đầu chúng ta chưa hề nói định tây hầu phủ bất luận cái gì một người nói xấu là vị cô nương này lao ra liền không phân tốt xấu đánh người đại nhân chúng ta đều thụ thương ta cảm thấy ta xương sườn đoạn mất ta cảm thấy xương đùi của ta đoạn mất xương tay của ta khẳng định đoạn mất đau quá a à. đám người rối rít nói ồn ào xong về sau cầm đầu học sinh nói chẳng qua vị cô nương này nhìn giống như đầu óc không hiệu nghiệm chúng ta cũng không thể cùng với nàng một so đo, liền tha thứ nàng, nàng đánh người sự tình không cho truy cứu, đúng, chúng ta không cùng nữ tử một so đo, chớ nói chi là đầu óc có bệnh, lưu cầm tức điên, nàng dơ nắm đấm liền hướng trong đám người xông, nói nàng đầu óc có bệnh bị nàng trước mặt mọi người rút bàn tay, các ngươi mới đầu óc có bệnh, cả nhà các ngươi đầu óc có bệnh, khúc xong mấy người kia mặt lập tức sưng lên. Giống tế tự trên bàn trưng bày đầu heo cầm nhi tỷ tỷ dừng tay, mau trở lại. Dục ca nhi chờ lưu cầm đánh xong mới mở miệng hô ngừng, lưu cầm ngoan ngoãn trở về đứng tại su nhi bên người. Dục ca nhi hướng mọi người nói, lưu cầm làm người trí thuần trí thiện, nhưng nàng trí lực không có vấn đề, nàng không ngốc, cho nên mời các ngươi tôn trọng một hạ nàng, tôn trọng người khác, cũng là tôn trọng mình. Nói xong, dục ca nhi đối tri phủ nói, đại nhân, vừa rồi lưu cầm không nên đánh người, nhưng cũng là bọn hắn khiêu khích vũ nhục trước đây đối phương trước miệng thiếu chỉ cần không có đã thương đánh chết đánh cũng là bạch đánh chẳng qua lưu cầm hoàn toàn chính xác đánh bọn hắn dẫn đến gương mặt của bọn hắn sưng cũng kèm thêm máu ứ động bọn hắn tiền thuốc men hầu phủ ra phách lối quả thực quá phách lối mấu chốt là người ta còn phách lối phải có lý có theo ngươi có thế sao về phần tha thứ định tây hầu phủ người không cần bọn hắn tha thứ đánh người sự tình, còn mời đại nhân theo nếp theo lễ công bằng xử lý, vô luận kết quả xử lý như thế nào, Định Tây hầu phủ đều sẽ tiếp nhận. Bị đánh lòng người nghĩ tưởng dục có phải là không kịp chờ đợi nghĩ hất ra lưu cầm cái này vướng víu. Dù sao hầu phủ lúc này không giống ngày xưa, nông thôn đần độn là nghèo thân thích khả năng sớm đã bị hầu phủ ghét bỏ, chỉ là lời này cô nương ngốc, không nhìn ra, khẳng định là như vậy, không phải bọn hắn đều cho tưởng dục bật thang dưới hắn vì sao không hạ giảng đạo lý nếu không phải gần phút sinh phạm xuẩn bọn hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền nhả ra không truy cứu dù sao bất kể như thế nào bọn hắn đều là sẽ không thừa nhận nói không nên nói nhưng mà bọn hắn quên bọn hắn lúc trước ngươi cắn ta ta cắn ngươi tới cuối cùng một cái bị cắn người sẽ còn bị mang về nha môn tào đông sáng không đợi tri phủ đại nhân lên tiếng liền bán đồng đội đại nhân học sinh có thể làm chứng Lưu cầm cô nương chính là nghe thấy mọi người chúng ta nhục mạ định Tây Hầu, nhục mạ nàng mới động thủ, tào đông sáng ngươi điên rồi. Đám người quả thực không thể tin vào tai của mình, gia hỏa này chính là một đầu heo đi, sao có thể như vậy ngu, trực tiếp liền thừa nhận rồi, bọn hắn quên, lúc trước lẫn nhau ở giữa cắn thời điểm, đã thừa nhận nói rất nhiều chửi bới định Tây Hầu một người nhà, tào đông sáng ngươi muốn chết đừng lôi kéo tất cả mọi người, đúng đấy, nói xấu là ngươi nói, cũng không phải chúng ta nói, các ngươi nói láo. Lưu cầm rống to, nàng giọng nhi thực sự là quá lớn, thanh âm như hồng chung, đem tất cả lỗ tai đều chấn đến, hiện trường lập tức yên tĩnh im ắng, là thời điểm để Su Nhi biểu diễn, Lưu cầm cùng dục ca nhi nhường ra đường đi, Su Nhi đi đến trì tri phủ trước mặt, hướng hắn sau khi hành lễ một từng cái chỉ vào đám người kia nói, tri phủ đại nhân, cái này học sinh nguyên thoại là định tây hầu một gia đình chính là đám dân quê không ra gì sau lưng không có chỗ dựa suy sụp là chuyện sớm hay muộn lệch hắn còn thật quá ngu xuẩn dám cản đại trưởng công chúa đường cái này học sinh nguyên thoại là mập bà chúng ta mắng thì đã có sao ngươi cái lại xuẩn lại mập heo ta trông thấy ngươi liền buồn nôn bữa cơm đêm qua đều hơi kém phun ra còn có hắn hắn là nói như vậy tiểu cô nương này ngược lại là dáng dấp đẹp mắt tương lai khẳng định là cái mỹ nhân phôi, chỉ tiếc định Tây Hầu không may về sau, nàng có thể sẽ bị bán vào giáo ti phường. Xu Nhi từ một từng cái học sinh bên người đi qua, đem bọn hắn tất cả mọi người đã nói đều thuộc lại lượt, một cái chữ Nhi đều không kém, tào đông sáng vai phụ, đúng đúng đúng, bọn hắn chính là nói như thế, đám người nơi nào chịu nhận, nhao nhao giảo biện, nói Xu Nhi là tại nói bậy tám nói, loạn biên. Tào Đông Sáng hận mọi người đem hắn khai ra, là mượn cơ hội báo thù. Dù sao không có chứng nhận, cắn chết không nhận bọn hắn liền thắng. Trì tri phủ nói, đã đôi bên các chấp một từ, đồng thời không có nhân chứng khác, vậy liền đều hướng nha môn đi một lội đi. Ai nói không có người chứng, trần hành viễn dẫn người đi đi qua, một người đi đường đi được mạnh mẽ như gió, khí thế nghiền ép toàn trường. Trì tri phủ bọn người vội vàng cùng hắn hành lễ, nhưng Trần Hành Viễn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt, đường kính đi đến thương lan tiên sinh bọn người trước mặt, cùng các tiên sinh làm lễ. Hơi hàng huyên hai câu về sau, Trần Hành Viễn mới xoay người lại nhìn về phía trì tri phủ, hắn chỉ chỉ mình cùng sau lưng các tướng sĩ, Xu Nhi nói là tình hình thực tế, chúng ta đều là nhân chứng. Lúc ấy chúng ta ngay tại chỗ kia doanh địa ngay tại chỗ nghỉ ngơi, vừa vặn từ đầu tới đuôi nghe cái toàn, có Trần Hành Viễn cái này thành quốc công thế tử, từ hai phẩm đại tướng quân làm chứng, bị đánh đám học sinh liền triệt để mắt trợn tròn. Xong, xong xong xong, cái này giảo biện không được, mấu chốt là, bọn hắn rơi mũ bên trong đi, ngõ nhỏ hai bên nhi trong viện đã sớm mai phục bên trên chuyên môn chờ bọn hắn A, đám người hoảng sợ nhìn về phía tưởng dục, tưởng dục trên mặt vẫn là treo bọn hắn quen thuộc ôm nhuận nụ cười, nhưng ánh mắt kia lạnh lùng phải dọa người, tưởng dục, trong bọn họ tưởng dục cái bẫy, đứa trẻ này nhi thật sự là thật đáng sợ hắn còn là người sao? Trì tri phủ hạ lệnh đem bọn hắn toàn bộ mang đi, dục ca nhi nhắc nhở trì tri phủ, ngài vẫn là phái người đi trong thành mời cái đại phu đến giúp bọn hắn kiểm tra một hạ thân thể, xem bọn hắn bị thương có phải là như bọn hắn nói như vậy nghiêm trọng, nếu như là, tiền thuốc men chúng ta định tây hầu phủ bồi, nếu như không phải, bọn hắn chính là vu cáo, tăng thêm bọn hắn lúc trước đối lưu cầm cùng tưởng xu ô ngôn uế ngữ, Đối với các nàng tạo thành trên tinh thần cùng tâm hồn tổn thương, nên bọn hắn bồi thường tiền, nương nói qua, cái này gọi tổn thất tinh thần phí, phải hướng cao muốn, còn lớn mật hơn muốn, công phu sư tử ngoạn mới là thông thường thao tác. Chương 638, bắt đi, toàn diện bắt đi. Quân y quán liền tại phụ cận, Dục ca nhi vì sao không để mời quân y quán đại phu mà là mời trong thành đại phu, chính là vì tránh hiềm nghi. Cái này để tránh ngại liền lại chậm trễ một chút công phu đến mức tụ tập đến xem náo nhiệt người càng đến càng nhiều trong quân doanh đám binh sĩ đến xem náo nhiệt nghe nói đám người này vậy mà tung tin đồn nhảm hãm hại định tây hầu nắm đấm liền cứng rắn nếu không phải có trần hành viễn ngăn đón đám này học sinh sẽ bị các binh sĩ cho tại chỗ đánh chết nhưng cho dù nắm đấm xuống dốc đến trên thân vẫn là đem bang phổ thông đám học sinh dọa cái quá sức một từng cái ánh mắt hung có phải hay không giống như là muốn đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi, quả thực, đại phu kiểm tra vòng, đối trì tri phủ nói, trừ trong đó ba người có bị thương ngoài da bên ngoài, những người khác không có thụ thương, liền máu ứ động cũng là không có, cái này ba người, chính là bị lưu cầm trước mặt mọi người đánh cho tê người đánh mặt người, văn thư đem đại phu ghi lại, đám người này liền mắt trợn tròn, không đúng, bọn hắn đau quá a. À. Trì tri phủ sắc mặt đặc biệt không dễ nhìn, hắn khiển trách, Trang tổn thương vu hãm, tội thêm một chờ. Đại nhân, chúng ta không có trang tổn thương a, chúng ta là thật đau. Cái này đại phu một nhất định là lang băm, không phải chính là bị người thu mua. Đại phu tức chết đều, hắn hừ lạnh nói, lão phu tại bình thành làm nghề y hơn 10 năm, đến người cảm tạ vô số, ngược lại là thứ nhất lần được xưng là lang băm. Các ngươi trên thân không có thương tổn chính là không có thương tổn, đổi bao nhiêu cái đại phu đến đều một dạng trì tri phủ sắc mặt càng là đen như đáy nồi, là hắn người đi mời đại phu, đám người này có ý tứ là hắn đang vu oan bọn hắn hãm hại bọn hắn, thật sự là lẽ nào lại như vậy, trì tri phủ vốn chính là một bụng lửa, những người này càng muốn lúc này đụng vào, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí, người tới, này hai người gào thét công đường, há mồm chính là vu hãm chi từ ngữ. Vả miệng hai mươi răng đe. Quan viên ở nơi nào phá án? nơi nào chính là công đường. Hai người này bị đánh thành mồm heo, một tấm miệng máu me nhầy nhụa. Bổ khoái nếu không phải cố kỵ bọn hắn đều là chút hai thay mặt ba thay mặt, thủ hạ lưu lại 78 phân tình, không phải có thể đem hai người bọn họ răng đều đánh rớt. Người bị trì tri phủ bắt đi, trước khi đi, trì tri phủ lại ba cùng dục ca nhi cùng thương lan tiên sinh bọn người cam đoan một định theo lẽ công bằng xử lý. Bọn hắn một đi, các binh sĩ liền hoang hô lên rất là làm ầm ĩ một một lát mới tán. Các tiên sinh cùng thương lan tiên sinh trở về thương lượng phải làm thế nào đối đãi những cái này bị bắt học sinh, thương lan tiên sinh nói thẳng, những người này đều mang tùy tùng, bọn hắn thuê lại tại thư viện lân cận nông gia bên trong, hiện tại phái người đi tìm, đem bọn hắn bị bắt tin tức, cùng vì sao bị bắt tin tức mang về, để bọn hắn trong nhà phái người đến đem người lĩnh trở về, từng. Thư viện ra cái báo cho văn thư đi, làm phiền chư vị đều viết một viết, một người viết một phong, viết xong liền dùng thư viện chương. Khai trừ cái này hơn 10 người là không cần lui buộc tu, bởi vì nhập học hiệp nghị bên trên viết rất rõ ràng, nếu là học sinh làm điều phi pháp, xúc phạm luật pháp một luật khai trừ, lại buộc tu không lùi. Nhập học hiệp nghị vẫn là Tôn Vân đề nghị Thương Lan Tiên sinh làm, dù sao hai thay mặt ba đại môn không tốt quản, nhất định phải nặng bao nhiêu ước thúc, Thương Lan Tiên sinh nghĩ hắn từ khi biết tôn tiên sinh về sau, người liền biến tục khí nữa nha. Ví dụ như hiện tại hắn nghĩ là, đem cái này hơn 10 người khai trừ về sau, có thể lại bổ hơn 10 người tiến thư viện, sau đó lại có mấy ngàn lượng bạc vào sổ, ân. Thanh Sơn thư viện mặt đất có, các tiên sinh nhau nhau đáp ứng, trở về viết văn thư, thương lan tiên sinh về nhà cùng phạm tiên sinh thương lượng, quyết định ngày thứ hai muốn mở đại hội chuyên môn nói một chút chuyện này, hắn thở dài, ta a à, trước kia còn là nghĩ đương nhiên cho rằng người chỉ cần đọc sách nhiều liền biết lễ liền có thể trở nên thông minh liền có thể càng trầm tĩnh ổn trọng một chút dù sao sách thánh hiền bên trên đạo lý gì đều có đáng tiếc ta sai trên sách có đạo lý là trên sách các học sinh học ghi nhớ cũng không biểu thị liền biến thành bọn hắn những hài tử này a à, còn cần ma luyện nói xong thương lan tiên sinh liền cùng phạm tiên sinh tự thuật phiên trước đó phát sinh sự tình phạm tiên sinh cười nói ta đạo chuyện gì long sinh chính tử đều có thể đều có khác biệt huống chi trong thư viện nhiều học sinh như vậy người a là muốn nhìn ngộ tính một thư viện học sinh có mấy cái không biết chuyện không phân không phải là rất bình thường cũng không phải tất cả mọi người bị nắm mũi dẫn đi đồng thời bọn hắn trải qua như thế một bị về sau sẽ nhớ kỹ người bên ngoài nói vạn lần không bằng bọn hắn tự mình trải qua một lượt thương lan tiên sinh rất tán thành gật gật đầu hắn lại nói dục ca nhi nói đúng chúng ta trong thư viện rất nhiều học sinh học vấn rất tốt có thể đem đến nếu là vì một phương phụ mẫu quan cũng không phải là bách tính chi phúc còn phải ngẫm lại biện pháp không thể để cho bọn hắn học vẹt đọc chết sách chờ bọn hắn thi đậu cử nhân liền để bọn hắn đi du học nhìn nhiều nhìn nhiều đi một chút sẽ tiến bộ phạm tiên sinh nói thương lan tiên sinh thở dài còn chưa đủ a à lão tiên sinh nhọc lòng cực kỳ ta muốn đợi tôn tiên sinh trở về tới cửa đi bái phỏng bái phỏng nàng thỉnh giáo một hạ nàng có cái gì ý kiến hay mắc hạ vấn đề là tưởng hầu đắc tội đại trưởng công chúa chúng ta phải nên làm như thế nào ngẫm lại biện pháp nhìn có thể hay không giúp hắn một đêm mặc dù lão phu không sợ làm sao đại trưởng công chúa thế nhưng là tiểu nhân khó phòng nàng muốn thật thẹn quá hóa giận trên triều đình chơi nán chân thật đúng là nói không chính xác hậu quả là cái gì. Phạm tiên sinh nghĩ nghĩ, ta một một lát liền đi cho kinh thành hai cái tỉ muội viết thư, nói cho các nàng biết chuyện này, mời các nàng ở kinh thành tuyên dương một phiên, liền nói đại trưởng công chúa người tại Bình Thành phát ngôn bừa bãi, nói Bình Thành quan viên lên tới định Tây Hầu, hạ đến huyện thừa, nhận đuổi đều là nàng một câu nói sự tình. Nói bình thành người bây giờ chỉ biết kinh thành có đại trưởng công chúa, không biết có hoàng đế, thương lan tiên sinh ngăn cản, không ổn, ngươi đưa cho ngươi tỉ muội viết thư, chỉ cần đem sự tình hôm nay thật lòng bẩm báo, về phần lời đồn đại, chúng ta mặc khác phái người đi kinh thành vụn trộm thu mua tên ăn mày rải. Phạm tiên sinh làm vẻ kinh ngạc, a à nha, ngươi là ai? Phu quân của ta làm người cương trực, không có khả năng dùng như thế bị ổi thủ đoạn, thương lan tiên sinh bị phạm tiên sinh chọc cười, hắn đưa tay điểm nhẹ phạm tiên sinh cái tráng, ngươi a, à ta tại trong lòng ngươi chính là như vậy loại người cổ hủ a à. trước kia chưa bao giờ dùng qua như vậy thủ đoạn không có nghĩa là ta sẽ không chẳng qua là không có người phối để ta phí sức như thế thôi giống định tây hầu vợ chồng dạng này người dùng cái gì thủ đoạn bảo vệ bọn hắn đều không quá đáng một cái tận tâm tận lực bảo vệ biên cương một cái tận tâm tận lực trị bệnh cứu người đều là đại năng đại hiền ai nói chỉ có học vấn người tốt mới có thể làm đại hiền Thương Lan Tiên Sinh cho rằng không phải, chân chính đại hiền cũng không phải là nhìn học vấn, mà là nhìn đối quốc gia, đối dân chúng cống hiến. Tưởng gia, dục ca nhi chuyên môn để người vào thành cho Lưu Cầm mua gà quay, hắn cùng Su Nhi đều tán dương Lưu Cầm biểu hiện được rất tuyệt, để nàng đánh người không lưu ngấn, nàng liền thật có thể làm được, quả thực quá tuyệt, nhìn xem Lưu Cầm vui vẻ gặm gà nướng, Su Nhi hỏi dục ca nhi, ca ca, bọn hắn nói đều là thật, vẫn là tin đồn thất thiệt. Dục ca nhi trong mắt nói, mặc kệ là thật hay giả, chúng ta cũng nên trước thu thập bọn hắn, cái khác chờ cha mẹ trở lại hẳn nói, ta tin tưởng nương, su nhi, ta cũng tin tưởng nương, trên đời này liền không có chuyện gì là nương không thể giải quyết, tưởng thiệu, cha đâu. Các ngươi quên còn có một cái cha cộc, chương 639, hoa ờ, thật nhiều oan đại đầu, tào đông sáng bọn người bị tóm chặt ngục giam, tất cả mọi người tại lẫn nhau oán trách chó cắn chó tại phòng giam bên trong liền đánh lên. Một thời gian nhà tù thật sự là náo nhiệt cực, tàu đông sáng bọn người bị bắt vào ngục giam, tất cả mọi người tại lẫn nhau oán trách, chó cắn chó tại phòng giam bên trong liền đánh lên. Một thời gian nhà tù thật sự là náo nhiệt cực, lông chó bay loạn bên trong tiếng kêu trên cùng tiếng chửi rủa có thể đem nhà tù nóc nhà cho vén, vẫn là ngục tốt cầm cây gậy gõ, bọn hắn mới yên tĩnh xuống yên tĩnh xuống về sau liền bỏ tiền mua được ngục tốt giúp bọn hắn thông báo người nhà lại tốn giá cao mua đệm chăn cái gì không phải bọn hắn thật không có cách nào khác đợi những ngục tốt cao hứng xấu phủ nha ngục giam vẫn là đầu một về trang nhiều như vậy hai thay mặt ba thay mặt một từng cái cầm tiền liền tụ tại một lên cầu nguyện cầu nguyện đám này hai thay mặt ba thay mặt có thế quan lâu một điểm có người thậm chí nói ra kiếm tiền đi hối lộ phía trên các đại nhân đem cái này bản án kéo lâu một điểm đang bị nhốt hai thay mặt ba đại môn cho là mình hoa tiền chính là đại gia, không nghĩ tới hoa tiền kết quả là ngục tốt phí tâm tư muốn để bọn hắn có thế quan lâu một điểm, tốt nhất là trung thân giam cầm. Trì tri phủ trở lại nha môn liền sai người đi bắt đông hiển quý, đông nhị gia lúc này ngay tại mở tiệc chiêu đãi trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bạn, được hoan nghênh tâm, uống đến vui vẻ, bởi vì hắn đánh lấy đại trưởng công chúa cờ hiệu, cho nên mọi người nhưng sức lực lấy lòng hắn đông nhị gia uống chút rượu, phiêu hốt phải không được. Lúc này cửa bao sương bỗng nhiên mở, đông nhị gia gã sai vặt gia đình cùng bổ đầu bọn bổ khoái một lên vào cửa. Đông nhị gia mất hướng nhìn xem bổ đầu, đây là trùng hợp gặp đến chào hỏi, cũng không nhìn một chút trường hợp, bọn hắn cũng còn mang theo đau đâu, rõ ràng là đang làm kém, ban sai thời điểm dẫn người tới đây. Không may, không biết còn tưởng rằng bọn hắn là đến bắt hắn, đông nhị gia chúng ta đại nhân mời ngài đi tri phủ nha môn một lội phúc đông nhị gia vừa uống vào miệng bên trong rượu liền phun tới thảo thật đúng là đến bắt hắn nếu là có sự thỉnh hắn phái chính là gã sai vặt hoặc là người hầu đông hiển quý quả thực không tin lỗ tai của mình hắn chất vấn bổ đầu các ngươi là điên rồi đi đến bắt ta có phải là ngẩn ngãn nghe lầm rồi bổ đầu bị trì tri phủ dặn đi dặn lại qua một nhất định phải đem đông hiển quý bắt đi không phải hắn cái này bổ đầu cũng không cần cầm cố, cho nên liền xem như ngày bình thường được không ít đông hiển quý cho chỗ tốt, hắn lúc này cũng không thể làm việc thiên tư. lại nói, có bản lĩnh tiền ngươi muội phu đi a, à, cùng bọn hắn đám này bổ khoái vung cái gì giả, nhưng bổ đầu vẫn là thái độ rất tốt mà nói, đông nhị gia, cái này chỗ nào là bắt đâu? rõ ràng chính là mời a, à. chúng ta đại nhân nghĩ mời ngài đi hỏi một chút lời nói, đến cùng chuyện gì xảy ra ngài đi nhìn thấy đại nhân liền hỏi, một hỏi liền minh bạch, ngài cũng đừng khó xử chúng ta, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Lại đến thời điểm tri phủ đại nhân chỉ nói mời ngài đi nha môn, thật đúng là không có nói là vì cái gì, tri phủ hoàn toàn chính xác không nói, nhưng là bọn hắn biết, chẳng qua không thể nói cho đông nhị gia chính là, vạn nhất nói cho hắn, hắn cảm thấy không đối chạy đây. Dù sao đông nhị gia bên người gã sai vặt gia đình cũng không phải ăn chay, đều là người luyện võ a à. đám này làm ăn sợ đi ra ngoài bị người đoạt bị người buộc thế nhưng là cẩn thận cực kỳ nếu ta không đi đâu đông hiển quý tức dẫn đến sắc mặt biến đen lúc này tại trên bàn rượu đâu đám này không có nhãn lực độc đáo như bạch nhãn lan hắn thật sự là bạch cho hắn ăn nhóm bổ đầu không người cười làm lành nói ngài phải đi a à. đến cùng là ngài muội phu ngài phải nể tình không phải lại nói ngài phía sau dựa vào là đại trưởng công chúa, chúng ta đại nhân cũng không dám cầm ngài thế nào, nhị gia, ta tốt nhị gia, chúng ta đừng để người ngoài chế giễu có được hay không, chúng tiểu nhân hộ tống ngài đi, gần đây trên đường không phải rất thái bình, chúng ta đại nhân phân phó, cần phải cẩn thận an toàn của ngài. Đừng để người chạy, đám người thấy bổ đầu đều đem nói được cái này phần bên trên, liền nhau nhau khuyên đông nhị gia cùng bổ đầu đi. Trì tri phủ là đông nhị gia muội phu, cũng không phải mội phu của bọn hắn nếu là đông nhị gia lúc này không đi tương lai trì tri phủ sẽ chỉ giận chó đánh mèo đến bọn hắn đám này một lên uống rượu trên thân người không có chiêu a à, người ta là một người nhà a à, một người nhà nơi nào có cách đêm thù a à. đông nhị gia có bậc thang cái này tài hoa hừ hừ đứng dậy cùng bổ đầu đi ta ngược lại muốn xem xem nhìn xem trì đóng đến cùng đang làm cái gì yêu thiêu thân đến tri phủ nha môn tùy tùng của hắn bọn người liền bị ngăn ở bên ngoài bổ đầu cười làm lành nói đông nhị gia ngài nhiều đảm đương nếu là tại tri phủ nha môn bên ngoài đánh lên cũng không tốt nhìn ngài cũng biết bình thành có trú quân có trú quân liền có tuần tra ngự sử đến lúc đó thật đâm đến trong kinh thành đi chỉ sợ đại trưởng công chúa cũng khó làm bổ đầu vẫn còn có chút sợ hãi đông nhị gia sau lưng đại trưởng công chúa chẳng qua cường long ép không qua địa đầu xà hắn cũng chính là có một lắc lư sợ hãi mà thôi xa nhau như trời đất đông nhị gia dáng dấp cũng không tốt cũng không phải đại trưởng công chúa trai lơ nói trắng ra chính là giúp đại trưởng công chúa vơ vét của cải một con chó vẫn là một đầu xa cuối chân trời chó đại trưởng công chúa chó không cần phải nói cũng rất nhiều quý nhân làm sao có thể tự hạ thấp địa vị vì đông hiển quý như thế một cái tiểu lâu la đến cùng bọn hắn những cái này người hầu không qua được nhưng mặt mũi vẫn là muốn bôi ở dù sao người ta muội phu là tri phủ ai nói tới nói lui đều là bọn hắn những cái này người hầu khó a à. đem đông nhị gia cùng tùy tùng của hắn ngăn cách bổ đầu một cái ánh mắt bọn bổ khoái liền lên tay ấn xuống đông nhị gia cho hắn bên trên xiềng xích nhị gia a à, đắc tội đây đều là phân phó của đại nhân chúng ta những tiểu lâu la này đều là nghe đại nhân phân phó làm việc ngài chớ có oán chúng ta bổ đầu thừa dịp đông nhị gia còn không có há mồm mắng to trước đó, trước xin lỗi, sau đó phân phó người đem hắn mắt giam, trì đống, mã mẹ nó ngươi tổ tông, ngươi cái cậu viết bạch nhãn lan, cũng dám âm ta, chờ lão tử ra tới, lão tử ra tới tất cho ngươi biết mặt, tất mời đại trưởng công chúa đem ngươi cái này tri phủ cho phế, ngươi mẹ nó làm mấy ngày tri phủ liền quên đi cân lượng của mình, lúc trước nếu là không có chúng ta đông gia, ngươi liền sách đều đọc không dậy nổi không có chúng ta đông gia cho ngươi dùng tiền đi lại, ngươi làm cái cái rắm tri phủ, làm một đời huyện lệnh đi. Bọn bổ khoái nhau nhau nhìn về phía bổ đầu, có người lặng lẽ hỏi, đầu nhi, muốn hay không đem hắn miệng trắng, bổ đầu lắc đầu, không cá cược, liền phải để hắn mắng, hắn mắng càng hung ác càng tốt, hắn mắng càng hung ác, đại nhân càng sinh khí, chờ việc này chấm dứt về sau hắn được thả ra, cùng đại nhân quan hệ cũng không có khả năng lại giống lúc trước một dạng tốt đến lúc đó hắn nghĩ giận chó đánh mèo chúng ta, cùng đại nhân nói xấu, đại nhân cũng sẽ không nghe. Bọn bổ khoái nhau nhau hướng phía bổ đầu dơ ngón tay cái lên, vẫn là đầu nhi anh minh, bổ đầu lại nói, lại nói, hắn hố chính là định Tây Hầu, nếu là không có định Tây Hầu cùng tôn đại phu, chúng ta đám người này có thể còn sống sót mấy cái, không giống tri phủ là từ bên ngoài người tới, bổ đầu bổ khoái những người này đều là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, bọn bổ khoái rất tán thành gật đầu định tây hầu là người tốt hắn cùng thành quốc công thế tử mục lên trấn giữ bình thành bình thành người thời gian liền có thể trôi qua an ổn chút biến thành người khác đến trả thật không biết là cái gì nải nải hình dáng cũng không sao biểu tra ta nói từ lúc ngụy vũ suy sụp định tây hầu lên đài bọn hắn liền lại không có bị cắt xén qua quân lương mà lại tôn đại phu mở quân y quán bọn hắn hiện tại có bệnh đều có thể miễn phí trị chương 640, thu chi thương, không giống trước kia, có bệnh cũng phải mình gánh, ai, nhưng kinh thành đám kia quyền quý dung không được định Tây Hầu A, định Tây Hầu có thể để cho các binh sĩ ăn no mặc ấm có bệnh có trị, tự nhiên là không có dư thừa tiền cho những quyền quý kia nhóm đi kiếm, các quyền quý không hận hắn hận ai, nhiều như vậy binh, ăn uống nhiều dọa người A, đám người rất tán thành gật đầu, bọn hắn nói thầm phải nhỏ giọng, bị áp đi ở phía trước đông nhị gia hùng hùng hổ hổ, căn bản liền sách nghe không được bọn hắn đang nói cái gì. Đông nhị gia bị áp tiếng nhà giam, ngục tốt đều rất kinh ngạc, vị gia này thế nào tiến đến rồi, đều là đồng liêu, bổ khoái liền cùng ngục tốt thấu đáy, ngục tốt minh bạch. Tại định Tây Hầu không có xảy ra việc gì nhi trước đó, con hàng này sợ là ra không được ngục giam, ngục cốt đi theo bổ đầu đi ra ngoài mấy bước, tránh đi người về sau hắn liền hỏi, đầu nhi, đại trưởng công chúa thật muốn đem tưởng hầu làm cho xuống đài A, có thể để cho hắn mất chức rơi tước tội, phải mất đầu A, sẽ không là thật sao, bổ đầu thở dài, là biết đâu, những chuyện này chúng ta lại trái phải không được, nhưng đông hai dám như thế bốn không kiên sợ khắp nơi tuyên dương, chỉ sợ vẫn là có mấy phần chắc chắn, ngục cốt biết bổ đầu nói đến uyển chuyển, cái gì mấy phần tự tin, sợ là tấm bên trên đinh đinh, mới đúng. Bổ đầu vỗ nhẹ bờ vai của hắn, chúng ta đều là tiểu nhân vật, không có cách nào khác, là không có biện pháp, nhưng là không lộ ra dấu vết làm một hạ đông hiển quý năng lực vẫn phải có. ngục tốt đầu lĩnh lúc này xuống dưới cùng khác ngục tốt thương lượng phiên, bọn hắn mặt ngoài đối đông nhị gia rất khách khí, cho hắn tìm người ít nhất nhà tù. nhị gia ngài đảm đương, hôm nay quan quá nhiều người, nhà tù không đủ, ngài trước đêm liền một ngày, đến mai tiểu nhân liền cho ngài đổi. đông nhị gia giận mắng ngươi mẹ nó là đang trù yểu lão tử đúng hay không? Lão tử một một lát liền có thể ra ngoài ngươi tin hay không? Ngục tốt bị mắng cũng không tức giận, tốt tính mà nói, tin tin tin. Đông nhị gia nắm lấy bản gỗ quát, thất thần làm gì? Còn không mau đi đem trì đống cái kia đồ chó tìm đến. Ngục tốt, tìm xem tìm. Đi ra về sau, ngục tốt đầu lĩnh liền đối thủ hạ nói, sau nửa canh giờ đi bẩm báo phủ tôn đại nhân, nói đông nhị gia la hét muốn gặp lão nhân gia ông ta, tốt. Những ngục tốt tương tự một cười, nụ cười cực kỳ hèn mọn, nổi giận bên trong đông nhị gia cũng không có giống những cái kia học sinh một dạng dùng tiền mua đệm chăn, mua sạch sẽ ăn uống cùng sạch sẽ nước. Thậm chí đám học sinh còn dùng tiền mời ngục tốt đem bọn hắn phòng giam quét sạch sẽ, đi mua ngải đầu đến đem con mũi hung. Hắn một thẳng đứng tại nhà tù đầu gỗ trước hàng rào hùng hùng hổ hổ, bỗng nhiên, một chỉ vô cùng bẩn thối hoắc để tay lên hắn bả vai, đang nổi giận hắn hất ra cái tay này, giận mắng, cút, ba, thảo, đều tiếng chỗ này làm ra vẻ lão sói vẫy đuôi, bẩn thiểu mặt mày đều thấy không rõ phạm nhân hung hăng vung đông nhị gia một bàn tay, cái này một bàn tay trực tiếp đem đông nhị gia tác đến tại chỗ chuyển cái vòng, hắn còn không có kịp phản ứng, nơi hẻo lánh bên trong mặt khác hai phạm nhân cũng đứng dậy vây quanh, đem hắn một bỗng nhiên đánh cho tê người sau đó đào hắn quần. Đông nhị gia tiếng kêu thảm thiết tại phòng giam bên trong quanh quẩn đêm. Cả người tựa như nhà hắn trong vườn hoa du, bông hoa, một dạng, tàn tạ cực kỳ. Bắt đầu mùa đông, du, bông hoa, cũng đều tàn. Phủ nha biệt thự, đông thị quả thực không thể tin vào tai của mình, nàng hai tay run run chỉ vào quản gia, ngươi nói cái gì? Trì đống không để ta đi ra ngoài, quản gia không người khổ một tấm mặt nói, phu nhân, đại nhân đích thật là nói như vậy, Đại nhân nói gần đây bên ngoài rất loạn, để phu nhân ngay tại viện nhi bên trong đợi, chỗ nào cũng đừng đi. Đông thị tức giận đến cô lấy trên bàn bình hoa liền hướng phía quản gia đập tới, ngươi coi ta là đồ đần a? Bên ngoài không yên ổn, cũng không phải nội viện nhi không yên ổn, các ngươi hiện tại liền viện nhi cửa đều không cho ta ra, đây là tại giam lỏng ta, trì đóng hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn có phải là quên? Cái nhà này đều hoa ai tiền? Hắn đây là muốn làm cái gì? quản gia trong lòng tự nhủ nam nhân kia không biết xấu hổ ngươi luôn mồm nói đại nhân ăn bám có biết có đại nhân tại các ngươi đông gia sinh ý thuận thật nhiều không có đại nhân các ngươi đông gia sinh ý cũng làm không được lớn như vậy cái này quản gia là trì tri phủ mới cất nhắc lên là tâm phúc của hắn người hầu trước kia cái kia quản gia đã để trì tri phủ cho đuổi có thể nói văn hội sự kiện về sau thừa dịp đông thị không ở nhà Địa tri phủ đem trong phủ hạ nhân có thế đổi toàn đổi thông qua văn hội sự kiện để hắn kiến thức đến đông thị ngu xuẩn mà cái này một lần hắn khắc sâu kiến thức đến đông gia lão nhị đông hiển quý ngu xuẩn thật người ngu xuẩn như vậy hắn là thật không hiểu là thế nào đem sinh ý làm lớn đông thị phát cáo quản gia liền yên lặng lui ra ngoài hắn đem cửa phòng đóng trực tiếp khóa lại lần này tốt đông thị liền gian phòng đều ra không được nàng một cái sức lực hùng hùng hổ hổ, phòng bên trong phục vụ người lại bị quản gia hô ra ngoài, liền đem chính nàng một người nhốt tại phòng bên trong. Quản gia đi tìm trì tri phủ phục mệnh, trì tri phủ trực tiếp hạ lệnh, để đông thị người bên cạnh đem chìa khóa giao ra, lại toàn bộ độc tâm bán ra, hướng quảng mỏ bán, quản gia không người ứng, đông thị kiếp sau, cũng chỉ có thể trong phòng dưỡng bệnh, trì tri phủ không thể rời đi đông thị đồ cưới duy trì nhưng hắn cũng không thể để đông thị tiếp tục ra tới gặp người, nàng cùng nàng nhị ca một người nhà một dạng, sẽ chỉ gây tai họa, phòng giam bên trong, đông nhị gia đã bị dày vò đến không thành hình người, trên người hắn thứ đáng giá đều bị cùng một nhà tù người cho đoạt, quay đầu liền lấy đi cho ngục tốt đổi rượu thịt ăn, ngục tốt đến thu đồ vật thời điểm, đông nhị gia trống tâm cuốn họng một một chút thanh âm đều không phát ra được, ôi, đông nhị gia, ngài làm sao dạng này rồi, ngục tốt gặp hắn bộ dáng chật vật, liền vội vàng hỏi, đông nhị gia nước mắt đều làm, lúc này nói không nên lời, khóc không ra, đừng đề cập nhiều ủy khuất, cũng may ngục tốt dường như kịp phản ứng, quát lớn kia ba người, các ngươi có phải hay không khi dễ nhị gia rồi, ba tên vô cùng bẩn phạm nhân vội vàng giảo biện, không có, thật không có, quan gia ngài tin tưởng chúng ta, chúng ta nhiều trung thực a. À, là vị gia này tự mình cùng tự mình không qua được, một thẳng mắng tri phủ đại nhân đâu, một bên cạnh mắng một bên cạnh gặp trở ngại, nói hắn ngồi tù còn không bằng chết đi coi như xong. Đông nhị gia, bọn hắn tại đánh rắm, ngao ngao ngao, đau quá, ngục tốt cảnh cáo bọn hắn, các ngươi không cho phép khi dễ nhị gia, nói xong ngục tốt liền đi. Đông nhị gia mắt long long nhìn ngục tốt rời đi, lại cái gì đều làm không được, trong lòng ủy khuất cùng tuyệt vọng đem hắn nhanh chết đuối. Bên ngoài những ngục tốt phòng bên trong, cai tù đang cùng hạ một cái ban cai tù giao tiếp, người tối hôm qua bị thu thập, hôm nay các ngươi bắt ở cơ hội thật tốt phát một bút tài, cũng nên cho hắn đổi phòng, không thể quá mức, không phải tri phủ đại nhân bên kia nhi không tiện bàn giao. Tiếp ban lao đầu nhi cười híp mắt đáp ứng, đông nhị gia gã sai vặt cùng gia đình ngày hôm trước ban đêm liền phát giác không đúng, về sau hỏi bổ khoái mới biết được đông nhị gia đã bị bắt giam, thế là vội vàng về đông gia bẩm báo cho quản gia, quản gia sốt ruột phải không được vội vàng chạy tới cầu kiến tri phủ cùng đông thị lại bị ngăn ở ngoài cửa hắn bất đắc dĩ chạy đi tìm lương công công lương công công mười phần chấn kinh nói sẽ hỗ trợ hỏi một hỏi nhưng hỏi một hỏi cũng phải hừng đông mới được quản gia đành phải trở về sau đó trời một sáng lại chạy tới tri phủ nha môn tìm trì tri phủ kết quả có thể nghĩ lại lần nữa ăn bế môn canh nghĩ nghĩ quản gia liền chạy đi nhà giam muốn gặp một thấy đông nhị gia nhà tù ngục tốt nhìn thấy hắn đến một từng cái tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng bạc bạc đến rồi